Chương 862 Trung tâm cường đại căn bản. Yến hội trong sảnh một màn, An Đông Dương cũng xem ở trong mắt, hắn xoay người, hướng Trương Huyền xin lỗi cười, căn cứ nhiệm vụ ủy thác, những người này đối Hằng Thành Ôm có hiểu lầm, còn sẽ liên tục thời gian rất lâu, trong khoảng thời gian này, chỉ sợ Hằng Thành đều sẽ sinh hoạt tại đây loại mắt lạnh giữa. Trương Huyền khẽ lắc đầu, nhún vai, tỏ vẻ không sao cả. Mọi người theo thứ tự ngồi xuống, Trương Huyền có thể nghe được, ở một bên trên bàn, thỉnh thoảng sẽ truyền đến một ít đối chính mình có nhằm vào ngôn ngữ, mấy thứ này, Trương Huyền tự nhiên mà vậy toàn bộ lọc rớt. Ở mọi người thượng bàn sau, đồ ăn lục tục thượng bàn, tất cả đều là tân tỉnh bên này đặc sắc đồ ăn phẩm, đại bàn gà một loại. Đãi đồ ăn thượng không sai biệt lắm sau, An Đông Dương đứng dậy nâng chén, các vị, ta An Đông Dương cũng không phải cái gì người làm công tác văn hóa, dư thừa khách khí nói ta cũng liền không nói, lần này Lâu Lan hành trình, một đường cùng với hung hiểm, liền thỉnh đại gia, tại đây dọc theo đường đi, nhiều hơn chiếu cố. An Tổng, người lời này liền khách khí, chúng ta là lấy tiền làm việc, chỉ là, này tiền thuê. Một người thuộc về Dụ Hưng An bảo người mở miệng. Nhắc tới tiền thuê hai chữ thời điểm, ở đây người, trừ bỏ Trương Huyền bọn họ bên ngoài, còn lại năm gia công ty bảo an người, đều biểu hiện ra cảm thấy hứng thú bộ dáng, ánh mắt tất cả đều tập trung đến An Đông Dương trên người. An Đông Dương cười cười, chư vị, này An bảo giới quy củ, ta An Đông Dương cũng rõ ràng, chúng ta định vào ngày mai sáng sớm xuất phát. Này tiền thuê, sẽ ở Tiến Mạc sau, trước phó 30%, chờ từ Đại Mạc Trung ra tới sau, thanh toán dư lại 70%. An Đông Dương lời này rơi xuống, ở đây năm bình phục bảo công ty người trên mặt, tất cả đều lộ ra vui mừng. An Tổng hào khí, Dụ Hưng An bảo người hét lớn một tiếng. Ở công ty bảo an, giống nhau đều là cố chủ trước phó 10% tiền đặt cọc, chờ nhiệm vụ hoàn thành sau, lại phó dư lại, An Đông Dương này 30% giá cả. Đã xa xa cao hơn thị trường giới. Ha ha, An Đông Dương khẽ cười một tiếng, bất quá các vị, nhiệm vụ này chấp hành trước, ta từ tục tiễu trước nói ở phía trước, nếu có người trên đường rời khỏi, này còn thừa tiền thuê, ta là một phân tiền đều sẽ không kết toán. An Tổng yên tâm, chúng ta nếu làm này hành, chính là lấy tiền ra tới liều mạng. Hữu Hùng công ty bảo an nhân thủ vung lên. An Đông Dương gật gật đầu. Hè oi bức công ty bảo an rất nhiều. Hắn sở dĩ lựa chọn trừ bỏ Hằng Thành ở ngoài còn lại năm gia, chính là bởi vì này năm gia tính chất, cùng đại đa số công ty bảo an có khác nhau. Rất nhiều công ty bảo an, chỉ là làm an bảo hộ chàng một loại nhiệm vụ, nhưng này năm gia, liền giống như thời cổ cái loại này lính đánh thuê giống nhau, cho tiền, bọn họ liền dám liều mạng, đến nỗi Hằng Thành, chỉ là có người cấp An Đông Dương giới thiệu một chút, An Đông Dương thử một chút, này liền liên hệ thượng. Hành, vậy chúc chúng ta, mã đáo thành công. Hy vọng các vị này dọc theo đường đi, có thể đồng tâm hiệp lực, vì hoàn thành nhiệm vụ mà nỗ lực. An Đông Dương lại lần nữa nâng chén, cụng ly. Làm. Yến hội trong phòng mọi người, đều đem chén rượu cử lên. Cơm ăn một nửa, An Đông Dương thủ hạ Trần chủ quản, bắt đầu cho mỗi một cái công ty bảo an giao đãi nhiệm vụ, đủ loại nhiệm vụ đều có người phụ trách, bao gồm vật tư bảo hộ. Người đều biết, này sa mạc hành trình, nhất định không phải một chuyến nhàn nhã lữ hành. Ở kia hoang tàn vắng vẻ sa mạc giữa, chuyện gì đều khả năng phát sinh, trong đó không thiếu cùng hung cực ác cùng bị buộc đến cực lộ hạng người, ở hoang mạc chung, vật tư chính là lớn nhất tài phú. Cụ thể mở đường thăm dò nhiệm vụ, liền giao cho thực lực mạnh nhất Dụ Hưng An bảo. Đương sở hữu nhiệm vụ an bài sau, mọi người đột nhiên ý thức được một vấn đề, đó chính là, lần này nhiệm vụ phân phối chung, cùng Dụ Hưng An bảo cầm đồng dạng tiền thuê Hằng Thành An bảo. Thế nhưng không có bị phân phối tiền nhiệm gì một cái nhiệm vụ, bọn họ này 32 người, liền giống như tới du lịch giống nhau. Trần chủ quản, ta hỏi ngươi, kia Hằng Thành An bảo, vì cái gì như vậy nhàn? Hữu Hùng An bảo người phụ trách ra tiếng hỏi. Này, Trần chủ quản sắc mặt khó xử, nhìn mắt An Đông Dương, về vì cái gì không cho Hằng Thành An bảo phân phối nhiệm vụ, hắn bản nhân cũng rất muốn không rõ, nhưng cố tình đây là An Đông Dương giao đãi xuống dưới. Hắn cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Nhìn Trần chủ quản khó xử bộ dáng, một bên một nhà khác công ty bảo an người mở miệng, a, này có gì tưởng không rõ, Hằng Thành những người này, một đám lão nhược bệnh tàn, bọn họ có thể làm gì? Nếu đem vật tư giao cho bọn họ bảo quản, gì thời điểm bị đoạt cũng không biết, làm cho bọn họ mở đường. Chỉ sợ đến lúc đó đến liên lụy chúng ta mọi người, An Đông Dương đây là hiệp nghị đều ký, tưởng đổi ý đều không được, chỉ có thể nhận cái tài bái. 700 vạn A, cũng không phải là cái gì số lượng nhỏ. Thảo,
đến lúc đó ta nhưng không nghĩ quản nhóm người này lão nhược bệnh tàn. Hữu Hùng người phụ trách Tào Ngụy mở miệng, vào sa mạc, bọn họ chết sống cùng ta không quan hệ. Vốn dĩ liền cùng chúng ta không có quan hệ, chúng ta nhiệm vụ là bảo hộ An Đông Dương tiên sinh, đến nỗi này đàn lão nhược bệnh tàn, ta đánh cuộc bọn họ không đến 10 ngày liền sẽ chủ động cút đi. Một cái nguyên phong công ty bảo an người mở miệng. Ta đánh cuộc 7 ngày, Tào Ngụy ra tiếng. 7 ngày, 5 ngày liền ghê gớm, Trần chủ quản cũng không nhịn xuống. Mấy người liếc nhau, phát ra một trận tiếng cười to. Tổ Hiển nghe chung quanh truyền đến tiếng cười, chỉ cảm thấy phá lệ chói tai, trong lòng một cổ hỏa nghẹn ở nơi đó. Trương Tổng, bọn họ cũng có chút thật quá đáng. Tổ Hiển ngồi ở Trương Huyền bên cạnh, oán hận mở miệng, một bàn mỹ thực đều có loại ăn không vô đi cảm giác. Quá mức sao, Trương Huyền cười cười, người chỉ coi như một đám vai hề ở biểu diễn là được, nhớ kỹ một sự kiện. Cái gì, Tổ Hiển ngẩng đầu, đầy mặt nghi hoặc. Có chút người càng là nhằm vào ngươi, liền càng là đố kỵ ngươi, trừ phi ngươi là cái phế vật, mới sẽ không có người đem ngươi để vào mắt, ngươi muốn rõ ràng một sự kiện, bọn họ trong miệng nói lại nhiều, trong ánh mắt biểu hiện lại khinh thường, ngươi nên so với bọn hắn cường, vẫn là so với bọn hắn cường. Trương Huyền gắp một chiếc đũa đồ ăn, bỏ vào trong miệng. Trương Tổng, chúng ta thật sự so với bọn hắn cường sao? Tổ Hiển ánh mắt lộ ra mê võng. Chúng ta Lâm Thị, có thể mua vô số bọn họ như vậy công ty, ngươi lần này làm Lâm Thị đại biểu, ngươi cảm thấy ngươi so với bọn hắn nhược sao? Nếu ngươi như vậy cảm thấy, ngươi nói cho ta, ngươi so với bọn hắn nhược ở nơi nào? Trương Huyền buông chiếc đũa, rút ra một trương khăn giấy, xoa xoa miệng, nhìn về phía Tổ Hiển. Tổ Hiển biểu tình sửng sốt, nhìn về phía một bên, theo sau mới chậm rãi mở miệng, chúng ta thực lực. Trước không đề cập tới chúng ta thực lực cụ thể như thế nào. Trương Huyền trực tiếp đánh gãy Tổ Hiển nói, ngươi chỗ đã thấy, là bọn họ hiện tại, cố ý ở ngươi trước mặt biểu hiện ra ngoài đồ vật, ngươi không cần chú ý này đó, ngươi muốn xem, là trên thế giới này trung tâm đồ vật, nói cho ta, một người tại đây trên thế giới, trung tâm cường đại căn bản là cái gì? Tổ Hiển trầm mặc 2 giây, lắc lắc đầu. Là tiền, Trương Huyền ngón tay gõ cái bàn, tuy rằng nghe đi lên thực thế lực. Nhưng chính là như vậy cái lý, bọn họ lại cường, không phải là vì tiền cho người khác phục vụ sao? Ngươi cảm thấy An Đông Dương cường sao? Hắn nếu cường, hà tất còn phải bỏ tiền mướn người, nhưng cố tình, những người này tôn kính hắn, ngươi biết vì cái gì sao? Tổ Hiển buột miệng thốt ra, An Đông Dương có tiền. Chính xác, Trương Huyền búng tay một cái. Chương 863 ta đi tìm bọn họ lý luận. Tổ Hiển nghe Trương Huyền này một phen lời nói. Đôi mắt giữa dần dần thả ra sáng rọi. Trương Huyền nhìn Tổ Hiển này phiên bộ dáng, âm thầm lắc lắc đầu. Tuy rằng, Trương Huyền nói không tồi, thế giới này trung tâm lực lượng chính là tiền, có tiền mới là đại gia, nhưng loại này giá trị quan, hướng lớn nói, có chút quá hẹp hòi, nếu có thể, Trương Huyền thật sự không nghĩ từ cái này phương hướng kích thích Tổ Hiển, như vậy thực dễ dàng sẽ làm một người đi hướng cực đoan. Chỉ là, Trương Huyền phát hiện, Tổ Hiển người này, tại nội tâm giữa, có chút quá tự ti. Lúc trước ở nhận lời mời thời điểm, Tổ Hiển đã bị hắn đồng học châm chọc mỉa mai, ngày hôm qua, lại đã xảy ra bị bạn gái bát rượu trào phúng sự, hôm nay lại gặp đến một đám công ty bảo an xem thường, một người thừa nhận năng lực, là phi thường hữu hạn, đặc biệt là Tổ Hiển loại này mới từ trong trường học ra tới người, nếu đổi một người, chỉ sợ đã sớm không chịu nổi. Tổ Hiển quá mức khuyết thiếu lòng tự tin, Trương Huyền chỉ có thể trước dùng loại này cực đoan tư tưởng. Làm Tổ Hiển đem chính mình tin tưởng bành trướng lên, vô luận từ cái nào phương diện, phải biết rằng, một cái tự ti người, so một cái tự phụ người, còn muốn nguy hiểm. Tiền tài tối thượng tư tưởng, Trương Huyền cùng Tổ Hiển nói qua không ngừng một lần hiệu quả, so một lần hiệu quả muốn rõ ràng. Có thể nhìn đến, đương Tổ Hiển tư tưởng chậm rãi chuyển biến lại đây sau, trên mặt hắn tự ti, bắt đầu chậm rãi biến mất, trong mắt di ông sắc, cũng biến thành bình thường bộ dáng. Lần này tiệc tối, chủ yếu là giao đãi một chút tiền thuê chi trả phương thức, cùng với nhiệm vụ phân phối, này đó công ty bảo an người, tuy rằng trên mặt biểu hiện các loại khinh thường, ngoài miệng nói nhiệm vụ nhẹ nhàng linh tinh nói, lại cũng đều minh bạch, lần này tiến mạc, không phải một kiện dễ dàng sự, một bàn mười mấy người, trừ bỏ ban đầu từng có chạm cốc bên ngoài, còn lại thời điểm một ngụm rượu không nhúc nhích, mỗi bàn cũng liền uống lên nửa bình rượu tả hữu, liền sôi nổi tan cuộc. Đêm khuya, Trương Huyền mở ra di động, cùng Lâm Thanh Hạm video hàn huyên hơn nửa ngày, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn ngủ hạ. Ban đêm tam điểm, chỉnh đống khách sạn,
liền nhân viên công tác đều đã đi vào giấc ngủ, An Đông Dương bao hạ cả tòa khách sạn, đối trực đêm ban nhân viên công tác tới nói, cũng là một lần thả lỏng cơ hội, các bình phục bảo công ty người cũng đều làm chính mình ngủ hạ, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ vào sa mạc sau, lại muốn ngủ cái an ổn giấc, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự. Ngày hôm sau sáng sớm 8 giờ, trời còn chưa sáng, đi làm người cũng chưa rời giường, Trương Huyền đám người, đã từ trên giường bò lên, rửa mặt xong, ở khách sạn cửa đăng xe. Tổng cộng 39 chiếc 7 tòa xe Việt dã ngừng ở khách sạn trước cửa, nhan sắc thống nhất, tất cả đều là màu trắng, cốp xe chứa đầy vật tư, mỗi chiếc xe thượng, đều bị an bài 5 người, tổng cộng 195 người đội ngũ, chuẩn bị xuất phát. Này 39 chiếc xe, có thể nói là mênh mông cuồn cuộn, ở trên đường bài xuất một trường lưu. Ô Lỗ Thị khoảng cách Lâu Lan, đại khái có 900 km lộ, cũng may Tân Tỉnh hoang vắng, nếu ở đô thị cấp 1, này 39 chiếc xe, không ra 5 km, liền phải từng người vì chiến, căn bản làm không được tổ đội đi trước. Tân Tỉnh cảnh sắc, tuyệt đối là ở bên ngoài không thấy được, lái xe một đường chạy tới, cũng coi như là một loại hưởng thụ. Ra Ô Lỗ Thị, thượng rộng lớn quốc lộ hai bên phong cảnh, cho người ta một loại vui vẻ thoải mái, thả bay tự mình cảm giác. Cùng nhất nhị tuyến thành thị cái loại này ủng đổ cảm giác hoàn toàn bất đồng, ở chỗ này, phảng phất mở ra ôm ấp, khắp thiên địa, đều thuộc về chính mình. Trương Huyền nhìn này ven đường cảnh sắc, cũng là tới lái xe chạy như điên dục vọng, ngồi ở phòng điều khiển nội, nghe Hồng Nhạn, nhưng thật ra có khác một phen tư vị. Mỗi chiếc xe thượng, đều phóng một cái bộ đàm, Tân Tỉnh có rất nhiều không người khu, này một đường đi đến, sẽ có rất nhiều không có tín hiệu địa phương, bộ đàm là vì để ngừa mỗi chiếc xe lạc đường. Rốt cuộc 900 km, muốn vẫn luôn bảo trì đoàn xe cân bằng, là không hiện thực. 200 nhiều km sau, Trương Huyền thay cho tổ hiển tới lái xe, hắn tắt ngồi ở ghế phụ, nghe âm nhạc, một tay đáp ở bệ cửa sổ, một tay ở trên đùi vỗ tiết tấu, tại đây loại quốc lộ thượng, cho người ta một loại phi thường thả lỏng cảm giác, hoàn toàn không lo lắng sẽ có tắc xe linh tinh sự tình phát sinh. Đang lúc Trương Huyền hưởng thụ loại này vui vẻ thoải mái cảm giác là lúc, một chiếc cùng đoàn xe Việt dã đột nhiên gia tốc, lấy cường đại mã lực từ Trương Huyền này chiếc xe phía sau đuổi theo, ở vượt qua Trương Huyền bên này nửa cái thân xe sau, đột nhiên một phương hướng chiều Trương Huyền bên này đánh tới. Mắt thấy đối phương đuôi xe liền phải đụng phải phía chính mình xe đầu, đang ở lái xe tổ hiển theo bản năng đánh một phen phương hướng. Tại đây loại rộng lớn quốc lộ thượng, tốc độ xe đều bảo trì ở khi tốc 100 trình độ, hơn nữa xe Việt dã sàn xe lại cao, như vậy đột nhiên mãnh đánh phương hướng. Chẳng sợ tổ hiển đã mang theo chút phanh lại, làm chiếc xe ở chuyển biến phương hướng trước giảm tốc độ, cũng dẫn tới thân xe đã xảy ra trình độ nhất định nghiêng, dọa tổ hiển một thân mồ hôi lạnh. Tổ hiển đi phía trước vừa thấy, liền thấy phía trước chiếc xe kia phòng điều khiển cửa sổ, vươn một bàn tay tới, so một ngón giữa, theo sau chiếc xe bỗng nhiên giảm tốc độ, làm tổ hiển lại lần nữa theo bản năng tàn nhẫn dẫm một chân phanh lại, sự bên trong xe người bởi vì quán tính về phía trước tải đi. Chỉnh chiếc xe đột nhiên ở trên đường ngừng lại, loại này phanh gấp, sẽ làm người ngực nổi lên một trận ghê tởm, cảm thấy phi thường không khỏe. Đương tổ hiển phục hồi tinh thần lại khi, chiếc xe đã xa xa khai đi. Rùa đen dừng lại xe lạc, bên cạnh, lại là một chiếc xe gào thét mà qua, bên trong xe truyền ra một trận tiếng cười nhạo, ngay sau đó, chiếc xe đột nhiên ném ra một cái bình thủy tinh tử, hung hăng dừng ở tổ hiển này chiếc xe đầu, cái chai bang một chút nổ tung. Pha lê toái trà bắn nơi nơi đều là, một mảnh màu đỏ chất lỏng ở xe đầu nước bắn, làm đến xe đầu toàn bộ đều là, ngay cả trên kính chắn gió, cũng là một mảnh mơ hồ. Tổ hiển ấn xuống cần gạt nước khí, lại phát hiện cần gạt nước khí căn bản là soát không sạch sẽ, nhìn kỹ, phát hiện này đó màu đỏ chất lỏng thế nhưng là sơn, chỉ có thể xuống xe lấy khối rẻ lau, dùng sức mới có thể lau, sơn là lau, nhưng pha lê có vẻ thực hoa, muốn hoàn toàn rửa sạch sẽ, chỉ có thể chờ đến tiếp theo cái phục vụ trạm. Mà chỉnh chiếc xe, từ bên ngoài xem cũng là một mảnh hỗn độn. Tổ hiển mở cửa xe, một lần nữa ngồi trở lại bên trong xe, Trương Tổng, là Hữu Hùng An bảo người. Ân, ta thấy được, Trương Huyền gật gật đầu. Trương Tổng, bọn họ có chút thật quá đáng. Tổ hiển nhéo nhéo nắm tay. Đúng vậy, là quá mức. Trương Huyền điều chỉnh một cái thoải mái tư thế, cho ngươi một cơ hội, ngươi tưởng như thế nào làm. Là đuổi theo đi dùng đồng dạng phương pháp trả thù trở về. Vẫn là lấp kín bọn họ, hung hăng giáo huấn bọn họ một đốn, hoặc là như thế nào, ngươi tới tuyển. Không được, không thể dùng đồng dạng phương pháp. Tổ hiển lắc lắc đầu, như vậy quá nguy hiểm, từ từ ta đi tìm bọn họ lý luận. Tổ hiển vừa nói,
một bên một lần nữa phát động chiếc xe. Trương Huyền mắt lé nhìn về phía ngoài cửa sổ, khóe miệng liệt ra một mạt mỉm cười. Lý luận nếu hữu dụng, thế giới ngầm liền sẽ không tồn tại. Chương 864 trầm mặc trung tử vong hoặc là bùng nổ. Tổ Huyền điều chỉnh hạ tâm tình, quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện ngồi ở ghế sau phía chính mình ba gã an bảo thành viên, giống như chuyện gì cũng chưa phát sinh giống nhau, như cũ ở vui vẻ trò chuyện, Trương Huyền cũng là nhàn nhã dựa vào nơi đó, tiếp tục đi theo âm nhạc, dùng tay đánh nhịp. Tổ Huyền phát động chiếc xe, bởi vì kính chắn gió hoa nguyên nhân, một đường cũng vô pháp khai mau, thỉnh thoảng liền sẽ nhìn thấy cùng đội chiếc xe từ phía sau đuổi theo, Hữu Hùng An bảo cùng cái kia Nguyên Phong An bảo người ở đuổi theo Trương Huyền bọn họ này chiếc xe khi, đều sẽ phát ra tiếng cười nhạo âm, loại này tiếng cười nhạo, nghe vào Tổ Huyền trong tai, cảm thấy phá lệ nghẹn khuất, bắt lấy tay lái tay, cũng dần dần tăng lớn lực lượng, lòng bàn tay đều là một tầng hãn. Này hết thảy, Trương Huyền đều xem ở trong mắt, không có ra tiếng. Liền như vậy, lại khai mấy chục km sau, Tổ Huyền rốt cuộc gặp được một cái tiếp viện khu, nơi đó có rửa xe địa phương, có thể rửa sạch này trên xe sơn. Tổ Huyền liền du đều bất chấp trước thêm, trực tiếp đem xe chạy đến rửa xe phòng đi, kết quả đến rửa xe trước phòng lại phát hiện, rửa xe trước phòng, chính dừng lại tam chiếc tẩy tốt xe, đem toàn bộ rửa xe phòng đại môn phá hỏng. Này tam chiếc tẩy tốt xe, hai chiếc thuộc về Hữu Hùng người, còn có một chiếc thuộc về Nguyên Phong người. Tam chiếc xe người trên, đều ngồi ở một bên, cầm một ít lương khô, một bên khoác lác, một bên ăn. Xe có thể di một chút sao? Tổ Huyền đem xe đình đến này hai cái công ty bảo an người trước mặt, ngồi ở ra tiếng nói. Di xe, di cái gì xe? Hữu Hùng An bảo người lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Tổ Huyền hít sâu một hơi, ngăn chặn trong lòng hỏa khí, chỉ rửa xe cửa phòng tam chiếc xe, kia tam chiếc tẩy xong rồi đi. Tẩy xong nên làm chúng ta giặt sạch. Nga, Hữu Hùng An bảo người gật gật đầu, chiều rửa xe cửa phòng nhìn thoáng qua, theo sau ra tiếng nói, không tẩy xong, còn sớm đâu. Nói xong, này Hữu Hùng An bảo người tiếp tục ngồi ở chỗ kia ăn khởi đồ vật tới. Các ngươi, Tổ Huyền hung hăng nắm tay lái. Chúng ta cái gì, Nguyên Phong An bảo người bỗng nhiên đứng dậy, trừng hướng Tổ Huyền, người mẹ nó nói, chúng ta cái gì? Sao, muốn đánh nhau? Tới, cấp lão tử xuống xe. Nguyên Phong An bảo người ta nói, trực tiếp xông lên, muốn kéo Tổ Huyền cửa xe. Tổ Huyền theo bản năng đem cửa xe khóa trụ, đồng thời đem cửa sổ xe đóng lại. Tên kia xông lên Nguyên Phong An bảo người, một chân thật mạnh đá vào cửa xe thượng, làm cửa xe phát ra đông một thanh âm vang lên, cách cửa sổ xe, duỗi tay chỉ vào Tổ Huyền, trong miệng không ngừng hùng hùng hổ hổ, phá lệ khó nghe, đem Tổ Huyền tổ tông 18 đại toàn bộ hơn nữa. Tổ Huyền ngồi ở bên trong xe, bên ngoài thanh âm như có như không truyền tiến hắn trong tai, tức giận đến hắn cả người đều ở phát run. Tổ Huyền theo bản năng nhìn mắt ngồi ở bên cạnh Trương Huyền, phát hiện Trương Huyền như cũ thoải mái nằm ở nơi đó, đôi mắt đều nhắm lại, giống như đã ngủ rồi giống nhau, mà ngồi ở ghế sau ba người, như cũ ở tán gẫu, phảng phất bên ngoài sự tình, căn bản cùng bọn họ không quan hệ giống nhau. Tổ Huyền nhìn chằm chằm ngoài xe hùng hùng hổ hổ đại hán, tay ở cửa xe đem trên tay khấu rất nhiều lần, cuối cùng cũng không có dũng khí, đem cửa xe mở ra. Ngoài xe người thấy Tổ Huyền đám người xúc ở trong xe không ra, so mấy cái ngón giữa, trong đó Hữu Hùng An bảo người, lại từ trong xe lấy ra hai bình sơn, giống như trêu chọc giống nhau, ở Tổ Huyền này chiếc xe trên thân xe viết lung tung vẽ lên, chờ bọn họ toàn bộ làm xong sau, mới nhàn nhã trở lại chính mình trong xe, điểm một cây yên, lại nằm hơn nửa giờ, mới chậm gì gì đem xe khai đi, lưu lại một trống rỗng rửa xe phòng nhập khẩu hiện ra ở Tổ Huyền trước mắt. Tổ Huyền nhìn kia tam chiếc xe đi xa sau, lúc này mới mở cửa xe, đi xuống xe, nhìn đến, toàn bộ trên thân xe, đều bị tràn ngập mạn mắng nói, kia lời nói ác độc trình độ, Tổ Huyền trước kia nghe cũng chưa nghe qua, mặt trên còn sinh động vẽ rất nhiều hình tượng đồ vật tới biểu đạt này đó chửi rủa lời nói. Tổ Huyền hít sâu một hơi, trở lại trên xe, đem xe chạy đến rửa xe trong phòng, mở ra súng bắn nước xúc rửa, nhưng sơn đã làm ở trên thân xe, muốn xúc rửa, phá lệ khó khăn. Tổ Huyền chỉ có thể cầm rẻ lau, một chút đem này đó sơn lau. Ở Tổ Huyền lau này đó sơn trong quá trình, những cái đó chửi rủa lời nói, lại lần nữa khắc vào hắn trong đầu, hắn tưởng không đi xem, đều không có biện pháp. Ước chừng dùng hai cái giờ thời gian, Tổ Huyền mới đưa mãn xe sơn lau, ở cái này trong quá trình, Trương Huyền vẫn luôn đều ngồi trên xe, nhìn Tổ Huyền. Hai cái giờ sau, Tổ Huyền trở lại trên xe, không nói một lời,
đánh lửa sau, lái xe xử thượng quốc lộ. Trương Huyền ngồi ở trên ghế phụ, nhìn Trầm Mặc Tổ Hiền, Trương Huyền minh bạch, giờ này khắc này, tên kia vì thù hận hạt giống, đã ở Tổ Hiền trong lòng nảy mầm, bất quá, này còn chưa đủ. Tổ Hiền trong lòng yếu đuối cùng tự ti, so Trương Huyền tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng, loại này nhát gan yếu đuối, sẽ làm Tổ Hiền rất khó đem trong lòng phẫn nộ bộc phát ra tới, nhưng một khi bùng nổ, kia sẽ là phi thường đáng sợ. Có người từng nói qua, hoặc là ở Trầm Mặc Trung tử vong, hoặc là liền ở Trầm Mặc Trung bùng nổ. 900 km lộ, yêu cầu 9 giờ không ngừng tiến lên, hơn nữa trên đường sở hao phí các loại thời gian, 900 km, chẳng sợ tại đây loại không xe chống trải quốc lộ thượng, cũng đến tiến lên mười mấy tiếng đồng hồ, hơn nữa nơi này biển báo giao thông rất ít, có khi đi vào không người khu, sẽ có lạc đường nguy hiểm, 900 km lộ trình, bị An Đông Dương chia làm 2 ngày. Hôm nay, mọi người đem ở kho chợ hợp. Kho thị ở vào Thiên Sơn Nam Lộc, chứ danh trong tháp bồn gỗ mà bên cạnh, Bắc Y Thiên Sơn nhánh núi, Nam Lâm thế giới đệ nhị đại sa mạc, tháp Kara Mã làm sa mạc, là năm đó con đường tơ lụa yết hầu nơi, kho thị Hương Lê, kia cũng là cả nước nổi tiếng, mà kho thị, lại ở toàn bộ Tân Tỉnh Trung ương, tới Tân Tỉnh du lịch thám hiểm người, đều sẽ lựa chọn ở chỗ này đặt chân, dần dà, kho thị cũng biến thành nửa thành phố du lịch, khách sạn rất nhiều. An Đông Dương ở tới trước, cũng đều đính hảo khách sạn. Mọi người đem ở chỗ này ngắn ngủi đặt chân, nghỉ ngơi một đêm sau, sáng sớm hôm sau liền muốn xuất phát. Đường Tổ Hiển lái xe đi vào lúc này, thiên đã có chút đen, các bình phục bảo công ty người, cũng sớm đều trụ tiến khách sạn. Trước tiên đã đến địa ngục hành giả, cũng đều nhận được Trương Huyền mệnh lệnh, cũng không có chờ đợi bọn họ, sớm nghỉ ngơi, thậm chí liền cơm chiều, cũng chưa cho bọn hắn lưu. Tổ Hiển lái xe xử đến khách sạn trước cửa, đại môn trống rỗng. Cho người ta một loại cực độ quạnh quẽ cảm giác, sẽ làm người nghiêm trọng khuyết thiếu cảm giác an toàn. Trương Tổng, chúng ta tới rồi. Tổ Hiền đem xe dừng lại, trong giọng nói toàn là xin lỗi. Vậy sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai liền phải tiến mạc. Trương Huyền không nói thêm gì, mở cửa xe, lo chính mình đi xuống xe, sau đó đi đến khách sạn giữa, từ đầu tới đuôi, xem cũng chưa xem Tổ Hiền liếc mắt một cái. Trương Huyền thái độ, làm Tổ Hiền trong lòng chua xót. Hắn cũng minh bạch, chính mình hôm nay đích xác không có làm được vị. Đang lúc Tổ Hiền tưởng hảo, ngày mai nhất định phải hảo hảo lái xe, không cho hữu hùng người khả thừa chi cơ khi, một cục đá, đột nhiên từ phía trên nện xuống, thật mạnh dừng ở Tổ Hiền chiếc xe trên kính chắn gió của xe hơi, đem khắp kính chắn gió, tạp ra nẻ mở ra. Chương 865 các ngươi rất sẽ dưỡng sinh. Pha lê vỡ ra thanh âm cùng ô tô tiếng cảnh báo ở bầu trời đêm giữa không ngừng tiếng vọng. Tổ Hiền cả người sững sờ ở xa tiền, nhìn được khảm tiến kính chắn gió chung kia tảng đá, cắn chặt môi. Đã đi vào khách sạn Trương Huyền, nghe thấy ô tô tiếng cảnh báo, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, khóe miệng liệt ra một nụ cười, theo sau đi vào thang máy. Ngày hôm sau sáng sớm, Trương Huyền đi ra khách sạn, phát hiện Tổ Hiền đã đứng ở khách sạn trước cửa, kia bị tạp ra nẻ kính chắn gió, đã hoàn toàn không thấy, có thể nhìn đến, Tổ Hiền trong mắt tràn ngập nồng đậm tơ máu. Trên mặt treo mỏi mệt chi sắc, đôi tay thượng còn có dày đặc miệng vết thương, hiển nhiên, hắn ngày hôm qua dùng một đêm thời gian, đem kia khối vỡ ra trước kính chắn gió lấy xuống dưới. Nhìn thấy Trương Huyền ra tới sau, Tổ Hiền hướng Trương Huyền gật gật đầu, Trương Tổng. Tổ Hiền này một tiếng Trương Tổng, thiếu dĩ vãng những cái đó cung kính, hắn trong ánh mắt, cũng mang theo vài phần khói mù. Đi thôi, đoàn xe muốn xuất phát, Trương Huyền không nói thêm gì. Ngồi vào kia không có kính chắn gió xe Việt dã chung. Tổ Hiền gật gật đầu, đi lên chủ điều khiển, mở cửa xe, phát động chiếc xe. Không có kính chắn gió ô tô, hơi chút điều nghiên địa hình chân ga, kia nghênh diện tới phong, liền sẽ làm người có một loại vô pháp hô hấp cảm giác, càng không cần để Tân Tỉnh loại này gió cắt cực đại nơi, kia xe hơi chút khai lên, là có thể cảm giác được tế xa đánh vào trên mặt, phi thường khó chịu. Loại cảm giác này, tự nhiên vô pháp ảnh hưởng đến Trương Huyền. Nhưng lại đối Tổ Hiền ảnh hưởng phi thường đại, nhưng Tổ Hiền lại không có một chút muốn giảm tốc độ ý tứ, ngược lại gắt gao dẫm lên chân ga, đem xe khai cực nhanh, đôi mắt đều không mở ra được, mị thành một cái phùng. Ở một cái quẹo vào rác, mắt thấy chiếc xe liền phải lao ra đi, Trương Huyền duỗi tay giúp Tổ Hiền đánh phía dưới hướng, đồng thời vận khí, cách không điểm hạ phanh lại, lúc này mới làm chỉnh chiếc xe an toàn thông qua chuyển biến. Lại xem, Tổ Hiền trên mặt, che kín dày đặc tơ máu. Đều là bị cát sỏi cắt ra tới, loại này thống khổ, khó có thể thừa nhận,
nhưng Tổ Hiển một đường tới, lại là một tiếng không ra. Hảo, ngươi quá mệt mỏi, nghỉ ngơi đi. Trương Huyền vỗ vỗ Tổ Hiển bả vai. Tổ Hiển lắc lắc đầu, mạnh mẽ trừng lớn tơ máu dày đặc hai mắt, Trương Tổng, ta còn không mệt. Đi nghỉ ngơi đi, Trương Huyền dùng một loại chân thật đáng tin miệng lưỡi nói. Tổ Hiển quay đầu lại, nhìn mắt Trương Huyền, theo sau yên lặng dẫm hạ phanh lại, mở cửa xe, đi rồi đi xuống. Tổ Hiển lần này dừng xe, không có lại đem xe đình đến ven đường, mà là liền đem xe chính chính ngừng ở lộ trung ương, như vậy tâm lý chuyển biến, chỉ sợ liền Tổ Hiển bản nhân, đều không có ý thức được. Nương Tổ Hiển ngồi vào trên ghế phụ sau, mí mắt vô pháp ức chế nhắm lại, không vài giây, liền đã ngủ. Trương Huyền thở dài một hơi, phát động chiếc xe, nhẹ nhàng đem chiếc xe khai ra. Trương Huyền này một đường tốc độ, cũng không mau, bảo trì ở 40 dặm mỗi giờ đều tốc, chờ hắn đến mục đích địa khi, trời đã tối rồi. Ở Khương huyện Bắc Cảnh, một mảnh cát vàng bên cạnh, 38 chiếc Việt dã ngừng ở nơi này, vô số lều trại đã dựng lên, Trương Huyền bọn họ, là cuối cùng một cái đến. U, đây là nhà ai đại cô nương, khoan thai tới muộn a. Một người hữu Hùng An bảo người đã đi tới, che ở Trương Huyền xe phía trước, tấm tắc, nhìn xem, liền mẹ nó kính chắn gió đều khai ném, các người mẹ nó thật là ra ngoài lão tử dự kiến a. Tên này hữu Hùng An bảo người ta nói lời nói khi, khóe miệng ngậm một mặt cười nhạo, hiển nhiên, tối hôm qua trời cao lạc thạch sự kiện, cùng hắn trốn không thoát quan hệ. Xem ra ta thật hiểu lầm các ngươi, không phải một đám lão nhược bệnh tàn a, lão nhược bệnh tàn nhưng không có hủy đi kính chắn gió năng lực, ha ha ha. Hữu Hùng An bảo người phụ trách Tào Ngụy đi tới, phát ra một tiếng cười to. Đối với Tào Ngụy đám người nói, Trương Huyền trực tiếp làm lơ rớt, đem xe tùy ý dừng lại, theo sau mở cửa xe xuống xe, chiều một bên lều trại đi đến. Đi trước đã đến địa ngục hành giả, đã dựng hảo lều trại, bữa tối cũng đều chuẩn bị tốt, liền chờ Trương Huyền tới đâu. Ngủ một đường Tổ Hiển cũng mơ mơ màng màng trợn mắt, cảm thụ được trên mặt một trận nóng rát đau, hắn mại động nện bước, đi theo Trương Huyền phía sau. Đường tới Hằng Thành đóng quân lều trại giờ địa phương, Trương Huyền nhìn đến, ở bọn họ bên này trong nồi, chỉ nấu một nồi cháo loãng, trong nồi mễ thiếu đáng thương, còn không bằng nạn đói khi phóng lương cái loại này, mà còn lại năm ra công ty bảo an trong nồi, thậm chí còn hầm thịt dê. Hữu Hùng người trưởng quản vật tư, cho chúng ta phân đồ vật rất ít, chúng ta muốn hay không? Một người địa ngục hành giả đi đến Trương Huyền trước mặt, giải thích một tiếng sau, làm ra một cái giơ tay chém xuống tư thế. Trương Huyền hơi hơi lắc lắc đầu, được rồi, nhanh ăn cơm đi, ăn xong hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai liền tiến mạc. Mọi người gật gật đầu, nghe được tiến mạc hai chữ, chẳng sợ này đó địa ngục hành giả, trong mắt cũng đều lộ ra vài phần ngưng trọng. Mọi người đều thực minh bạch, lần này cần thăm dò lâu lan, khẳng định không phải bãi ở bên ngoài cái loại này du lịch cảnh sắc, mà là càng sâu chỗ đổ vật. Lâu lan quốc gia cổ, được xưng là bị nguyền rủa địa phương, ở chỗ này, đã thăm dò ra quá nhiều bí tân, nhưng cùng toàn bộ lâu lan thần bí so sánh với, bất quá là chín châu mất sợi lông, ở chỗ này, tìm được rồi 3.800 năm trước nữ thi, bảo tồn hoàn hảo, thậm chí nghe đồn, còn có một khối ngàn năm không hủ nữ thi, cũng mai táng tại đây lâu lan giữa. Ở lâu lan nội, có quá nhiều không phù hợp lẽ thường địa phương, cho mọi người mang đến tầng tầng lớp lớp mê hoặc. Hiện tại cái gọi là lâu lan cổ thành, bất quá là lâu lan hiện ra ở đại chúng trước mặt diện mạo, tại đây cổ thành lúc sau, mới là chân chính lâu lan, cũng từ kia bắt đầu, mới có thể thăm dò đến kia không biết bí tân. Sa mạc giữa nhiệt độ không khí độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày phi thường đại, hơn nữa hiện tại lại là mùa đông, trừ bỏ đã đạt tới Trương Huyền loại thực lực này bên ngoài, còn lại người, đều sẽ bị nhiệt độ không khí ảnh hưởng. Tổ Hiển đã sớm đã đông lạnh đến run bần bật, chỉ có ngồi ở xưởng bồng bên cạnh đống lửa bên, uống một chén nóng hổi cháo, mới có thể sưởi ấm, chẳng qua, này cháo cũng không pháp chắc bụng, mễ bản thân liền ít đi, uống lại nhiều, bất quá là thủy thôi. Này thức ăn có thể a, xem ra các vị đều là thích dưỡng sinh người, buổi tối uống điểm cháo dưỡng dạ dày, chúng ta đã có thể không được, một đám thô nhân, ăn uống đại, buổi tối không ăn chút thịt đều ngủ không được. Tào Ngụy phủng một cái chén sứ, bước nhanh đi tới, ở Tào Ngụy chén sứ chung, phóng một con hầm chân dê. Mặt trên tràn đầy đều là thịt, Tào Ngụy nói chuyện khi, còn cố ý lấy ra tới gặm thượng một ngụm, ăn miệng bóng nhảy. Tổ Hiển sắc mặt âm trầm nâng nâng đầu, nhìn mắt Tào Ngụy trong tay chén sứ, theo sau thấp hèn đầu, tiếp tục uống trong chén cháo. Trương Huyền đám người cũng không ra tiếng, liền ngồi ở nơi đó, xem đều không xem Tào Ngụy liếc mắt một cái.
Tào Ngụy vừa thấy, căn bản không ai lý chính mình, ngược lại là chính mình tới tìm phiền toái, có điểm tự thảo không thú vị cảm giác, hừ lạnh một tiếng, liền tránh ra, ở đi phía trước, Tào Ngụy còn không quên lưu lại một câu, mẹ nó, cho các ngươi chết căng, lão tử xem các ngươi chống được khi nào, đói chết các ngươi. Chương 866 ngươi cho chúng ta xin lỗi. Sa mạc doanh địa chung, ánh lửa lay động, rất nhiều lều trại trước, đều tràn ngập hoan thanh thiếu ngữ, còn lại năm gia công ty bảo an người, tất cả đều đại khối ăn thịt, cực kỳ khoái hoạt. Lại xem hằng thành bên này, một người liền một chén cháo, một chút nước luộc đều không có, mọi người yên lặng mà ăn, một chút thanh âm đều không có. Ăn xong liền sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai tiến mạc. Trương Huyền buông trong tay không chén, đi đến một lều trại nội, nằm xuống. Ban đêm 2 điểm, Trương Huyền nghe được một trận rất nhỏ thanh âm từ bên cạnh lều trại phát ra, nguyên bản nhắm lại hai tròng mắt hắn, đột nhiên đem đôi mắt mở, có thể mơ hồ nhìn đến, một bóng người, từ lều trại ngoại đi qua. Tổ Hiền trên mặt tất cả đều là dày đặc miệng vết thương, tất cả đều là hôm nay bị cát sỏi cắt qua, tại đây trong đêm đen xem ra, phá lệ khủng bố. Một mình một người đi ở này lều trại đàn chung, Tổ Hiền đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm phía trước, chậm rãi mại động cước bộ. Ai, một đạo tiếng quát, từ Hữu Hùng An bảo lều trại đàn chung vang lên. Ta tới bắt ăn, Tổ Hiền chậm rãi ra tiếng, hắn thanh âm, có vẻ phi thường khàn khàn. Lấy ăn, Tào Ngụy từ một lều trại chung đi ra, xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, các ngươi hằng thành, có cái gì ăn? Dựa theo quy định, chúng ta vật tư hẳn là ngang nhau, đêm nay chúng ta không nên chỉ có gạo kê, đây là chúng ta quyền lợi, còn có, các ngươi người, cố ý ở ta trên xe bát sơn, chuyện này. Như thế nào tính? Tổ Hiền mở miệng. Như thế nào tính? Tào Ngụy nhướng nhướng chân mày, người tưởng như thế nào tính? Ân, ta muốn ngươi cho ta xin lỗi, còn có đem hôm nay thuộc về chúng ta vật tư, đưa cho chúng ta. Các ngươi là phụ trách trông giữ vật tư, không có quyền lợi cắt xén chúng ta đổ vật. Xin lỗi đúng không? Hành, ta Tào Ngụy cũng không phải không nói lý người, ta đem người hô lên tới, cho ngươi xin lỗi. Tào Ngụy trực tiếp bàn tay vung lên, hô to nói. Hữu Hùng các huynh đệ, đều đi lên. Hữu Hùng người, tuy rằng phong cách hành sự như là một đám thổ phỉ, nhưng bọn hắn tố chất, thật sự không kém, chẳng sợ tại đây đêm khuya mọi người đều ngủ say thời điểm, Tào Ngụy một câu, mười mấy giây thời gian, toàn bộ Hữu Hùng người toàn bộ từ lều trại chui ra tới. Tào ca, làm sao vậy? Tào ca, Hữu Hùng người chui ra lều trại sau, tất cả đều chiều Tào Ngụy bên này xem ra. Tào Ngụy hướng Tổ Hiền đứng địa phương bĩu môi. Ta muốn hỏi hạ, các ngươi ai chọc tới nhân gia hằng thành đại gia, nhân gia hiện tại tới vấn tội tới, còn có, nhân gia muốn hôm nay nên thuộc về bọn họ vật tư, tới vài người, đi dọn ra tới, chọc tới hằng thành đại gia người, đều đi ra cho ta xin lỗi. Tào Ngụy tuy rằng lời nói như vậy, nhưng hắn trên mặt nhưng vẫn treo một mặt cười nhạo. Xin lỗi, hôm nay cười nhạo Tổ Hiền lái xe không có kính chắn gió tráng hán đi đến Tổ Hiền trước mặt, trên dưới đánh giá Tổ Hiền liếc mắt một cái. Theo sau một chân to chiều Tổ Hiền bụng nhỏ đá tới. Tổ Hiền nơi nào trốn đến quá tráng hán này một chân, trực tiếp bị đá phiên trên mặt đất, bụng truyền đến đau nhức, làm Tổ Hiền cả người giống như một con chín con tôm giống nhau, cung trên mặt đất, trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc. Ta nói ni ma, Hữu Hùng tráng hán mắng to một tiếng, lại một chân chiều Tổ Hiền bụng hung hăng đá vào. Cương đầu tác chiến ủng hung hăng đánh trúng Tổ Hiền bụng, làm Tổ Hiền cả người một trận co rút, liền quần đều ướt một mảnh. Như vậy đau kịch liệt đả kích, đủ để cho người đại tiểu tiện mất khống chế. Thảo, thứ gì, người mẹ nó còn hỏi chúng ta muốn vật tư đều bị lão tử ăn, người muốn đúng không, lão tử hiện tại cho ngươi. Một người tráng hán nắm lên Tổ Hiền đầu tóc, đem Tổ Hiền từ trên mặt đất xách lên tới. Tổ Hiền cả người, sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn hư thoát, sự không ra bất luận cái gì sức lực, không có một chút phản kháng bị người nhắc lên, chiều một bên kéo đi. Tới. Lão tử dạ dày hảo, vừa mới ở phía trước giải quyết một đống, làm lão tử trước cho hắn tới một đốn bữa tiệc lớn. Lại một người tráng hán, đi lên giống như tiếp thu hàng hóa giống nhau, từ một người khác trong tay tiếp nhận Tổ Hiền đầu tóc, chiều lều chạy mặt sau kéo đi. Ha ha ha, ta xem tiểu tử này buổi tối không ăn no, từ từ làm hắn hảo hảo ăn một đốn. Tiểu tử, nhưng ngàn vạn đừng cùng chúng ta khách khí a. Một đám tráng hán phát ra tiếng cười to. Tổ Hiền bị người kéo trên mặt đất, vẽ ra một đạo lưu xa, Tổ Hiền ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm phía trước, ánh mắt lộ ra,
là cho tàn giống nhau thần sắc, giống như tuyệt vọng giống nhau. Ca mấy cái, đủ rồi đi. Một đạo thanh âm, đột nhiên từ trong bóng đêm vang lên. Trương Huyền từ một bên chậm rãi đi ra. Tổ Huyền quay đầu, mặt vô biểu tình nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái, không có ra tiếng, thậm chí liền mặt bộ cơ bắp, cũng chưa động một chút ít. Thảo, người thứ gì a? Nơi này có người nói chuyện phân. Chính mình cậu không xem trọng, tới chúng ta này tìm phiền toái, hiện tại ngươi nói tính liền tính. Hai gã hữu hùng tráng hán, chiều Trương Huyền bên này đi tới. Anh em, các ngươi Hằng Thành tuy rằng là ngũ cấp an bảo, nhưng muốn trước hết nghĩ tưởng, các ngươi là một đám cái dạng gì mặt hàng. Nếu các ngươi tổng công ty Giang Tĩnh lại đây, ta còn có thể cấp vài phần mặt mũi, nhưng ngươi. Tào Ngụy khinh thường nhìn Trương Huyền, liền thôi bỏ đi. Ngươi vẫn là trước giải phao nước tiểu nhìn xem ngươi là bộ dáng gì. Tào Ngụy nói, lại lần nữa khiến cho một trận ầm ầm cười to. Trương Huyền cười cười, các vị, đừng quên An Tiên Sinh định ra quy củ, này trên đường nếu ai khơi mào phân tranh, phải bị loại trừ, mọi người đều là ra tới kiếm cơm ăn, các ngươi cũng không nghĩ lấy thượng 30% tiền thuê liền cút đi. Trương Huyền nhắc tới đến tiền thuê, có thể nhìn đến, hữu hùng người, đều biểu hiện ra coi trọng thần sắc. Một đám tráng hán qua lại đối diện vài lần, cuối cùng toàn bộ đem ánh mắt phóng tới Tào Ngụy trên người. Tào Ngụy trầm ngâm vài giây, theo sau mở miệng, hành, xem ở tiền thuê mặt mũi thượng, ta liền cho các ngươi cơ hội này, bất quá, người người hơn phân nửa hôm qua chúng ta này tìm phiền toái, tổng phải cho điểm bồi thường đi. Đương nhiên, Trương Huyền gật đầu, các vị nghĩ muốn cái gì bồi thường. Rất đơn giản, Tào Ngụy nhìn mắt Tổ Huyền, tiểu tử này không phải muốn cho chúng ta xin lỗi sao? Vậy làm hắn từng cái cho chúng ta huynh đệ xin lỗi. Hành, Trương Huyền thực quyết đoán đồng ý, nhìn Tổ Huyền liếc mắt một cái, ra tiếng nói, Tổ Huyền, hơn phân nửa hôm qua quấy rầy nhân gia, xin lỗi đi. Tổ Huyền không ra tiếng. Xin lỗi, Trương Huyền lại lần nữa ra tiếng, tăng thêm ngữ khí. Tổ Huyền há miệng thở dốc, cuối cùng ra tiếng, thực xin lỗi. Lớn tiếng chút, Trương Huyền quát. Thực xin lỗi, Tổ Huyền thanh âm tăng lớn một ít. Lại lớn tiếng chút. Thực xin lỗi, Tổ Huyền cơ hồ là theo bản năng giống lên. Đương Tổ Huyền này thanh thực xin lỗi giống ra sau, hữu hùng an bảo người, phát ra làm càn tiếng cười. Này tiếng cười, sau này sa mạc ban đêm gió lạnh, còn muốn cho người run bần bật. Đi thôi, Trương Huyền nhìn Tổ Huyền liếc mắt một cái, xoay người đi đến. Bắt lấy Tổ Huyền người, buông ra Tổ Huyền đầu tóc, Tổ Huyền đột nhiên ném tới trên mặt đất, quăng ngã một đầu xa, lại như thế nào cũng bỏ không đứng dậy. Hữu Hùng An bảo người, dần dần tan đi. Đêm tối trong sa mạc, Tổ Huyền một người ghé vào sa mạc giữa, tùy ý gió lạnh thổi tới. Chương 867 đã xảy ra chuyện. Ban đêm, gió cát rất lớn, thời tiết rét lạnh, thở ra một hơi, có thể rõ ràng nhìn đến hà hơi. Lều trại ngoại ánh lửa đã dần dần tắt. Yên tĩnh sa mạc trong trời đêm, Tổ Huyền ghé vào giày đặc cát sỏi phía trên, cả người không ngừng run rẩy, tùy ý gió lạnh diễn tấu ở trên người. Đại nhân, bọn họ có chút khinh người quá đáng. Ở cách đó không xa một lều trại chung, một nam nhân trung niên nhìn Tổ Huyền nơi địa phương, chậm rãi mở miệng, người thanh niên này tâm lý phòng tuyến sắp hỏng mất. Chính là muốn cho hắn tâm lý phòng tuyến hỏng mất. Trương Huyền đồng dạng nhìn về phía Tổ Huyền nơi địa phương, hắn quá mềm yếu, cho hắn nhất định tin tưởng sau, còn cần càng cường đả kích, hiện tại hữu hùng những người này, làm còn chưa đủ. Đại nhân, ngài thật sự muốn bồi dưỡng hắn đương ngài người phát ngôn sao? Hắn như vậy tính cách. Hắn tính cách, tuy là yếu đuối, nhưng lại là ta đã thấy người giữa, cứng cỏi nhất, các ngươi nhớ kỹ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, về sau hắn đó là các ngươi đại nhân, hắn là mỗi một lĩnh vực thiên tài, tư duy so với ta càng cực đoan. Trương Huyền nhìn về phía nơi xa kia nỗ lực bò lên thân, run run rẩy rẩy chiều lều trại này đi tới Tổ Huyền, chờ hắn ngủ hạ sau, cho hắn thượng điểm dược đi, bằng không hắn khả năng chịu đựng không nổi. Minh bạch. Trung niên nam nhân gật gật đầu, đại nhân, ta đây trước đi xuống. Ân. Trương Huyền tĩnh xem bầu trời đêm, nơi này không trung, phá lệ sáng sủa, có thể nhìn thấy đầy sao điểm điểm. Trương Huyền đã không nhớ rõ, chính mình có bao nhiêu lâu không có gặp qua cảnh tượng như vậy, giống như lúc còn rất nhỏ, mẫu thân sẽ mang theo chính mình, ngồi ở viện phúc lợi mộc trong đình, đếm bầu trời ngôi sao. Này đáng chết thế đạo, tổng muốn bức người đi làm một ít không muốn làm sự a. Ngày hôm sau sáng sớm, ngủ say chung Tổ Huyền bị một trận ồn ào tiếng vang lên, hắn từ túi ngủ chung bò ra, phát hiện chính mình ngủ một giấc,
thân thể giống như không có tối hôm qua như vậy đau. Đi ra lều trại, phát hiện toàn bộ đội ngũ đều tập kết xong. Tỉnh, vậy đi thôi, Trương Huyền đứng ở tổ hiển lều trại bên ngoài, hôm nay liền phải tiến mạc trước, có một số việc phải cho ngươi công đạo một chút. Trương Huyền nói, ném cho tổ hiển một cái ấm nước. Ở vật tư sung túc thời điểm, tận lực làm ngươi ấm nước bảo trì mãn thủy trạng thái, còn có, uống nước thời điểm, không cần trực tiếp nuốt xuống, phương thức tốt nhất này đây cái miệng nhỏ nhấp thủy, làm thủy tận khả năng dễ chịu ngươi môi cùng yết hầu, trong sa mạc, thủy mới là hết thảy, minh bạch sao. Tổ hiền tiếp nhận ấm nước, gật gật đầu. Hành, xuất phát phía trước, ngẫm lại ngày đó người bạn gái như thế nào đối với ngươi, ngẫm lại ngươi hai ngày này đã chịu ủy khuất, nếu ngươi có thể chinh phục này phiến sa mạc, ngươi sẽ phát hiện, đến lúc đó ngươi, cùng quá khứ khác nhau. Trương Huyền lại ném cho tổ hiền một cái lương khô túi, nơi này đồ vật, chính ngươi tiến hành phân phối, ta muốn nói cho ngươi chính là, lần này tiến mạc, ai cũng không biết sẽ liên tục bao lâu thời gian. An Đông Dương mang đến những cái đó vật tư nhìn rất nhiều, nhưng mang không đi vào nhiều ít, mấy trăm cá nhân tiêu hao, căng chết có thể kiên trì 7 ngày, 7 ngày sau, ai có thể kiên trì đi xuống, liền xem từng người bản lĩnh. Tổ hiển yên lặng đem Trương Huyền cấp này túi đồ ăn trang lên, thậm chí liền bên trong là cái gì cũng chưa xem một cái, nhìn dáng vẻ, hắn ở trong khoảng thời gian ngắn, là không chuẩn bị động này túi đồ ăn. Mấy trăm người đội ngũ, tiến hành ngắn ngủi phân phối sau. Bắt đầu mênh mông cuồn cuộn hướng tới Lâu Lan cổ thành xuất phát. Cái này mùa, Đại Mạc độ ấm phi thường quỷ dị, giống nhau du khách là sẽ không đi vào nơi này, toàn bộ Lâu Lan cổ thành hài cốt, một mảnh hoang vắng. Mọi người đi ở này cổ Lâu Lan di chỉ trước, một cổ tang thương hơi thở ập vào trước mặt, đây là đến từ một vạn năm lịch sử bụi bặm. Một người hơn 50 tuổi nam nhân, mang theo một bộ kính viễn thị, trong tay cầm một ít dò xét dụng cụ, cùng An Đông Dương cùng nhau đi ở đội ngũ trung gian. Không ngừng quan sát đến, người này, chính là An Đông Dương ủy thác Trương Huyền sợ phải bảo vệ một người khác, cố giáo thụ. Dụ Hưng An bảo người, ở đằng trước mở đường. Mênh mông cuồn cuộn đội ngũ một đường đi qua Lâu Lan cổ thành địa chỉ cũ, không có làm cái gì dừng lại, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, nhiệm vụ lần này, khẳng định không phải bãi ở bên ngoài Lâu Lan di chỉ. Tại đây Lâu Lan di chỉ phía sau, còn có quá nhiều bí tân, chờ người đi thăm dò. Hằng Thành An bảo người, đều ở đội ngũ trung gian, chịu còn lại năm ra công ty bảo an xem thường, bất quá đối với loại này xem thường, Hằng Thành An bảo người, không có một người lộ ra để ý bộ dáng. Trương Huyền thường thường chiều An Đông Dương nơi địa phương xem một cái, hắn chú ý tới, ở An Đông Dương trong tay, cầm một chương bản vẽ, hắn chính là đi theo này chương bản vẽ, tới tìm phương hướng. Thăm dò quá trình, là cực kỳ nhàm chán thả buồn tẻ, đặc biệt đương không có phát hiện thời điểm, cái loại cảm giác này. Sắp đem người bức điên. Dụ Hưng An bảo làm thăm dò đội tồn tại, mỗi người đều bận trước bận sau, thể lực tiêu hao thật lớn, cơ hồ mỗi một tiếng rưỡi, đại gia liền phải dừng lại, nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen. Trái lại lúc này, nhận hết xem thường Hằng Thành An bảo, liền trở thành nhẹ nhàng nhất quần thể, trừ bỏ Hữu Hùng An bảo cùng Trần chủ quản âm thầm cắt xén bọn họ vật tư bên ngoài, tại hành động phương diện, bọn họ so An Đông Dương đều phải thoải mái. Đối với cắt xén vật tư việc này, An Đông Dương xem ở trong mắt, chỉ có thể đối Trương Huyền lộ ra ôm có xin lỗi ánh mắt. Rốt cuộc Hằng Thành tồn tại thực đặc thù, An Đông Dương muốn bảo đảm toàn bộ đội ngũ cân bằng, nếu lúc này lại đứng ra vì Hằng Thành nói chuyện, rất có khả năng sẽ khiến cho còn lại người bất mãn, đến lúc đó hành động chỉ biết càng thêm phiền toái. Ở như vậy thăm dò chung, buồn tẻ vô vị một ngày thực mau liền qua đi, mọi người đi ra Lâu Lan địa chỉ cũ mười mấy km, hoàn toàn lâm vào một mảnh hoang mạc bên trong. Đầy trời đều là cát vàng, mới vừa thấy cát vàng thời điểm, đại gia còn đều tương đối có hứng thú, cảm khái trời đất này rộng lớn, nhưng hiện tại, liếc mắt một cái nhìn lại, thậm chí sẽ có một loại làm sinh hoạt đều mất đi hy vọng cảm giác. Ban đêm, gió lạnh gào thét, đại gia phủ thêm phòng lạnh y, dâng lên đống lửa. Hằng Thành nơi này như cũ là không có hương vị cháo, mà địa phương khác, thịt cá, hôm nay tổ hiền, yên lặng uống nổi lên cháo, uống xong sau, cái thứ nhất đi vào lều trại giữa. Một đêm qua đi, đương ngày hôm sau hơi lượng, An Đông Dương liền tổ chức đội ngũ, bắt đầu xuất phát. Dụ Hưng người ở phía trước dò đường, mà chống đỡ bộ đàm tới tiến hành thông tin. Mau đến giữa trưa thời gian, đang lúc mọi người chuẩn bị cơm trưa thời điểm, bộ đàm, đột nhiên truyền đến một trận ồn ào thanh âm. Đã xảy ra chuyện, mau tới đây. Nghe được bộ đàm nội thanh âm,
nguyên bản đều đem nồi phóng tới trên mặt đất một chúng công ty bảo an, vội vàng thu thập đồ vật, đi nhanh chiều Dụ Hưng An bảo nơi địa phương chạy tới. Mọi người chi gian khoảng cách không xa, cũng liền 500 nhiều mễ, tuy rằng cát vàng trung tiến lên khó khăn, nhưng mọi người đều là người biết võ, cơ hồ 3 phút liền chạy tới. Khi bọn hắn tới thời điểm, liền thấy Dụ Hưng An bảo người, đang ở cùng 13 người rằng co, này 13 người, tất cả đều cưỡi ở cao đầu đại mã thượng, che mặt, tựa như phim truyền hình chung mã phỉ giống nhau, ở bọn họ mỗi người phía sau, còn các cõng một phen cũ xưa súng săn. Chương 868 các ngươi cái thứ nhất đầu hàng. 13 danh mã phỉ tồn tại, đối với cái này mấy trăm người đội ngũ tới nói, hiển nhiên không có gì uy hiếp lực, nhưng đối phương sau lưng súng săn, lại là không thể không làm An Đông Dương đám người coi trọng lên, ngay cả Dụ Hưng người, cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Tại đây trong sa mạc, đại gia tiến lên tốc độ đã chịu nghiêm trọng trở ngại, căn bản không bằng ngựa tới nhanh chóng, hơn nữa nơi này lưu xa trình độ, xe lại khai không tiến vào, đi bộ nói, ai đều đừng nghĩ nói có thể đuổi theo này đó cưỡi ngựa người. Đối phương lại cầm trong tay trường khoảng cách vũ khí, tuy rằng chỉ là kiểu cũ súng săn, nhưng nếu muốn làm điểm cái gì, vẫn là sẽ làm An Đông Dương bọn họ phi thường đau đầu, một khi có một hai người bị thương, khẳng định liền phải rời khỏi, này đối tiêu phí giá cao tiền tiến mạc An Đông Dương tới nói. Là tuyệt đối không muốn nhìn thấy sự tình. Các vị, chúng ta từ này đi ngang qua, vô tình mạo phạm. An Đông Dương từ trong đám người đi ra, riêng quan sát một chút đối phương dưới thân ngựa. Phát hiện này 13 con ngựa, đều có vẻ phi thường có sức sống, lúc này mới mở miệng, các vị tại đây sa mạc giữa, vật tư thiếu thốn, ta coi như mua cái lộ, này đó đưa cho vài vị. An Đông Dương phất phất tay, tên kia trần chủ quản sách theo một cái màu đen túi đi ra, hướng phía trước trên bờ cát một ném, túi khẩu triển khai, bên trong là đỏ rực tiền mặt. An Đông Dương ra tiếng, các vị, nơi này là 10 vạn, ta xem vài vị này ngựa cũng lâu rồi, đổi cái hảo điểm yên ngựa. 10 vạn, một người che mặt mã phỉ cười lạnh một tiếng, cưỡi ngựa tiến lên, thân mình một loan, xách lên trên mặt đất màu đen túi, theo sau liền thấy hắn đem túi dùng sức hướng lên trời thượng một ném, bên trong kia đỏ rực tiền mặt, tức khắc tán đầy trời đều là. Đứng ở nơi đó An Đông Dương sắc mặt biến đổi. Các vị, ta không rõ các ngươi ý tứ. Không có gì ý tứ. Mã phỉ chỉ vào An Đông Dương phía sau những cái đó hữu hùng an bảo người sợ kéo vận mấy xe đẩy tay vật tư. Vài thứ kia, chúng ta muốn một nửa. Một nửa, không có khả năng, Tào Ngụy đương trường ra tiếng, chúng ta mấy trăm hào người, các người muốn một nửa, chúng ta làm sao bây giờ? Nói chuyện ma phỉ không có trả lời Tào Ngụy nói, mà là hướng phía sau nhìn thoáng qua, nháy mắt, hắn phía sau trong đó một người mã phỉ, động tác lưu sướng đem sau lưng súng săn rút ra, thuần thục lên đạn, ngay sau đó, khấu động cò súng. Phanh một trận thanh âm vang lên, phi thường nặng nề. Chứng minh này đem súng săn niên đại, nhưng tuy rằng là cũ xưa vật phẩm, nhưng kia uy lực, như cũ không dung khinh thường, hai bên khoảng cách 30 mét khoảng cách, mã phỉ trong tay súng săn, chuẩn xác đánh vào hữu hùng kéo vận một cái thùng nước mặt trên, thùng nước phanh một chút nổ tung, dòng nước đầy đất, ở tiếp xúc dưới chân sa mạc nháy mắt, đã bị hấp thu, ngắn ngủn vài giây sau, một xô nước lưu sạch sẽ, ở cát sỏi thượng cũng tìm không thấy bất luận cái gì dấu vết. Giống như trước nay liền không xuất hiện quá giống nhau. Như vậy một màn, xem Tào Ngụy mí mắt đột nhiên nhảy dựng, vừa mới kia một thương muốn đánh vào nhân thân thượng, tuy rằng không thể nói trực tiếp cấp ngực đánh xuyên qua, nhưng đánh cái trọng thương, tuyệt đối không có vấn đề, tại đây loại hoàn cảnh hạ, đừng nói loại này trọng thương, chính là phát sốt, đều rất có khả năng muốn người chết. Mã phỉ nã một phát súng sau, đem súng săn thu hồi tới. Đằng trước mở miệng tên kia mã phỉ, nhìn chằm chằm An Đông Dương, không có ra tiếng, chờ đợi An Đông Dương trả lời. An Đông Dương nheo lại đôi mắt, qua lại nhìn quét này 13 danh mã phỉ, như là ở tự hỏi trong tay bọn họ, còn có hay không dư thừa đạn dược. Mấy bình phục bảo công ty người, đều đem ánh mắt phóng tới An Đông Dương trên người, bọn họ từ đáy lòng, là không muốn cùng này đó mã phỉ khởi xung đột, đối phương thật muốn cho người ta một thương, kia chính là muốn người chết sự a. Đại gia ra tới, đơn giản là vì tiền, ai đều không nghĩ liều mạng, nhiệm vụ lần này, bọn họ chỉ phụ trách cùng đi An Đông Dương cùng nhau tiến mạc. Nói khó nghe điểm, vật tư bị đoạt, đại gia còn có thể sớm một chút đi ra ngoài, sớm một chút bắt được mặt sau tiền thuê. Ý nghĩ như vậy, xuất hiện ở mỗi một cái công ty bảo an thành viên trong đầu, nhưng nói như vậy, lại không ai sẽ nói, ngay cả thực lực mạnh mẽ nhất Dụ Hưng An bảo, cũng là không rên một tiếng, chờ An Đông Dương làm quyết định. Nhìn này đó công ty bảo an trầm mặc bộ dáng,
An Đông Dương ở trong lòng thở dài một hơi, tình huống như vậy, hắn ở xuất phát trước, liền suy xét quá, rốt cuộc này đó công ty bảo an người chỉ là ra tới kiếm tiền thuê, bọn họ mục đích, cùng chính mình hoàn toàn bất đồng. An Đông Dương nhìn quét bao gồm Dụ Hưng ở bên trong năm gia công ty bảo an mỗi người, cuối cùng, đem ánh mắt phóng tới Trương Huyền trên người. Ở An Đông Dương bản nhân trong lòng, hắn xem trọng nhất, vẫn là Hằng Thành An Bảo, rốt cuộc lúc trước Trương Huyền trợ giúp Giang Tĩnh Bình xét cấp bậc video An Đông Dương xem qua, đối với Trương Huyền bản lĩnh, An Đông Dương bản nhân trong lòng là hiểu rõ. An tiên sinh, bọn họ muốn cái gì, liền cấp đi. Trương Huyền đi ra, ra tiếng nói. Tất cả mọi người cho rằng, trước mặt này 13 danh mã phỉ, bất quá là ỷ vào súng săn cự ly xa tầm bắn cùng ngựa di động tốc độ tới diễu võ dương oai. Nhưng Trương Huyền lại rõ ràng, này 13 người, chẳng sợ không có ngựa, không có phía sau súng săn, thật muốn động khởi tay tới, cũng đủ kia 5 cái công ty bảo an người uống một hồ. Hoang mạc 13 hùng, dưới mặt đất thế giới, xem như đại danh đỉnh đỉnh, tuy rằng bọn họ 13 người dưới mặt đất thế giới, không có quá cao xếp hạng. Nhưng có không ít người ở sát thủ trên mạng tuyên bố diệt trừ bọn họ 13 người nhiệm vụ, nhưng tiếp người không hề số ít, kết quả là, này hoang mạc 13 hùng vẫn là hảo hảo tồn tại, tung hoành tại đây phiến hoang mạc giữa. Nghe được Trương Huyền đều nói như vậy, An Đông Dương chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi, hướng Tào Ngụy nói, Tào Tổng, đem đồ vật cho đi. Tào Ngụy vừa nghe lời này, trong mắt hiện lên một tia vui mừng, nhưng mặt ngoài lại làm bộ làm tịch nói, An tiên sinh, này không thể cấp A. Đúng vậy, không thể cấp, Nguyên Phong công ty bảo an người cũng như vậy mở miệng. Vật tư cấp không thành, cho chúng ta còn như thế nào tiếp tục đi tới? Chúng ta còn có rất dài lộ phải đi à? Còn lại hai nhà công ty người, cũng sôi nổi mở miệng. An tiên sinh, chúng ta người nhiều, không cần thiết để ý bọn họ 13 cái, cùng lắm thì đại gia cá chết lưới rách, ta cũng không tin bọn họ này súng săn, có mấy trăm phát đạn dược. Dụ Hưng An bảo người nhéo nắm tay. Rất có một lời không hợp liền phải đi lên đấu võ chỉ ý. Tính, vật tư mà thôi, bọn họ muốn liền lấy đi, chúng ta còn lưu có một chút, nếu này đó thời gian tìm không thấy chúng ta muốn tìm đồ vật, lại nhiều mấy ngày cũng chỉ là phí công mà thôi. An Đông Dương lắc lắc đầu, Tào Tổng, đem đồ vật cho đi. Ai, Tào Dương thật mạnh thở dài một hơi, phất phất tay. Hữu Hùng An bảo người, lập tức buông ra một nửa vật tư, kia buông tay tốc độ, đều có chút gấp không chờ nổi hương vị. Mã phỉ ra tiếng nói, các ngươi có thể đi rồi. Đa tạ, An Đông Dương nói một tiếng, theo sau hô lớn, tiếp tục đi tới. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn, cùng mã phỉ sai khai 100 mét khoảng cách, tiếp tục đi tới. Ta nói một chút a, từ giờ trở đi, Hằng Thành An bảo nhân vật tư giảm phân nửa, vừa mới liền trách các ngươi cái thứ nhất đầu hàng. Tào Ngụy ra tiếng nói. Chương 869 bão cát. Tào Ngụy lời này vừa ra. Giống như là một khối thật lớn cục đá bị từ chỗ cao đẩy đến một bãi bình tĩnh trong hồ nước giống nhau, một chút liền kích khởi muôn vàn tiếng vọng. Không tồi, vừa mới cái loại này tình huống, ai đều biết, khí thế quan trọng nhất, các ngươi Hằng Thành không làm việc liền tính, thế nhưng còn cái thứ nhất đầu hàng. Thật là một đám được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều đồ vật. Cái gì ngoạn ý? Còn lại mấy nhà công ty bảo an, cũng sôi nổi mở miệng, đem đầu mâu toàn bộ nhắm ngay Hằng Thành. Giống như chính là bởi vì Trương Huyền vừa mới mở miệng, bọn họ mới có thể từ bỏ kia phê vật tư giống nhau. Đối với này đó công ty bảo an chỉ trích, Trương Huyền hoàn toàn không để ở trong lòng, lo chính mình đi tới, còn lại địa ngục hành giả, cùng với Tổ Hiền, đều giống như không có nghe được giống nhau, bọn họ như vậy thái độ, không những không có làm còn lại công ty bớt tranh cãi, ngược lại có loại một quyền đánh vào không khí thượng cảm giác, làm cho bọn họ trong lòng càng thêm bị đè nén, mắng ác hơn. Chúng ta tìm các ngươi tới, là cho các ngươi làm an bảo công tác, không phải cho các ngươi nhận túng, cái gì rác rưởi đồ vật. Trần chủ quản cũng ra tiếng. Hảo, vẫn luôn đều không có nói chuyện An Đông Dương rốt cuộc nghe không đi xuống, mở miệng ra tiếng nói, hôm nay tình huống, chúng ta đều có thể xem minh bạch, này phê vật tư nếu không buông tay, chỉ biết cho chúng ta tạo thành lớn hơn nữa thương vong, hai ngày này liền phiền toái đại gia mệt một chút, tranh thủ ở chúng ta vật tư tiêu hao xong trước, đem sự tình giải quyết. An tiên sinh ngươi yên tâm, chúng ta nếu ra tới, liền không phải hưởng thụ tới, mệt điểm không có gì, bằng không đều giống cái này Hằng Thành giống nhau, người này tiền không phải tương đương mất trắng sao. Tào Ngụy ra tiếng. Vậy làm phiền các vị. An Đông Dương nói một câu trường hợp lời nói, theo sau lấy ra kia trương bản vẽ, tiếp tục cùng cố giáo thụ nghiên cứu lên.
Lại là một ngày thời gian trôi qua, ban đêm, mọi người dựng trại đóng quân, bởi vì thiếu một nửa vật tư nguyên nhân, đêm nay hằng thành bữa tối, một nồi cháo, thậm chí chỉ có thể nhìn đến mấy hạt gạo ở nồi trên mặt bay, hoàn toàn tương đương nấu một nồi bạch thủy. Trái lại còn lại mấy nhà công ty bảo an, ăn cùng ngày hôm qua so sánh với, không có gì khác nhau, như cũ là thịt cá, hoàn toàn không để bụng vật tư hao tổn, bất quá bọn họ nhưng thật ra thu liễm rất nhiều, không có lại quang minh chính đại cấp Trương Huyền bọn họ khoe ra, một đám ăn no, liền hồi lều trại nghỉ ngơi. Một đêm thời gian, lặng yên mà qua. Ngày hôm sau sáng sớm, mọi người đi ra lều trại, tiếp tục đi tới. Hai ngày thời gian, này một đội người, đã hoàn toàn thâm nhập sa mạc chỗ sâu trong, bốn phía một mảnh hoang vắng, chung quanh liền biển báo giao thông đều không có. An Đông Dương nhìn chằm chằm trong tay bản vẽ, phân biệt phương hướng. An Tổng, ta mới vừa kiểm kê một chút, vật tư còn có thể căng cuối cùng ba ngày, chúng ta hiện tại muốn đi ra ngoài, phải hai ngày thời gian, ta xem đại gia tính tích cực đã không cao, muốn hay không đi ra ngoài một lần nữa chỉnh đốn và sắp đặt một chút ha. Trần chủ quản đi đến An Đông Dương bên cạnh, nhỏ giọng nói. Không được, An Đông Dương lắc lắc đầu, chúng ta đi ra ngoài một chuyến, lại tiến vào, giống nhau sẽ gặp được những cái đó mã phỉ, bọn họ chính là chuyên môn làm loại này sinh ý, yên tâm đi, bọn họ sớm muộn gì sẽ qua tới, ngươi cho rằng bọn họ làm gì cướp đi kia phê vật tư. An Tổng, ý của ngươi là, thật tới rồi lúc ấy, một hồ thủy một vạn, chỉ sợ đều có người cướp mua. An Đông Dương nhìn mắt phương xa, chúng ta khoảng cách mục đích địa không xa, chuẩn nỗ lực một chút đi. An Đông Dương vừa dứt lời, phía trước đột nhiên vang lên một tiếng giống to. Tới bão cát, mau tránh lên. Bão cát, An Đông Dương sắc mặt biến đổi, chiều phương xa vừa thấy, liền thấy, che trời lấp đất cát vàng, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, chiều bọn họ nơi địa phương thổi quét mà đến. Người ở trong sa mạc, yêu cầu khắc phục rất nhiều khó khăn, vật tư thiếu thốn, thể lực thật lớn tiêu hao, nhưng này đó, đều là nhân vi có thể khống chế nhân tố, trong đó làm người nhất sợ hãi. Là một ít không thể khống, tỉ như, bão cát. Phải biết rằng, trong sa mạc cồn cát đều là sẽ di động, ở gió mạnh dưới tác dụng, cồn cát hướng phong một bên hạt cát bị thổi thượng cồn cát, rơi xuống đến cồn cát cản gió một bên, loại này liên tục bão cát liền sẽ xử cồn cát không ngừng hướng cản gió một bên vận động, không có gì lực lượng có thể ngăn cản. Nếu ở sa mạc bên cạnh gặp được một hồi cường bão cát, đừng nói là người, đại đoạn quốc lộ, đường sắt sẽ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Liền ô tô, phòng ốc đều sẽ bị mai một. Mau, tự hành tìm yểm hộ. An Đông Dương hét lớn một tiếng, khi trước hướng phía trước phương một bên cồn cát phía sau bỏ đi, cồn cát có thể ngăn cản một ít phong lực lượng, nếu không đứng ở bão cát trung tâm, người khả năng đều sẽ bị thổi bay tới. Bão cát huy lực, ở đây người tuy rằng không có gặp qua, nhưng tổng nghe nói qua, lần này tiến mạc trước, cũng đều đã làm một ít công khóa, biết bão cát đáng sợ, ở nhìn đến kia đầy trời cát vàng sau. Không có bất luận cái gì một người do dự, tất cả đều tìm địa phương núp vào, vài giây sau, đầy trời cát vàng thổi quét mà đến. Trương Huyền tránh ở một tòa cồn cát phía sau, tuy rằng loại này bão cát cũng không pháp ảnh hưởng đến hắn, nhưng hắn cũng không dám quá mức kinh thế hãi tục. Tại đây bão cát chung, Trương Huyền trơ mắt nhìn rất nhiều lều trại bị thổi thượng trời cao, thậm chí còn có một người, bị gió mạnh thổi quét, liên tục phiên lăn lộn mấy vòng sau, liền tiếng kêu thảm thiết đều phát không ra, đã bị cát vàng mang đi. Biến mất vô tung vô ảnh, những cái đó thủy cùng đồ ăn, hữu hùng người càng là không rảnh bận tâm. Cơ hồ ở vài giây nội, đã bị cát vàng cuốn đi hơn phân nửa. Bão cát tới mau, đi cũng mau, người ở bão cát chung, phảng phất đã qua hồi lâu, nhưng thực tế thời gian, chỉ có mấy chục giây mà thôi. Mấy chục giây sau, bão cát tan đi, có thể nhìn đến, mỗi người đều lộ ra một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng. An Đông Dương giống như đà điểu giống nhau. Đem đầu từ hạt cát rút ra, vỗ rớt trên người cát vàng, mau. Tập hợp, từng người kiểm kê nhân số, Tào Tổng ngươi kiểm kê hạ vật tư. An Đông Dương nói chuyện khi, trong miệng đều hướng ra phun cát sỏi. Các công ty lớn người lập tức kiểm kê nhân số. Chúng ta thiếu hai cái huynh đệ. Chúng ta năm cái huynh đệ mất tích. Hai nhà công ty bảo an dẫn đầu sắc mặt khó coi ra tiếng. Nguyên Phong, Hữu Hùng, Dụ Hưng, này tam gia công ty bảo an. Nhưng thật ra không có nhân viên mất tích. Vật tư bị thổi đi rồi 2/3, chỉ còn 1/3, căng không được một ngày. Hữu Hùng An bảo Tào Ngụy ra tiếng, thanh âm có vẻ thực mất mát, nhưng cẩn thận quan sát, có thể nhìn đến hắn trong mắt ngậm một mạt ý cười. Này trong sa mạc thám hiểm quá ngao người,
bọn họ ước gì vật tư chạy nhanh tiêu hao xong, đại gia hảo rời đi nơi này, vui vui vẻ vẻ lãnh thượng một tuyệt bút tiền thuê. Nghe công ty bảo an hội báo, An Đông Dương sắc mặt phá lệ khó coi, thiếu 7 người, thiếu 2/3 vật tư, này đối sĩ khí tới nói, sẽ là đả kích thật lớn. An Tổng, nhiệm vụ lần này, chúng ta chỉ sợ vô pháp tiếp tục tiến hành đi xuống, hai gã huynh đệ mất tích, chúng ta đến đi đem người tìm trở về. An Tổng, chúng ta cũng vô pháp tiếp tục cùng đi xuống, kia 5 tên huynh đệ, chúng ta không thể nói mặc kệ liền mặc kệ. Chương 870 Biển Cát Cường Đạo. Hai người viên mất đi công ty bảo an người phụ trách, đi lên tới, sắc mặt trầm trọng hướng An Đông Dương mở miệng, người này viên biến mất, tuyệt đối không phải cái gì việc nhỏ, ở trong sa mạc đi lạc người, rất có thể rốt cuộc ra không được. Phát sinh như vậy sự, An Đông Dương cũng lý giải này hai nhà công ty người phụ trách tâm tình. Các vị, phát sinh như vậy sự, ai cũng không tưởng được, An Mẫu cấp hai vị xin lỗi. An Tổng không cần nói như vậy, kia lần này, liền xin lỗi. Hai nhà công ty người phụ trách ra tiếng, không có cùng An Đông Dương nói thêm cái gì khách khí lời nói, chào hỏi, dẫn người liền trở về đi rồi, đối với muốn đi tìm mất tích nhân viên bọn họ, mỗi một phút một giây đều có vẻ rất quan trọng. Hai nhà công ty bảo an rời đi, làm cho cả đội ngũ lập tức co lại 1/3. Muốn ta nói, cái này Hằng Thành cũng sớm một chút cút đi, còn thiếu điểm người phân vật tư, chúng ta còn có thể nhiều đãi mấy ngày. Nguyên Phong An bảo người âm dương quái khí nói. Nào đó người A, thực lực không được, liền biết tới hỗn, hảo hảo xem chính mình là cái gì ngoạn ý đi. Hữu Hùng An bảo người cũng ra tiếng nói. Loại này âm dương quái khí trào phúng, dọc theo đường đi đã vang lên quá nhiều lần, vô luận phát sinh chuyện gì, Hữu Hùng người cùng Nguyên Phong người đều sẽ đối Hằng Thành châm chọc mỉa mai giống nhau, này tựa hồ đều đã trở thành thái độ bình thường, không nói vài câu, bọn họ đều không thoải mái giống nhau. Hảo, sửa sang lại một chút đồ vật. Chúng ta tiếp tục đi tới đi, muốn rời khỏi, tùy thời có thể tới nói cho ta cũng không hy vọng tái xuất hiện cái gì nguy hiểm sự. An Đông Dương nói một tiếng, đánh gãy Nguyên Phong An bảo cùng Hữu Hùng An bảo những người đó chào phúng thanh âm, đi rồi. Đoàn người sửa sang lại khởi vật tư, tiếp tục về phía trước phương thăm dò. Đã xảy ra bão cát sự, mọi người thăm dò tốc độ, không giống phía trước như vậy nhanh chóng, có vẻ cẩn thận rất nhiều, mỗi đi mấy trăm mễ. An Đông Dương đều sẽ lấy ra kia trương bản vẽ tới cẩn thận quan sát một phen. Đại gia nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, bổ sung hạ thân thể hơi nước. Trần chủ quản lớn tiếng mở miệng. Trương Huyền hướng một người địa ngục hành giả chu chu môi, ý bảo làm người đi Hữu Hùng An bảo nơi đó thủy phận. Trương Huyền phái ra người đi qua đi, cùng Hữu Hùng An bảo người nói chuyện với nhau vài câu, liền không tay đi rồi trở về. Bọn họ không muốn đem thủy cho chúng ta. Tên này địa ngục hành giả vừa dứt lời, liền thấy một người Hữu Hùng An bảo người bước nhanh đi tới, trong miệng mắng to nói, các ngươi mẹ nó còn muốn thủy. Các ngươi xứng sao, thủy mẹ nó chính là cấp hữu dụng người uống, các ngươi này đó phế vật uống nước tiểu là được. Từ giờ trở đi, các ngươi Hằng Thành An bảo, không có vật tư. Tào Ngụy bàn tay vung lên, trực tiếp ra tiếng nói. Đại nhân, chúng ta muốn hay không? Một người địa ngục hành giả ánh mắt khói mù. Trương Huyền hơi hơi lắc lắc đầu, mở ra chính mình bên hông ấm nước, uống một ngụm, ý tứ thực rõ ràng, không cần cùng Hữu Hùng An bảo người khởi xung đột. Trương Huyền làm như vậy, không riêng gì bởi vì An Đông Dương ủy thác, nói trắng ra là, An Đông Dương này đó tiền thuê, đặt ở bình thường, tưởng thỉnh một người địa ngục hành giả ra tay đều khó, Trương Huyền chính yếu, là muốn nhìn một chút, An Đông Dương rốt cuộc đang tìm cái gì. Kia tuyên bố nhiệm vụ trang web thượng, không ngừng một lần nhắc tới quá Lâu Lan. Này Lâu Lan giữa, rốt cuộc cất giấu cái gì? Làm rõ ràng Lâu Lan bên trong bí mật, mới là Trương Huyền lần này tiến mạc hàng đầu nhiệm vụ, tiếp theo, chính là thay đổi tổ hiền. Ở tới phía trước áo tang lời nói, Trương Huyền còn rõ ràng ghi tạc trong lòng. Một trận tiếng còi xe hơi, đột nhiên từ nơi không xa vang lên, ngay sau đó, motor nổ vang thanh âm, tại đây rộng lớn trong sa mạc vang lên. Đột nhiên vang lên tiếng còi, làm An Đông Dương đám người đột nhiên cả kinh. Ánh mắt toàn bộ chiều thanh âm truyền đến địa phương nhìn lại. Liền thấy, một trường bài toàn địa hình xe Việt dã đột nhiên xuất hiện ở đường chân trời thượng, hơn nữa lấy cực nhanh tốc độ chiều bên này xử tới, ở này đó xe Việt dã phía sau, còn lập một cây đại kỳ, mặt cờ thượng là một viên màu trắng xương sọ. Biển Cát Cường Đạo, đứng ở Trương Huyền bên cạnh tên kia địa ngục hành giả nhìn về phía đang từ phương xa nhanh chóng xử tới toàn địa hình xe Việt dã, ta liền cảm giác. Này tiến mạc tới nay vẫn luôn đều thiếu điểm cái gì,
có biển cát cường đạo địa phương, mới kêu sa mạc sao? Biển cát cường đạo, bọn họ tính chất, cùng hải tặc giống nhau, chẳng qua là sinh động ở sa mạc giữa, đối đãi loại người này, rất khó tiến hành hữu hiệu bắt giữ. Này xuất hiện trên mặt đất bình tuyến thượng toàn địa hình xe Việt giã, không dưới 30 chiếc, ở ngắn ngủn vài phút thời gian nội, liền tới đến An Đông Dương bọn họ cái này đội ngũ phía trước dừng lại. Cửa xe mở ra, một đạo lại một đạo thân ảnh từ trên xe chạy trốn xuống dưới. An tiên sinh, ha ha ha, ta Thiệu Uyên tại đây xin đợi đã lâu. Biển cát cường đạo chung, một người dẫn đầu thân ảnh lớn tiếng nói, này người nói chuyện, không có che mặt, nhìn qua hơn 40 tuổi, nam tính, làn da thô ráp, cạo đầu chọc. Ta là An Đông Dương. An Đông Dương đi ra phía trước, ra tiếng nói, không biết là nào điều trên đường huynh đệ, ta An người nào đó lần đầu tiên tiến mạc, tự hỏi ở chỗ này không trêu chọc quá ai. Ha ha, Thiệu Uyên cười lớn một tiếng, An tiên sinh, ngươi là lần đầu tiên tiến mạc, nhưng ngươi trong tay đồ vật, lại là đã tại đây phiến đại mạc chung, truyền bá đã lâu a. An Đông Dương nghe được lời này, sắc mặt đột nhiên biến đổi. An tiên sinh, làm giao dịch đi, ngươi trong tay kia phân đồ, bất quá chỉ có một nửa, mà ta trong tay này phân. Thiệu Uyên nói, giơ lên cánh tay, ở hắn trong tay, cũng cầm một chương cùng An Đông Dương trong tay kia chương xấp xỉ bản vẽ, ta nơi này, là mặt khác một nửa, không bằng chúng ta hợp tác một chút, đồ vật cùng nhau lấy. Cũng đỡ phải lại tìm tới tìm lui phiền toái. An Đông Dương nhìn chằm chằm đối phương trong tay bản vẽ, theo sau chậm rãi lắc lắc đầu, người biết đến, ta nếu muốn cùng người khác hợp tác, liền sẽ không chờ cho tới hôm nay. A, à, Thiệu Uyên khẽ cười một tiếng, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trở nên tàn nhẫn lên, nếu An tiên sinh có ý nghĩ của chính mình, kia chúng ta liền tính là hợp tác thất bại, như thế nói, An tiên sinh cũng chớ có trách ta, động thủ. Thiệu Uyên căn bản không còn có dư thừa vô nghĩa, bàn tay vung lên, hắn phía sau những cái đó từ trên xe xuống dưới người, toàn bộ bước ra nện bước, chiều An Đông Dương nơi này vọt tới. Thượng, bảo hộ An tiên sinh. Dụ Hưng An Bảo cùng Hữu Hùng An Bảo người đồng thời hét lớn một tiếng, bày ra chiến đấu tư thế. Đại nhân, bọn họ không có khả năng là biển cát cường đạo đối thủ, chúng ta yêu cầu ra tay sao? Trương Huyền bên cạnh tên kia địa ngục hành giả nhỏ giọng hỏi. Không cần, Trương Huyền vẫy vẫy tay, nhìn liền hảo. Minh bạch, liền ở Trương Huyền cùng người ta nói lời nói này ngắn ngủn thời gian, biển cát cường đạo người, đã cùng công ty bảo an người phát sinh tiếp xúc, chiến ở bên nhau. Biển cát cường đạo, là nổi danh ngầm thế lực, kỳ thật lực bình xét cấp bậc, đã đạt tới nhị cấp đỉnh núi tiêu chuẩn, tuy rằng này đó công ty bảo an thành viên đều có chút thân thủ, cần phải cùng biển cát cường đạo so sánh với, còn muốn kém hơn rất nhiều. Ở hai bên tiếp xúc 3 phút sau, Hữu Hùng An Bảo cùng Dụ Hưng An Bảo người liền bắt đầu kế tiếp bại lui, thực lực càng kém một ít Nguyên Phong An Bảo, thậm chí chỉ có thể đánh chút gần cầu, liền cùng biển cát cường đạo chính diện giao chiến thực lực đều không có. Chương 871 dẫm lôi. Biển cát cường đạo một người nhằm phía Tào Ngụy, một chân đem Tào Ngụy thật mạnh đá ngã lăn, Hữu Hùng An Bảo còn lại người cũng tất cả đều bị chế phục. Dụ Hưng An Bảo thực lực hiếu thắng một ít, khá vậy căng không được bao lâu, liền có nhân viên bị thương. Đến nỗi Nguyên Phong An Bảo, càng là thảm, An Đông Dương mời đến này đó công ty bảo an, ở biển cát cường đạo trước mặt, liền giống như giấy một nửa, không có bất luận cái gì uy hiếp lực. An Đông Dương trơ mắt nhìn chính mình mời đến này đó An Bảo bắt đầu bị thua, hắn ở tới phía trước, đã nghĩ đến, sẽ ở mạc chung gặp được phiền toái, rốt cuộc chính mình trong tay đồ vật đối người khác tới nói có bao nhiêu đại lực, An Đông Dương phi thường rõ ràng, nhưng lại không nghĩ tới, này đó đánh giá tốt đẹp công ty bảo an, căn bản là không phải nhân ra đối thủ. Đủ rồi, An Đông Dương mắt thấy Dụ Hưng An Bảo cuối cùng một người đều bị đả đảo, hét lớn một tiếng, ta đáp ứng hợp tác. Ha ha, An tiên sinh. Hiện tại cũng không phải là ngươi có đáp ứng hay không sự. Thiệu Uyên đứng ở nơi đó, vẫn luôn đều không có ra tay, hắn nhìn quét một vòng, những cái đó nhìn có uy hiếp lực An Bảo thành viên, đã toàn bộ bị người của hắn chế phục, đến nỗi Trương Huyền đám người, Thiệu Uyên chỉ là nhìn lướt qua, liền đưa bọn họ hoàn toàn xem nhẹ. Thiệu Uyên trực tiếp đem Trương Huyền mang đến người, trở thành đi theo nhân viên hậu cần. Thiệu Uyên đi nhanh chiều An Đông Dương bên này đi tới. Chờ đi đến An Đông Dương trước mặt 2 mét khoảng cách khi, đột nhiên dừng lại bước chân, nhìn An Đông Dương liếc mắt một cái, lại nhìn An Đông Dương bên cạnh cố giáo thụ, ra tiếng nói, vị này hẳn là chính là cố giáo thụ đi, lần này cần tìm địa phương, còn phải thỉnh cố giáo thụ hỗ trợ a, tới hai người, đem An tiên sinh cùng cố giáo thụ đưa tới trên xe hảo hảo nghỉ ngơi.
Hai gã biển cát cường đạo lập tức đi lên trước tới, phân biệt bắt lấy An Đông Dương cùng cố giáo thụ bả vai. An tiên sinh, lên xe nghỉ ngơi đi. Cố giáo thụ, người cũng thỉnh đi. Hai người nói, liền đem An Đông Dương cùng cố giáo thụ chiều trên xe đẩy đi. An Đông Dương quay đầu lại nhìn mắt Trương Huyền, lại phát hiện, Trương Huyền ánh mắt nhìn chằm chằm vào nơi khác, căn bản là không thấy chính mình, một màn này, làm An Đông Dương cũng tức khắc tâm lạnh nửa thanh. Nhìn An Đông Dương cùng cố giáo thụ bị mang đi, Thiệu Uyên cười lớn một tiếng, các huynh đệ, chuẩn bị xuất phát, đem những người này, cũng đều mang lên. Mấy chục danh biển cát cường đạo vọt ra, trong tay cầm dây thừng, đem Tào Ngụy đám người đôi tay toàn bộ trói chặt, theo sau, liền giống như cổ đại áp giải phạm nhân giống nhau, đưa bọn họ một cái buộc một cái, hướng phía trước phương lôi kéo đi đến, đằng trước buộc ở một chiếc trên xe. Trương Huyền đám người, cũng không tránh được như vậy đãi ngộ, đều bị người trói lại tay chân. Thảo, phế vật, Tào Ngụy ở đi ngang qua Trương Huyền bên cạnh khi, một ngụm nước bọt phun đến Trương Huyền dưới chân. Vừa mới các ngươi hơi chút có điểm dùng, chúng ta cũng không đến mức như vậy. Ở trong sa mạc, bị như vậy một đám cường đạo bắt lấy, kia hậu quả là cái gì, ai cũng không biết. Thiệu Uyên mang theo chính mình người trở lại trên xe, phát động chiếc xe, kéo một chúng công ty bảo an người, ở trong sa mạc đi tới. Lần này đi tới, không có người lại vì công ty bảo an người suy xét thân thể hay không có thể khiêng được, toàn địa hình xe Việt dã ở sa mạc giữa tiến lên lên cũng không khó khăn. Này vừa đi, chính là mấy cái giờ không ngừng nghỉ. Từ giữa trưa, mãi cho đến buổi tối, lại đến nửa đêm, chưa từng có dừng lại quá, có chút người đã sớm khiêng không được, hai chân mềm nhũn, té ngã trên đất, bị dây thừng kéo ở trong sa mạc trượt, quần áo toàn bộ ma phá, trên người cũng mài ra tảng lớn vết máu. Ban đêm, nhiệt độ không khí rất thấp, tiến lên một ngày công ty bảo an mọi người, cả người đều mệt hư thoát, sử không thượng một chút sức lực. Hoàn toàn là bằng vào một loại tín niệm lại đi. Trương Huyền nhìn Tổ Hiển trên mặt không có một chút biểu tình, đôi mắt đều đã nhắm lại, hai chân giống như máy móc về phía trước mại động, thân thể không ngừng lay động, tùy thời đều khả năng ngã quỵ đi xuống. Đột nhiên, Tổ Hiển một cái lảo đảo, trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất, bị kéo trên mặt đất trượt. Trương Huyền hít sâu một hơi, tuy rằng hắn rất muốn nhìn xem những người này muốn tìm cái gì, nhưng tổng không thể mặc kệ Tổ Hiển như vậy đi xuống. Tại đây loại hoàn cảnh hạ, bị kéo trước vài phút, lấy Tổ Hiển hiện tại thân thể trạng huống tuyệt đối sống không nổi. Liền ở Trương Huyền chuẩn bị tránh thoát dây thường động thủ thời điểm, vẫn luôn đi trước chiếc xe, đột nhiên ngừng lại, không phải một chiếc xe dừng lại, mà là sở hữu xe, toàn bộ dừng lại. Thấy như vậy một màn Trương Huyền, trong mắt hiện lên một tia vui mừng, nhìn dáng vẻ, địa phương đã tới rồi. Xe dừng lại sau, từng đạo bóng người từ trên xe đi xuống tới. Ngừng ở đằng trước một chiếc xe bên, An Đông Dương cùng cố giáo thụ bị người xô đẩy đi đến phía trước. Thiệu Uyên tay cầm hai chương bản vẽ, đi đến một chản sáng lên đèn xe trước, không ngừng nhìn, theo sau vung tay lên, không biết nói chút cái gì, liền thấy 5-6 danh biển cát cường đạo từ trên xe lấy mấy cái công binh sạt, trên mặt cát đào cái gì. Trương Huyền nheo lại đôi mắt, nhìn phía trước, rõ ràng nhìn đến, những người này khai quật động tác càng ngày càng cố sức, một người dùng sức múa may công binh sạt. Kết quả chỉ cắm đến cát đất chung một nửa, liền ngừng lại. Thiệu Uyên trên mặt lộ ra vui mừng, lập tức lại xông lên đi vài người, dùng tay ở kia bào lên, vài phút sau, một khối lỏa lồ ở xa trên mặt ván sắt, xuất hiện ở tầm mắt giữa. Theo chói tai kéo kẹt tiếng vang, kia khối nằm ở trong sa mạc ván sắt bị người xốc lên. Bên kia, đem người đều mang lại đây, xa xa mà, một người biển cát cường đạo hô to. Theo này nói tiếng la. Lần lượt từng biển cát cường đạo đi xuống xe, lôi kéo buộc Trương Huyền một đám người dây thừng, hướng phía trước phương đi đến. Đi đến gần chỗ, Trương Huyền nhìn đến, này ván sắt phía dưới, là đen nhánh thâm động, chẳng sợ đèn pin chiếu đi vào, đều không thể tụ quang, hiển nhiên, này thâm trong động không gian phi thường đại. Thiệu Uyên làm người từ trên xe cầm một cái nồi sắt, chiều trong động ném đi, 6 giây sau, thanh thúy thanh âm vang lên, chứng minh nồi sắt rơi xuống đất. 9 mét độ cao. Bên trong có cái gì không biết. Một người biển cát cường đạo nhìn chằm chằm phía dưới mở miệng. Phóng một người đi xuống. Thiệu Uyên mệnh lệnh một tiếng. Một người nguyên phong an bảo người bị biển cát cường đạo xô đẩy lại đây, đôi tay bị dây thừng trói chặt, còn không có phản ứng lại đây sao lại thế này, đã bị người một phen đẩy mạnh hố động nội, phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết chỉ rằng có 2 giây, liền ở một tiếng phốc trầm đục bỏ dở trụ, theo sau không còn có bất luận cái gì thanh âm phát ra.
một người ở đôi tay bị bó dưới tình huống, từ 9 mét trời cao ngã xuống, kia hậu quả ngẫm lại đều biết. Qua 3-4 phút, một người biển cắt cường đạo, theo dây thường đem vừa mới ném xuống đi người kéo lên, có thể rõ ràng nhìn đến, ở cái này nhân thân thượng, tràn ngập rất nhiều dấu cắn, hắn đôi mắt mở to tròn xoe, hướng về phía trước phiên, tuy rằng không ít xương cốt đều bị quăng ngã đoạn, nhưng hiển nhiên, từ trên cao rơi xuống, không phải hắn bỏ mạng nguyên nhân. Bên trong có rất nhiều hắc tốc xà, yêu cầu người đi xuống rửa sạch. Một người biển cát cường đạo mở miệng. Vậy nhiều phóng vài người đi xuống, đừng ngã chết, làm cho bọn họ chính mình chạy. Thiệu Uyên lại lần nữa mở miệng. Bị buộc chặt trụ một chúng an bảo thành viên, cái này rốt cuộc minh bạch, những người này vì cái gì muốn đem chính mình đám người trói lại đưa tới nơi này, đây là muốn cho chính mình đám người đi dẫm lôi a. Chương 872 Thần Bí Hang Động. Sáu gã đôi tay bị bó an bảo bị biển cát cường đạo người xô đẩy lại đây. Buông đi, Thiệu Uyên mệnh lệnh một tiếng. Sáu gã an bảo bị người đẩy mạnh hố sâu giữa, nhưng lần này không phải làm cho bọn họ trực tiếp quăng ngã đi xuống, mà là thông qua một cây dây kéo, đưa bọn họ chậm rãi buông. Còn không có phóng tới đế, liền nghe được thâm trong động vang lên một trận tiếng kêu thảm thiết cùng xin tha thanh. Không cần lại đây. Cút ngay a. Cầu xin các ngươi, kéo ta đi lên, nó bỏ ta trên đùi. A, cứu mạng a. Nghe đến mấy cái này tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, đứng ở hố động phía trên người, đều có thể nghĩ đến bên trong đã xảy ra cái gì, trơ mắt nhìn rắn độc chiều chính mình đánh úp lại, cái loại này tuyệt vọng, ai đều không thể làm lơ. Mấy bình phục bảo công ty người, khó tránh khỏi có chút thọ tử hồ bi, hiện tại nhân vi giao thất ta vì thịt cá, ai cũng không biết, khi nào sẽ đến phiên chính mình. Theo tiếng kêu thảm thiết vang lên, những cái đó lôi kéo dây thừng người, cảm giác được dây thừng từ hố động nội truyền đến một cổ xung lượng, bọn họ lập tức buông ra trong tay dây thừng, kia buông ra dây thừng giống như từng điều xa xà giống nhau, theo bờ cát hoạt tiến hố động nội, hố động chung tiếng kêu thảm thiết cũng càng truyền càng xa. Ước qua 3 phút sau, trong động thanh âm hoàn toàn biến mất, chỉ là ngẫu nhiên sẽ truyền đến mỏng manh tiếng kêu, có thể biết, vừa mới bị bỏ vào trong động dẫm lôi 6 người đã chạy xa. Kia mỏng manh thanh âm chứng minh rồi này huyệt động không gian tuyệt đối không nhỏ. Thiệu Uyên ánh mắt tuần tra một vòng, theo sau tỏa định ở Trương Huyền trên người, duỗi tay một lóng tay, đem hắn buông đi, nhìn xem còn có xà không. Thiệu Uyên vừa dứt lời, hai gã biển cát cường đạo liền đi đến Trương Huyền phía sau, xô đẩy Trương Huyền chiều hố động mà đi. Trương Huyền trên mặt lộ ra sợ hãi bộ dáng, âm thầm cấp vài tên địa ngục hành giả đưa mắt ra hiệu, lại nhìn Lâm vào hôn mê Tổ Hiền. Ý tứ làm cho bọn họ đem Tổ Hiền bảo vệ tốt. Vài tên địa ngục hành giả gật đầu. Vừa mới làm xong ánh mắt giao lưu Trương Huyền, đã bị người đẩy mạnh hố động nội, rơi xuống. 9 mét trời cao, đối người khác tới nói, đôi tay bị trói, lại là bị đẩy xuống dưới, tuyệt đối sẽ thật mạnh ngã trên mặt đất. Nhưng đối với Trương Huyền tới nói, hắn đối tự thân thể khống chế, đã đạt tới một loại lô hỏa thuần thanh nông nỗi, rất dễ dàng liền ở không trung tiến hành rồi một cái quay người. Theo sau hai chân rơi xuống đất. Rơi xuống đất sau, Trương Huyền ánh mắt chiều bốn phía đánh giá một vòng, trừ bỏ phía trước có một cái lập tức hắc ám thông đạo ở ngoài, còn lại ba phương hướng, toàn bộ đều là vách tường. Hắc ám sẽ làm nhân tạo thành ngắn ngủi mù, Trương Huyền nỗ lực thích ứng vài giây sau, dần dần thấy rõ trước mắt hắc ám, hắn sở dẫm mặt đất, hoàn toàn là từ núi đá tạc thành, phi thường cứng rắn, trên mặt đất có rất nhiều hỗn độn dấu chân, trộn lẫn rất nhiều cát vàng. Là vừa rồi xuống dưới kia 6 người bôn đào khi sở lưu lại, cát vàng thượng, còn tàn lưu đạo đạo tế ngân, đến từ chính những cái đó hắc tốc rắn hổ mang. Trương Huyền đôi tay thoáng dùng sức, buộc chặt trụ cổ tay hắn dây thừng đã bị tránh đoạn, Trương Huyền run run thủ đoạn, dưới chân vận khí, cả người như mũi tên rời dây cung giống nhau, về phía trước phương chạy trốn, trên đường vụt ra mấy cái hắc tốc rắn hổ mang, lại không có thể cho Trương Huyền tạo thành một chút hít trở ngại. Chúng nó mới đến cấp thăm dò, Trương Huyền liền từ chúng nó trước người bay nhanh xẹt qua. Này một đường tới, Trương Huyền đều ở che giấu thực lực, giờ khắc này, rốt cuộc không cần có điều băn khoăn, khí hoàn toàn bùng nổ, có mục tiêu, hắn đơn độc hành động nói, hiệu suất sẽ cao thượng rất nhiều, đến nỗi còn lại sự, hắn căn bản không cần lo lắng, lấy những cái đó biển cắt cường đạo thực lực, đừng nói 30 danh địa ngục hành giả, chính là 10 tên địa ngục hành giả, cũng hoàn toàn có thể bắt lấy bọn họ. Tổ Hiền ở địa ngục hành giả dưới sự bảo vệ, là tuyệt đối an toàn. Ở Trương Huyền một đường bay vút trong quá trình, thấy được phía trước tiến vào 6 gã an bảo thành viên, cơ hồ mỗi người trên người, đều có hắc tốc rắn hổ mang dấu cắn,
ở bọn họ kịch liệt chạy vội, máu dâng lên trong quá trình, hắc tốc rắn hổ mang độc tố đã trải rộng toàn thân, thần tiên tới, đều khó cứu sống. Trương Huyền nhìn bọn họ liếc mắt một cái, liền không bỏ trong lòng, tiếp tục hướng thông đạo nội lao đi, nơi này cũng không có đặc biệt bị đè nén cảm giác, không gian so Trương Huyền trong tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều. Thông đạo phía trên, biển cát cường đạo người đứng ở hố động trước, chờ vừa mới bị buông đi Trương Huyền truyền đến đáp lại, kết quả đợi hồi lâu, cũng chưa thấy có một chút thanh âm truyền ra tới, kéo xuống tay chung dây thừng, lại phát hiện dây thừng không có một chút lực cản đã bị kéo đi lên, dây thừng cuối, có nói thực rõ ràng vết rách. Thảo, người chạy. Biển cát cường đạo người mắng một tiếng, nát khẩu nước bọt đến trên mặt đất. Phía dưới hẳn là không có gì vấn đề. Thiệu Uyên trầm ngâm một phen, theo sau vung tay lên, lưu một nửa người ở mặt trên nhìn vật tư, dư lại người, mang theo tù binh cùng ta đi xuống. Thiệu Uyên nói xong, thả người nhảy, trực tiếp nhảy xuống hố động nội, còn lại biển cát cường đạo, cũng đều bắt lấy tù binh, nhảy xuống. An Đông Dương cùng cố giáo thụ hai người. Nhưng thật ra bị Hảo Hảo mang theo đi xuống. Hố động nhập khẩu không lớn, đi xuống người lập tức đi tới, chờ đến người toàn tiến vào sau, tiên tiến nhất tới Thiệu Uyên, đã muốn chạy tới hố động bên trong, gặp được kia sáu gã chết vào xà độc hạ tù binh, bọn họ trên người trừ bỏ rắn độc cắn quá miệng vết thương ngoại, lại không những thứ khác, thấy như vậy một màn, Thiệu Uyên xem như yên lòng, xà hắn không để bụng, hắn là sợ hãi, này hố động nội, còn có thể hay không có khác cái gì. Rốt cuộc. Này phiến cổ quái sa mạc giữa, chuyện gì đều khả năng phát sinh, lâu lan truyền thuyết quá mức xa xăm, làm biển cát cường đạo, sống ở này thần bí trong sa mạc, Thiệu Uyên đối rất nhiều chuyện, đều bảo trì một loại kính sợ thái độ. Một cái lại một cái hắc tốc rắn hổ mang phụt lên xà tin, phát ra tê tê thanh âm, chiều mọi người vây quanh lại đây. Thiệu Uyên hừ lạnh một tiếng, từ trong áo móc ra một phen hùng hoàng phấn, tùy tiện một sái, những cái đó hắc tốc rắn hổ mang, giống như là nhìn thấy thiên địch giống nhau. Nhanh chóng chiều bốn phía tan đi, ẩn nấp hắc ám giữa. Nồng đậm hùng hoàng hương vị ở hố động nội tràn ngập, phá lệ gai mũi. Xua tan rớt này đó hắc tốc rắn hổ mang sau, Thiệu Uyên lấy ra đèn pin, hướng phía trước phương đi đến. Huyệt động chỗ sâu trong, Trương Huyền đứng ở một chỗ hình tròn thạch trong phòng, nhìn phía trước hai điều thông đạo, lâm vào rối rắm giữa. Hiện tại Trương Huyền, đã dẫn đầu Thiệu Uyên đám người không biết rất xa, thả Trương Huyền rất rõ ràng. Thiệu Uyên đám người một chốc sẽ không xuất hiện, này một đường tới, chất chứa rất nhiều cơ quan, Trương Huyền sớm đã đạt tới ngưng khí cảnh, đối này đó cơ quan có thể trước tiên cảm ứng tránh đi, nhưng những cái đó biển cát cường đạo, nhưng không bổn sự này, liền ở những cái đó cơ quan thượng, bọn họ liền không biết muốn lưu nhiều ít huyết, hao phí bao nhiêu thời gian. Trương Huyền nhìn thẳng một cái thông đạo, trong lòng một hoành, cũng không chọn, đơn giản tốc độ nhanh lên, ở Thiệu Uyên đám người xuất hiện trước. Trước đêm này hai điều thông đạo toàn đi một lần, nhìn xem bên trong, rốt cuộc ẩn giấu chút cái gì, đáng giá như vậy nhiều thế lực thăm dò này thần bí lâu lan. Nghĩ vậy sau, Trương Huyền nhằm phía bên trái thông đạo, thân thể hóa thành ảo ảnh, vọt đi vào. Chương 873 Đồ Long Bích Hỏa. Này nấp trong hang động nội thông đạo, rõ ràng nhỏ rất nhiều, Trương Huyền xông vào bên trong, chỉ cảm thấy đầu đều không thể hoàn toàn nâng lên, đến cung eo đi đi. Theo Trương Huyền nhanh chóng bôn tập, một trận tiếng bước chân từ phía trước truyền đến, đây là Trương Huyền bước chân mang theo hồi âm, làm Trương Huyền minh bạch, này chỗ huyệt động, đã sắp đến cuối. Trương Huyền thả chậm bước chân, chậm rãi đi hướng phía trước, ở trải qua một cái chỗ ngoặt sau, Trương Huyền thấy được một phiến cục đá bình phong, ở trước tấm bình phong, bày một tòa ba chân đồng đỉnh có nửa người cao, toàn thân đã rỉ sắt. Trương Huyền ở nhìn đến này tòa đồng đỉnh nháy mắt, trong lòng lại là sinh ra một cổ quen thuộc cảm giác. Hắn chậm rãi đi ra phía trước, không có đi xem đồng đỉnh, mà là theo bản năng đem ánh mắt phóng hướng đồng đỉnh bên trong. Đồng đỉnh phía trên không, tại đây tòa đồng đỉnh bên trong, Trương Huyền thấy được một kiện mang huyết áo trên. Trương Huyền bàn tay ngự khí, đem bàn tay tiến đồng đỉnh giữa, đụng vào kia kiện mang huyết áo trên, theo sau chậm rãi nhắc tới. Đây là một kiện không biết ra sao niên đại quần áo, tài chất vì gia thú, nếu không có Trương Huyền kiến thức rộng rãi. Thật đúng là nhìn không ra tới, đây là một kiện áo trên áo dính máu, đã sớm đã làm thấu, cùng gia thú hòa hợp nhất thể, Trương Huyền ngửi ngửi cái mũi, không có ngửi được bất luận cái gì mùi lạ, này khí vị cũng sớm tại thời gian sông dài giữa tan hết. Cái này gia thú áo trên, tổng cấp Trương Huyền một loại khó có thể hình dung cảm giác, thả, một kiện gia thú, có thể tồn tại thời gian dài như vậy, còn không có làm hóa, bản thân liền rất bất bình thường,
Trương Huyền đem này quần áo điệp khởi cất vào chính mình hầu bao nội, đối với kia tòa niên đại xa xăm, giá trị xa xỉ đồng đỉnh, Trương Huyền xem đều không nhiều lắm xem một cái, xoay người chiều thạch thính chạy tới, muốn đi trước tiếp theo cái thạch động. Đương Trương Huyền rời đi khẩu, này tòa đủ để cho nhà khảo cổ học vì này điên cuồng đồng thao đỉnh, lại lần nữa lẳng lặng bày biện tại đây huyệt động chỗ sâu trong. Trương Huyền đi vào thạch thính sau, không có làm một chút ít dừng lại, bay thẳng đến bên phải thông đạo phóng đi. Đương Trương Huyền vọt vào bên phải thông đạo nháy mắt, một trận mãnh liệt chấn cảm từ Trương Huyền dưới chân truyền đến, Trương Huyền quay đầu vừa thấy, bên phải biên này thạch động lối vào, từng khối đá vụn đang từ phía trên rơi xuống, nện ở trên mặt đất, bốn phía vách tường không ngừng bắt đầu chấn động, vài giây sau, một khối một người cao cự thạch đột nhiên rơi xuống, đem Trương Huyền phía sau cửa động hoàn toàn phong kín. Trương Huyền đứng ở chỗ này, nhìn hai giây, theo sau đầu một hồi, chiều huyệt động chỗ sâu trong đi đến. Ở lấp kín Trương Huyền này cửa động cự thạch phía trên, tảng lớn lưu sa chảy xuống dưới, đem cự thạch che đậy, mà Trương Huyền vừa mới tiến vào bên trái huyệt động, tắc không có một chút biến hóa, chỉ là từ thạch thính xem ra, nơi này không hề là hai điều thông đạo, mà là chỉ có một cái. Trương Huyền đường lui bị hoàn toàn phong kín, chỉ có một cái lộ đi trước, hắn lần này tốc độ không có quá nhanh, mà là mỗi đi một bước, đều sẽ nhìn về phía thân thể hai bên vách đá, tại đây trên vách đá, có khắc tràn đầy bích họa. Bích họa thực tối nghĩa, nhưng trải qua một phen phân tích sau, cũng có thể xem hiểu. Trương Huyền một đường từ đầu xem đi xuống, ước chừng dùng hơn nửa giờ thời gian, Trương Huyền mới đi đến này bên phải thông đạo cuối, đồng thời, cũng đem bích họa toàn bộ xem xong. Chỉnh thiên bích họa, kỳ thật đều ở kể ra một cái rất đơn giản lại là làm người rất khó tin tưởng chuyện xưa, đó chính là, một người, cầm trong tay một phen trường kiếm, tàn sát một cái chân long. Như vậy một cái dũng sĩ đồ long chuyện xưa, đặt ở bên ngoài, chính là một cái bình thường truyền thuyết, một cái hài tử ngủ trước tiểu chuyện xưa, nhưng là họa ở chỗ này, liền có vẻ có chút quỷ dị. Này một chỗ huyệt động là từ khi nào tồn tại, ai cũng không dám nói, nhưng căn cứ này bích họa khắc họa thủ pháp, cùng với thần bí lâu lan truyền thuyết tới phân tích, nơi này, ít nhất có ngàn năm không ai tiến vào qua, toàn bộ huyệt động nội đều tràn ngập một cổ hủ bại hương vị, hai bên vách đá, đều đã vỡ ra. Một ít hòn đá, ở thời gian sông dài hạ, đã biến thành thạch cha, rớt trên mặt đất. Chính là như vậy một cái ngàn năm chưa từng có người tiến vào quá thạch động, bên trong thế nhưng khắc có một bộ dũng giả đồ long bích họa, đều thành, này long truyền thuyết, từ ngàn năm trước, liền bắt đầu. Hoặc là nói, ngàn năm trước, long liền không phải truyền thuyết. Trương Huyền ánh mắt, dần dần từ bích họa thượng rời đi, nhìn về phía trước, là huyệt động cuối. Nói tóm lại. Này hai nơi huyệt động đều không lớn, từ đại sảnh kéo dài lại đây sau, cũng liền có cái 3.000 mễ tả hữu chiều sâu, chân chính khó đi đoạn đường, là ở đại sảnh trước kia một đoạn đường, tràn ngập cơ quan. Nếu là không có lĩnh ngộ khí phía trước Trương Huyền, nhất định sẽ bởi vì những cái đó cơ quan thương thấu cân não, bất quá lĩnh ngộ khí lúc sau, những cái đó với hắn mà nói, liền không tính cái gì. Trương Huyền đột nhiên nghĩ đến áo tang lúc ấy cho chính mình lời nói. Hắn nói làm chính mình đối nhiệm vụ lần này thượng điểm tâm, lại không cần quá mức khẩn trương, chẳng lẽ, áo tang đã sớm biết này huyệt động bên trong là bộ dáng gì? Một cổ nghi hoặc tràn ngập Trương Huyền trong lòng, Trương Huyền tưởng hảo, lần này sau khi trở về, nhất định phải tìm áo tang hỏi cái rõ ràng, hiện tại, vẫn là trước giải quyết trước mắt sự đi. Huyệt động phía trước, có một cái ghế dựa rất lớn, giống như là phim truyền hình chung cái loại này sơn tặc đại vương ngồi địa phương giống nhau, thật lớn ghế đá thượng. Phô một trương gia thú, bất quá này trương gia thú, không giống Trương Huyền hầu bao kia trương giống nhau hoàn hảo không tổn hao gì, mà là đã sớm hủ bại, nếu cẩn thận đi xem, còn có thể từ gia thú bên cạnh nhìn đến một ít chết sâu. Đang ngồi ghế phía sau, đắp một kiện màu đỏ áo choàng, này áo choàng, đồng dạng là từ gia thú chế thành, cùng Trương Huyền hầu bao kia kiện áo trên là đồng dạng tài chất, Trương Huyền cũng nhìn không ra này ra đến từ loại nào dã thú, áo choàng thượng giống nhau nhiễm huyết. Vết máu thẩm thấu đến gia thú giữa, cùng gia thú hòa hợp nhất thể, ở gia thú phía dưới thạch tòa bên tay phải, nghiêng dựa vào một phen đoạn kiếm, chỉ có chuôi kiếm bộ vị, thân kiếm bộ vị không đến 20 cm. Trương Huyền đi qua đi, ngồi xổm xuống, quan sát một phen, chuôi kiếm vì đồng thao chế, mặt trên dính đầy màu xanh đồng, mà thân kiếm tài chất, Trương Huyền tắc phân biệt không ra, không giống thiết, cũng không giống cương, là một loại Trương Huyền chưa từng có gặp qua kim loại. Trương Huyền đem bàn tay đến trên chuôi kiếm, mới vừa đem đoạn kiếm cầm lấy, liền nghe được kéo kẹt một tiếng vang nhỏ, này vang nhỏ vang lên nháy mắt, Trương Huyền liền ám đạo một tiếng không tốt.
Liền thấy, theo kia nói vang nhỏ phát ra, toàn bộ sơn động, bắt đầu phát sinh kịch liệt lay động, tảng lớn đá vụn, từ Trương Huyền trên đỉnh đầu rơi xuống, hòn đá tạp đến mặt đất, một chút phân liệt mở ra, văng khắp nơi 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 đều là. Rớt xuống hòn đá hình thành một cái lại một cái chỗ hổng, đại lượng lưu sa từ chỗ hổng trung trượt xuống, hướng huyệt động nội chôn tới. Theo huyệt động không ngừng lay động, hòn đá rơi xuống càng nhiều, kia 3.000 mễ lớn lên thông đạo, cũng đã xảy ra sụp đổ, lưu sa không ngừng từ phía trên mai phục, trong nháy mắt liền không qua Trương Huyền cẳng chân. Trương Huyền không hề chần chờ, một tay cầm lấy đoạn kiếm, mặt khác một tay nắm lên thạch tòa phía trên màu đỏ áo choàng, theo sau cả người dùng sức nhảy, hướng về phía trước phương phóng đi. Hoang vắng sa mạc giữa, mênh mông vô bờ, trước mắt cát vàng, tẫn hiện thê lương. Đột nhiên, một viên đầu từ cát vàng giữa toát ra. Chương 874 thần bí đoạn kiếm. Này đột nhiên toát ra đầu, đúng là mới từ thạch động nội lao tới Trương Huyền. Trương Huyền đột nhiên thở hổn hển khẩu khí, dùng sức từ cát vàng trung tướng bàn tay ra, bò ra tới, run run cả người cát sỏi. Trương Huyền tay trái cầm một trương gia thú áo choàng, tay phải cầm một phen đoạn kiếm, chuôi kiếm phía trước, chỉ kéo dài ra 20 cm chiều dài, gửi nhiều năm như vậy, hai bên như cũ sắc bén dị thường. Trương Huyền đứng ở tại chỗ phân biệt một chút phương hướng, theo hắn phỏng đoán, hiện tại hắn khoảng cách đoàn xe địa phương, đại khái có 8 km tả hữu lộ trình, Trương Huyền nghĩ nghĩ, đơn giản trước bất quá đi, hảo hảo nghiên cứu một chút mấy thứ này. Một trương gia thú áo trên, một trương gia thú áo choàng, lại thêm một phen đoạn kiếm, gửi tại đây sa mạc dưới nền đất, còn bị người che kín cơ quan, như thế nào đều không thể tầm thường, lại nói này áo trên cùng áo choàng, gửi nhiều năm như vậy, đều không có làm hóa, này đem đoạn kiếm, như cũ sắc bén. Trương Huyền ngón tay tiêm ngưng tụ một cổ khí xoáy tụ, chậm rãi chiều kia đoạn kiếm sắc bén chỗ sờ soạc, mới vừa chạm vào bên cạnh, Trương Huyền liền rõ ràng cảm giác được, chính mình ngưng tụ ở đầu ngón tay khí xoáy tụ, bị này đem đoạn kiếm nhẹ nhàng hoa khai. Tình huống như vậy, làm Trương Huyền trong lòng nhảy dựng. Phải biết rằng, khí là một loại thực độc đáo năng lượng hệ thống, hoàn toàn có thể trên cơ thể người biểu hình thành một tầng cái lồng khí, dùng để bảo hộ tự thân, nhưng tại đây đoạn kiếm trước mặt, khí thật giống như là một tầng giấy ăn yếu ớt, thực nhẹ nhàng đã bị hoa khai. Trương Huyền đầu ngón tay ngưng tụ khí lại nhiều hơn mấy tầng, nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện, trong không khí cùng trên mặt đất cát sỏi, đang ở thành một cái xoắn ốc trạng, chiều Trương Huyền đầu ngón tay tụ tập. Trương Huyền ngưng tụ như vậy một cổ đủ để thay đổi chung quanh thật nhỏ hoàn cảnh khí, lại lần nữa đụng vào đoạn kiếm, lại như cũng như một tầng mỏng giấy, bị nhẹ nhàng hoa khai. Như vậy phát hiện, làm Trương Huyền trong lòng một trận mãnh run. Khí, chính là bọn họ luyện khí giả căn bản, vô luận là tiến công thủ đoạn vẫn là phòng ngự thủ đoạn, đều không rời đi này khí thêm vào. Nhưng hiện tại, khí tại đây đem đoạn kiếm trước, giống như là gặp được thiên địch giống nhau. Này chẳng phải là nói, chỉ cần kiềm giữ này đem đoạn kiếm, vậy có thể hoành hành luyện khí. Vô luận đối phương đánh ra cái gì công kích, chính mình đều nhưng nhất kiếm phá chi, vô luận đối phương có cái gì cường đại phòng ngự thủ đoạn, tại đây đem đoạn kiếm trước, đều không đủ xem. Trương Huyền trong lòng một hoành, cả người cơ bắp đột nhiên chấn động, một tầng vô hình cái lồng khí trải rộng Trương Huyền toàn thân, này vô hình cái lồng khí, là Trương Huyền trong cơ thể sở hữu khí ngưng kết, Trương Huyền phải thử một chút. Chính mình này ngưng khí cảnh thực lực, có không chống đỡ được này đem đoạn kiếm. Tay phải kiềm giữ đoạn kiếm, Trương Huyền hướng chính mình trên người đột nhiên đâm tới, ở đoạn kiếm cùng vô hình cái lồng khí tiếp xúc nháy mắt, Trương Huyền rõ ràng cảm nhận được một tầng trở ngại, bất quá này trở ngại, cũng liền rằng có không đến một giây thời gian, theo sau, Trương Huyền trong tay đoạn kiếm, liền không có bất luận cái gì ngăn cản chiều chính mình trên người đâm tới. Như vậy một màn, làm Trương Huyền trong mắt xuất hiện vui mừng. Ngay cả ngưng khí cảnh cái lồng khí, đều không thể ngăn cản này đoạn kiếm uy lực, chính mình lần này sa mạc hành trình, là nhặt được bảo a. Trương Huyền đem này đem đoạn kiếm thu được hầu bao nội, lấy một cái mặt phẳng nghiêng góc độ phóng hảo, này đoạn kiếm sắc bén dị thường, lấy Trương Huyền bên hông ra hầu bao, chỉ sợ tiếp xúc đoạn kiếm nháy mắt, liền sẽ bị hoa khai một cái khẩu tử ra tới. Nghiên cứu xong đoạn kiếm sau, Trương Huyền lại đem kia kiện gia thú áo trên cùng gia thú áo choàng đem ra. Đồng dạng dùng khí thí nghiệm, Trương Huyền phát hiện, khí đánh vào này hai kiện gia thú thượng, sẽ không tạo thành chút nào phản ứng. Cái gọi là chút nào phản ứng, là chỉ khí ở tiếp xúc mỗi một kiện vật phẩm khi, hoặc là đem này vật phẩm đánh nát, xé rách, hoặc là đem này vật phẩm thổi bay, đánh bay, chẳng sợ một chút. Nhưng khí đánh vào này hai kiện gia thú thượng khi, liền giống như giọt nước vào bọt biển giữa,
cấp Trương Huyền một loại bị hấp thu cảm giác, này gia thú không có phát sinh bất luận cái gì thay đổi, thậm chí liền giác, cũng chưa động một chút. Quả nhiên không phải cái gì tầm thường ngoạn ý. Trương Huyền cảm khái một tiếng, chẳng lẽ, kia kiếm là tiến công hình vũ khí, này áo trên cùng áo choàng là phòng ngự hình. Trương Huyền trong lòng có một cổ xúc động, dùng kia đem đoạn kiếm cùng này hai kiện gia thú đối chạm vào tới một chút, nhìn xem rốt cuộc là ai mãnh. Bất quá cái này xúc động mới dâng lên, đã bị Trương Huyền mạnh mẽ áp xuống đi, hôm nay được đến này tam kiện ngoạn ý, đều không phải gì bình thường mặt hàng, vẫn là trước cầm đi cấp tương lai nghiên cứu hảo. Trương Huyền đem gia thú cùng đoạn kiếm tách ra phóng hảo, hầu bao lương khô cùng thủy trực tiếp đã bị hắn lấy ra đương trường tiêu diệt rớt. Đừng nhìn nhập mạc thời gian dài như vậy, đối với người thường tới nói, muốn ra mạc, khả năng muốn vài thiên lộ trình, nhưng đối Trương Huyền tới nói, chỉ dùng thời gian rất ngắn, là có thể rời đi này phiến sa mạc, lương khô cùng thủy với hắn mà nói, cũng không phải gì đó cần thiết phẩm. Tiêu diệt rất hầu bao nội thủy cùng lương khô sau, Trương Huyền vừa mới chuẩn bị rời đi đi tìm đoàn xe, liền phát hiện, mấy trăm mễ ngoại bờ cát, bắt đầu điên cuồng sụp đổ, đầy đất cát vàng, đang theo một cái chỗ hổng điên cuồng chảy tới. Nhìn dáng vẻ, bên kia cũng có cơ quan bị người động a, hai điều thông đạo nhìn như hai cái bất đồng phương hướng, kỳ thật cách không đến cây số. Trương Huyền đôi mắt nheo lại, thân hình nhanh chóng chiều bên kia chạy đến. Đương Trương Huyền đi vào này phiến lưu xa mà thời điểm, nghe thấy phía dưới truyền đến giống lên một tiếng. Mau, đem người lót đi lên, lao ra đi. Này giống lên một tiếng chủ nhân, đúng là Thiệu Uyên. Ngay sau đó, liền nghe từng trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, một bóng người xuất hiện ở Trương Huyền mi mắt chung. Thiệu Uyên chân dẫm một người thân thể, nhanh chóng bỏ đi lên. Là ngươi, Thiệu Uyên ở ra tới trong nháy mắt, liền thấy được đứng ở hố động bên Trương Huyền, ánh mắt phát lạnh, thân thể hơi cung, như là muốn đi đi săn liệp báo, dục muốn chiều Trương Huyền vọt tới. Thiệu Uyên vừa mới chuẩn bị động thủ, liền nghe lưu xa hố động phía dưới truyền đến một tiếng giống to. Lão đại, mau, tiếp đỉnh. Nghe được lời này, nguyên bản phải đối Trương Huyền động thủ Thiệu Uyên, lập tức từ bỏ trước mắt Trương Huyền, đối với Thiệu Uyên tới nói. Trương Huyền bất quá là một cái chạy trốn tù binh thôi, kia giá trị liên thành đồng thau đỉnh mới quan trọng nhất. Nửa người cao đồng thau đỉnh bị người từ phía dưới đẩy đi lên, vài tên biển cắt cường đạo thành viên dẫm lên người khác thân thể, bỏ đi lên, cùng Thiệu Uyên cùng nhau đem đồng thau đỉnh kéo ra tới. Nương kéo lên đồng thau đỉnh sau, Thiệu Uyên không có lại hướng hố ngoại xem một cái, mà là đem ánh mắt tất cả đều tỏa định tại đây đồng thau đỉnh thượng, trong mắt toàn là si mê, đỉnh thượng hoa văn. Kia năm tháng tàn lưu xuống dưới dấu vết, đều làm Thiệu Uyên thấy được vô tận tiền tài. Vô tận cát vàng từ lưu xa hố động nội trượt xuống, hố động giữa, không ngừng truyền ra cứu ta linh tinh nói. An Đông Dương cùng cố giáo thụ hai cái người thường, nơi nào đua đến quá này đó biển cát cường đạo, bao gồm những cái đó bị trói chặt tay chân An Bảo thành viên, cũng đều dẫm lên An Đông Dương cùng cố giáo thụ thân thể bò đi lên. An Đông Dương cùng cố giáo thụ hai người, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Trở thành người khác bò lên trên hố động đá kê chân. Trương Huyền nhìn mắt hố động phía dưới, đưa mắt ra hiệu. Nguyên bản còn bị coi như đá kê chân An Đông Dương cùng cố giáo thụ hai người, còn không có làm rõ ràng sao lại thế này, liền cảm giác sau lưng có người đề ra chính mình một phen, theo sau một cổ cự lực từ phía sau truyền đến, đem hai người đẩy lên hố động. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 875 khôi phục tự do. Lần lượt từng địa ngục hành giả cũng từ hố động chạy trốn đi lên, loại này lưu xa, còn vô pháp khó trụ bọn họ. Lưu xa trượt xuống tốc độ thực mau, gần vài phút thời gian, lưu xa liền đem toàn bộ hố động lấp đầy, còn không có bỏ ra tới người, trừ phi có được Trương Huyền như vậy thực lực, nếu không sẽ bị hoàn toàn chôn ở này cát vàng giữa, liền thi cốt đều không thể lộ ra, có lẽ bao nhiêu năm sau, sơn xuyên biến động, bọn họ thi cốt mới có thể tái hiện thiên nhật. Trương Huyền rất rõ ràng nhìn đến. Ở cái hầm kia động giữa, còn có rất nhiều biển cát cường đạo thân ảnh, nhưng xem Thiệu Uyên bộ dáng, một chút cũng chưa đem chính mình những cái đó bị mai táng thủ hạ để ở trong lòng. Bao gồm những cái đó xông lên biển cát cường đạo, cũng xem cũng chưa lại xem cái hầm kia động giữa liếc mắt một cái, bọn họ ánh mắt, tất cả đều tập trung ở kia đồng thau đỉnh thượng. Lão đại, đã phát, cái này chúng ta đã phát a. Này đồng thau đỉnh, ít nhất ngàn năm lịch sử. Lão đại. Này đủ chúng ta ăn đã bao nhiêu năm. Một đám biển cắt cường đạo, biểu tình kích động nhìn phía trước đồng thau đỉnh. Thiệu Uyên đồng dạng cười khóe miệng đều liệt đến lỗ tai căn đi,
căn bản vô tâm tình đi để ý tới vừa mới chạy trốn Trương Huyền, hắn dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh thân, xem đỉnh ánh mắt, giống như đang xem chính mình âu yếm nữ nhân giống nhau, này ngoạn ý, đủ chúng ta ăn cả đời. Một bên An Đông Dương cùng Cố Giáo Thụ, đôi mắt đều đặt ở đồng thau đỉnh mặt trên, An Đông Dương trong ánh mắt, lộ ra nồng đậm không cam lòng, hiển nhiên, này đồng thau đỉnh, chính là hắn mục tiêu lần này. Tới a, Thiệu Huyên hô to một tiếng, đem chúng ta An tiên sinh mang lên xe, hôm nay, ta cần thiết đến cùng An tiên sinh hảo hảo uống một chén a, ha ha ha. Nếu không có An tiên sinh, nào có chúng ta các huynh đệ ngày sau vinh hoa phú quý. Đều nghe hảo, hảo hảo chiêu đãi An tiên sinh, ngàn vạn đừng chậm trễ. Ha ha ha, lão đại, người yên tâm đi, An tiên sinh chính là chúng ta thần tài a. An tiên sinh, đi thôi. Vài tên biển cát cường đạo, áp An Đông Dương cùng Cố Giáo Thụ, chiều một bên đi đến. Trương Huyền chờ một chúng tù binh, cũng bị một lần nữa áp lên, chiều đoàn xe phương hướng đi đến. 8 km sa mạc, ước chừng làm mọi người đi rồi gần 2 cái giờ, mới đến đoàn xe. Lúc này, Thái Dương đã tây lạc, nếu không có là ở tân tỉnh loại địa phương này, sáng sớm liền đêm đen đi. Lâm vào hôn mê Tổ Hiển lúc ấy cũng không có bị người đẩy hạ hố động, hiện tại cũng hoãn lại đây. Nương Thiệu Huyên đem đỉnh vận hồi đoàn xe thời điểm, những cái đó biển cắt cường đạo, lại lần nữa bộc phát ra một trận mãnh liệt tiếng hô. Tới, khởi bếp, Thiệu Huyên bàn tay vung lên, hào khí nói. Một chúng biển cắt cường đạo cao hứng phấn chấn bận việc lên, thực mau, thịt mùi hương phiêu đáng tại đây sa mạc giữa. An Đông Dương cùng với rất nhiều công ty bảo an người, đều bị cột vào nơi này, chỉ có thể nghe phiêu đáng ở trong không khí thịt vị, lại liền một ngụm canh đều uống không được. Ngày hôm qua ban đêm còn ở mồm to ăn thịt, chào phúng hằng thành mọi người Tào Ngụy bọn họ, cũng đều đói bụng kêu cái không ngừng, chỉ có thể không ngừng nuốt nước miếng. Biển cát cường đạo bên kia, rượu ngon hảo thịt, hoàn toàn là tại tiến hành một hồi sa mạc cuồng hoan, khi bọn hắn ăn uống no đủ sau, Thái Dương đã lạc sơn, trời đã tối rồi xuống dưới. Bị xe kéo một ngày công ty bảo an mọi người, đã sớm không chịu nổi, tài đầu, có chút ý chí lực kiên cường còn có thể bảo trì thanh tỉnh. Có một số người, đã hôn hôn trầm trầm ngủ rồi. Ban đêm, một trận ô tô tiếng còi đem những cái đó ngủ người từ trong lúc hôn mê đánh thức. Liền thấy, chói mắt ô tô đại đèn đánh tới, Thiệu Huyên thanh âm tại đây trống trải sa mạc giữa vang lên. An tiên sinh, lần này đa tạ ngươi tặng lễ, đi trước lạp, ha ha ha. Đi lạc, cúi chào. Từng đạo thanh âm vang lên, những cái đó toàn địa hình xe Việt giã, chở từ An Đông Dương nơi này cướp đi vật tư. Chạy như bay tại đây trên sa mạc, ngắn ngủn vài phút sau, chỉ để lại đầy đất cuồng hoan còn thừa sau hài cốt. An Đông Dương đám người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đương xác định biển cát cường đạo thật sự rời đi sau, một đám đi nhanh chiều những cái đó còn không có tiêu diệt đống lửa phóng đi, dùng hỏa tinh thiêu đoạn buộc chặt chính mình thủ đoạn dây thừng. Một lần nữa khôi phục tự do, làm cho bọn họ đều có một loại trọng hoạch tân sinh cảm giác. Tào Ngụy ở cởi bỏ đôi tay trước tiên. Liền chiều chính mình phần eo sờ soạng, nắm lên một cái ấm nước, mồm to đem thủy rót tiến bụng, ngày này đều không có nước vào, làm hắn cảm giác trong cơ thể sắp thiêu đốt giống nhau. Thủy, ai còn có thủy, một người ấm nước đang chạy trốn khi mất đi, giờ phút này điên rồi giống nhau tìm ấm nước. Nhưng ở đây người đều khát cả ngày, ai sẽ đem chính mình thủy cống hiến ra tới đâu, tại đây trong sa mạc, thủy chính là mệnh a. Cầu xin ngươi, cho ta điểm nước đi. An tiên sinh, không thủy a. Những cái đó an bảo các thành viên, tìm không thấy thủy, liền đi tìm An Đông Dương, nhưng hiện tại, An Đông Dương chính mình đều tự thân khó bảo toàn, lại đi đâu tìm thủy, hắn cùng Cố Giáo Thụ vừa mới bị người đạp lên trên mặt đất, ấm nước cũng đã ném. Đúng lúc này, một trận vó ngựa đạp ở cát vàng thượng thanh âm vang lên, liền thấy 13 con ngựa, đón đêm tối chạy tới, ở này đó ngựa phía sau, còn lôi kéo mấy mộc xe vật tư, mặt trên có thủy, cũng có đồ ăn. Thủy, thủy, mau. Cho ta thủy, một người hữu hùng an bảo người nhìn đến có người lôi kéo thủy lại đây, căn bản bất chấp nhiều như vậy. Không ở trong sa mạc chịu đựng người, hoàn toàn vô pháp lý giải cái loại này không có nước uống muốn phát điên cảm giác, kia giống như làm người bồi hồi ở kề cận cái chết, sắp điên mất. Tên này hữu hùng an bảo người mới vừa xông lên phía trước, liền nghe một tiếng súng săn vang, theo sau thẳng tắp tài tới rồi trên mặt đất, rốt cuộc không có thể bò dậy. Muốn thủy có thể, bất quá muốn mua. Một ngụm thủy 10 vạn. Này 13 danh cưỡi ngựa người giữa, đi ra một người, giơ lên tay, ở trong tay hắn, cầm một cái bình nước,
bình nước chung chỉ có một chút thấy đáy thủy, ngày thường, vứt trên mặt đất đều sẽ không xem một cái, lúc này lại là so vàng bạc tài bảo còn muốn hấp dẫn người. An Đông Dương nuốt khẩu nước bọt, lại phát hiện giọng nói khô khô, liền nước miếng đều phân bố không ra, hắn giơ giơ lên tay, ta muốn mua, cho ta. Có thể, tới chuyển tiền đi. Dẫn đầu cưỡi ngựa người phất phất tay, ở hắn phía sau đi ra một người, trong tay cầm một cái vali xách tay, vali xách tay mở ra, bên trong thế nhưng là một đài vệ tinh máy tính, tại đây trong sa mạc, cũng có thể có tín hiệu. Chuyển khoản, sau đó ta đem thủy cho ngươi. Đối phương đem vệ tinh máy tính đặt ở trên mặt đất, tài khoản liền ở cái dương thượng, muốn mua nhiều ít, chính mình chuyển. An Đông Dương bước chân suy yếu đi qua đi, thuần thục đưa vào một chuỗi tài khoản cùng mật mã, trực tiếp xoay 100 vạn đi ra ngoài. Hào khí, cấp một lọ thủy. Dẫn đầu cưỡi ngựa người nhìn An Đông Dương động tác, vung tay lên, trực tiếp làm phía sau người ném một chỉnh bình thủy lại đây. An Đông Dương trước tiên vặn ra nắp bình, mồm to uống lên lên, đương thủy nhuận hầu khi, hắn cảm giác cả người đều sảng khoái lên. An tiên sinh, cho ta cũng tới một lọ đi. Cố giáo thụ gian nan đi đến An Đông Dương bên cạnh. An Đông Dương gật gật đầu, cấp cố giáo thụ cũng mua một lọ. An tiên sinh, chúng ta thủy đâu? Chúng ta là cùng ngươi tới, hiện tại này thủy đều không cho chúng ta quản. Ta nhưng cho ngươi nói rõ ràng, hôm nay chúng ta nếu là uống không đến thủy, ngươi cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Vài tên công ty bảo an người, đi vào An Đông Dương phía sau, hung tợn nhìn chằm chằm An Đông Dương. Chương 876 còn muốn đi đoạt đỉnh. Một đôi lại một đôi mắt nhìn chằm chằm An Đông Dương, đều là đến từ các công ty bảo an. An tiên sinh, nhìn dáng vẻ, hôm nay này đó thủy, người đến toàn mua a. Dẫn đầu mã phỉ cười lớn một tiếng, chúng ta cũng không phải không nói lý người, hôm nay người muốn toàn mua, cho người cái đóng gói giới, 200 triệu. 200 triệu. Tuy là An Đông Dương, nghe thấy cái này con số, cũng là cảm giác được một trận hãi hùng khiếp vía. An tiên sinh, như thế nào, không nói lời nào. Mã phỉ nhìn An Đông Dương, ta hiện tại nghĩ kỹ rồi, này thủy không đơn thuần chỉ là bán, hoặc là 200 triệu đóng gói mua đi, hoặc là, ta hiện tại đem này đó thủy toàn bộ phóng rớt, An tiên sinh, cho ngươi 10 giây suy xét thời gian. Mã phỉ nói xong câu đó sau, trực tiếp chịu hạ bên hông súng săn, đối với phía sau một cái thùng nước, trực tiếp khấu hạ cò súng. Phanh một tiếng, súng vang đồng thời, thùng nước tứ tán phân liệt mở ra. Mãn thùng thủy nháy mắt súng mãnh vào bờ cát giữa, xem các bình phục bảo công ty người đôi mắt đỏ lên, này đó thủy, đối hiện tại bọn họ tới nói, kia cùng cấp với mệnh a. Mã phỉ đập nát một xô nước, thấy An Đông Dương không có ra tiếng, lại lần nữa nhắm chuẩn mặt khác một xô nước, An tiên sinh, người còn có 5 giây thời gian, hảo hảo suy xét nga. Mã phỉ nói, lại là một thương đánh ra, lại có một cái thùng nước vỡ ra, nước trong dũng mãnh vào bờ cát, vài giây liền biến mất sạch sẽ. Hảo đi, nhìn dáng vẻ, An tiên sinh đã làm ra lựa chọn, tới, các huynh đệ, đem này đó thủy toàn thả. Mã phỉ thủ lĩnh bàn tay vung lên, hắn phía sau người, toàn bộ lấy ra súng săn, phân biệt nhắm chuẩn mấy cái thùng nước. Họ An, ta nói cho ngươi, hôm nay ta nếu là khát chết ở này, chết cũng trước kéo ngươi đệm lưng. Người mẹ nó chờ xem, lưu trữ ngươi 200 triệu, đến trong địa ngục hoa đi. Một người danh An bảo thấy An Đông Dương không hé răng. Toàn mở miệng uy hiếp. Mã phỉ thủ lĩnh cười lạnh một tiếng, tới, các huynh đệ, nổ súng. Chậm đã, liền ở mã phỉ sắp khấu hạ cò súng thời điểm, An Đông Dương đột nhiên ra tiếng, ta mua. Không riêng đem thủy toàn mua, những cái đó vật tư, ta giống nhau muốn. Ha ha, hảo, mã phỉ thủ lĩnh cười lớn một tiếng, An tiên sinh hào khí, nếu như vậy, tổng cộng tính 300 triệu hảo. An Đông Dương đi ra phía trước, như vừa rồi giống nhau. Thuần thục tiến hành chuyển khoản, 300 triệu cách xù tài sản, kia một trường xuyến linh, chỉ là làm người nhìn, đều cảm giác hoa cả mắt. Bất quá giờ phút này, không ai đem lực chú ý phóng tới An Đông Dương chuyển ra tiền mặt trên, mà là toàn nhìn chằm chằm những cái đó mã phỉ phía sau thủy. Hảo, 300 triệu đã chuyển tới, chính ngươi cha hạ. An Đông Dương ở vệ tinh trên máy tính một trận thao tác sau, ra tiếng nói. Cha liền không cần, An tiên sinh nhân phẩm, ta còn là tin được. Một khi đã như vậy, An tiên sinh, hảo hảo hưởng thụ này đó vật tư đi, ha ha ha. Mã phỉ thủ lĩnh cười lớn một tiếng, quay lại đầu ngựa. Đang lúc An Đông Dương đám người cho rằng này đó mã phỉ sẽ rời đi khi, liền thấy mã phỉ thủ lĩnh đột nhiên khấu động cò súng.
Phanh 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 phanh, liên tục mấy đạo tiếng súng vang lên, mã phỉ nhóm kéo tới mười mấy thùng nước, nháy mắt đã bị đánh chỉ còn một cái, còn lại toàn bộ nổ tung, mà lương khô, mã phỉ cũng chỉ để lại một chút, còn lại, toàn bộ lôi đi. Giá, giá, mã phỉ nhóm làm xong này hết thảy, tuyệt trần mà đi, chỉ chừa cấp An Đông Dương đám người một cái bóng dáng. An Đông Dương đám người nhìn trước mắt mã phỉ lưu lại duy nhất một xô nước, ngây người vài giây sau, cơ hồ ở đồng thời, liền có hơn 10 người chiều kia thùng nước phóng đi, thùng nước đế duyên có cái chốt mở, đương vặn ra chốt mở sau, thanh triệt thủy xôn sao chảy xuống, một đám người phía sau tiếp trước tễ đến thủy xuất khẩu địa phương, há to miệng, tiếp theo xuất khẩu chảy ra nước trong, bọn họ làm như vậy, dòng nước rất nhiều, nhưng chân chính uống đến trong miệng, không có nhiều ít. Nhìn đến như vậy một màn, Trương Huyền lắc lắc đầu. Cái gì kêu đám ô hợp, chẳng sợ cá nhân thực lực lại cường, không có đoàn kết, đó chính là đám ô hợp, hiện tại này đó công ty bảo an người, chính là một đám ô hợp. Trái lại Trương Huyền mang đến người, có chút môi sớm đã khô nứt, lại đều không có vội vã đi đoạt lấy những cái đó nước uống, đây là hai cái đội ngũ chi gian chênh lệch, nếu có người sáng suốt tại đây, quang thông qua một việc này, đều có thể kết luận ra, Trương Huyền mang đến những người này, toàn là tinh anh. Chỉ là hiện tại, không ai sẽ đi chú ý tới điểm này. Một thùng nước trong, nói thiếu không ít, nói nhiều cũng không nhiều lắm, nếu mọi người đều cân xứng phần uống, mỗi người đều có thể làm được giải khát, còn có còn lại, nhưng hiện tại như vậy tranh tới cướp đi, một xô nước lưu quang, cũng đều không uống đến nhiều ít, chỉ có như vậy một hai cái thân cường thể tráng uống nhiều hai khẩu, chỉ là bọn hắn thủy tuy rằng uống đến nhiều, nhưng vừa mới tranh đoạt trong quá trình, làm thân thể đồng dạng sói mòn thật lớn hơi nước, mới vừa uống xong đi thủy. Cũng chỉ có thể giảm bớt khát nước mà thôi. Đương thùng nội cuối cùng một giọt nước trong lưu xong, tranh đoạt mọi người mới từ thùng biên tan đi. Đêm nay, không ai lựa chọn tiếp tục đóng quân ở chỗ này, hiện tại vật tư thiếu thốn, nhiều ở chỗ này đãi một giây, đều sẽ nhiều một phân nguy hiểm, hơi chút tu chỉnh một chút sau, mọi người lựa chọn suốt đêm ra mạc. Nguyên bản tiến mạc khi mênh mông cuồn cuộn mấy trăm người đội ngũ, bởi vì hai cái công ty bảo an rời đi, cùng với hôm nay gặp phải biển cát cường đạo sự. Làm cho cả đội ngũ nhân số, thêm lên còn không đến trăm người, thả mỗi người, đều bất đồng với tới vận may thế rào rạt bộ dáng, đại gia trên mặt, đều tràn ngập mỏi mệt cùng nghĩ mà sợ. Hôm nay gặp được biển cát cường đạo, đã chết không ít người, có thể sống sót người, đều ở cảm khái chính mình vận khí tốt. Trương Huyền quan sát đến, An Đông Dương trong mắt, mang theo một cổ nồng đậm không cam lòng. Toàn bộ đội ngũ, năm bè bảy mảng chiều tới khi phương hướng đi đến, không có dẫn đầu. Không có phân công, top 5 top 3. Trên đường trở về, Tổ Hiền vẫn luôn đều đi theo Trương Huyền phía sau, một câu không cổ họng, yên lặng che lại tiến mạc trước Trương Huyền cho hắn ấm nước cùng lương khô túi. Đội ngũ phía trước nhất, Hữu Hùng An bảo người phụ trách Tào Ngụy, cùng với Dụ Hưng An bảo người phụ trách, còn có Nguyên Phong An bảo người phụ trách, đều cùng An Đông Dương đi cùng một chỗ, không biết nói cái gì. Trương Huyền ngẫm lại cũng biết, bọn họ ở cùng An Đông Dương nói kế tiếp tiền thuê chi trả vấn đề. Cũng không biết mấy người đã nói những gì, Tào Ngụy thanh âm bỗng nhiên đề cao 8 độ, tại đây bầu trời đêm giữa vang vọng. Cái gì, An tiên sinh, chính ngươi muốn chết, cũng không nên liên lụy chúng ta. Thực lực của bọn họ ngươi cũng thấy rồi, căn bản là không phải chúng ta có thể so sánh, chúng ta chỉ là công ty bảo an, mà bọn họ là cái gì? Là một đám giết người không chớp mắt ác ma a. Đối, ngươi còn muốn đi đoạt đỉnh, tiền tuy rằng quan trọng, cần phải có mệnh hoa mới được. Đừng nói người đem tiền thuê đề cao gấp 10 lần, chính là đề cao 100 lần, chúng ta cũng không đồng ý. Ta Nguyên Phong An bảo là sẽ không đi. Phía trước, tam đại công ty bảo an người phụ trách phân biệt ra tiếng. Trương Huyền đi ở mặt sau, nghe tam đại công ty bảo an người phụ trách nói, khóe miệng gợi lên một mặt nghiền ngẫm tươi cười, An Đông Dương còn muốn đi đoạt đỉnh. Đều thành, này đỉnh có cái gì bí mật? Trương Huyền cố ý đi mau hai bước. Làm chính mình có thể thấy rõ ràng An Đông Dương biểu tình, hắn phát hiện, ở tam đại công ty bảo an cự tuyệt sau, An Đông Dương trên mặt, trừ bỏ tiếc nuối cùng không cam lòng bên ngoài, không còn có mặt khác thần sắc. Chương 877 2 đánh 1 không thích hợp đi. An Đông Dương trên mặt thần sắc, làm Trương Huyền rất là ngoài ý muốn. Hiện tại Trương Huyền còn sờ không chuẩn An Đông Dương rốt cuộc thuộc về cái nào ngầm thế lực người, nhưng vô luận là cái nào ngầm thế lực. Đều không nên lộ ra loại này không cam lòng cùng tiếc nuối thần sắc mới đúng, trừ phi, cái này An Đông Dương che giấu quá sâu, sâu đến liền một cái theo bản năng ánh mắt, đều có thể đi gạt người.
Tam đại công ty bảo an người phụ trách cự tuyệt xong An Đông Dương sau, rõ ràng bước chân thả chậm rất nhiều, cùng An Đông Dương kéo ra khoảng cách, hiển nhiên là không nghĩ cùng An Đông Dương lại lưu cái gì về đi đoạt lấy đỉnh sự. Cứ như vậy, vẫn luôn đi rồi mấy cái giờ, sa mạc tiến lên, bất đồng với bên ngoài như vậy nhẹ nhàng, mấy cái giờ, đã làm vốn là mỏi mệt mọi người kiệt sức, một ít người thậm chí đều là cho nhau nâng mới đi xuống tới. Nghỉ ngơi một chút đi, lại như vậy đi xuống, mọi người đều ngao không ra đi, còn có thủy cùng lương khô, đều cùng bên người người chia sẻ một chút, hiện tại tồn tại đi ra ngoài mới là quan trọng nhất, chờ lần này đi ra ngoài, lão tử thỉnh các ngươi hảo hảo đi sung sướng một phen. Tào Ngụy hét lớn một tiếng, ủng hộ sĩ khí. Chẳng qua, Tào Ngụy hiện tại ủng hộ sĩ khí, hiển nhiên không có gì tác dụng quá lớn, đại gia hiện tại ai đều không nghĩ sung sướng sự, chỉ nghĩ có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Chúng ta cũng nghỉ ngơi một chút đi, Trương Huyền hướng một chúng địa ngục hành giả nói. Trương Huyền tiếng nói vừa dứt, này đó địa ngục hành giả liền có tự ngồi ở cùng nhau, lấy ra chính mình lương khô cùng thủy, cùng bên cạnh người chia sẻ lên, bọn họ uống nước, không có giống người khác như vậy, sợ uống không đến, tiếp nhận ấm nước tới liền mồm to hướng tiến rót, mà là một cái miệng nhỏ nhấp, làm thủy trước nhuận môi, lại nhuận khoang miệng, cuối cùng nhuận hầu. Tổ Hiền thật cẩn thận lấy ra hắn treo ở bên hông ấm nước, vặn ra nắp bình, chiều trong miệng rót đi. Trương Huyền nhìn thoáng qua, hắn phát hiện, Tổ Hiền trong tay ấm nước, thế nhưng vẫn là mãn, nói cách khác, này dọc theo đường đi, Tổ Hiền đều chịu đựng không nhúc nhích hồ thủy, bao gồm Tổ Hiền lương khô túi, bên trong đồ vật, cũng vẫn là chính mình phía trước cho hắn trang những cái đó. Tổ Hiền tinh thần dẻo dai, ở tiến mạc lúc sau, rõ ràng so với phía trước cường rất lớn một đoạn. Bất quá Trương Huyền có thể nhìn ra tới, hiện tại Tổ Hiền, đã đến cực hạn, trải qua phía trước những cái đó sự, hắn thần kinh vẫn luôn đều ở căng chặt, hiện tại chỉ cần tái ngộ đến một chút việc, hắn tùy thời đều khả năng hỏng mất. Loại này hỏng mất, hoặc là chính là làm hắn hoàn toàn bộc phát ra tới, hoàn toàn vứt bỏ hắn kia yếu đuối tính cách, hoặc là, chính là làm hắn cuối cùng một cây thần kinh bị áp suy sụp, rất có thể làm hắn người này, rốt cuộc tỉnh lại không đứng dậy, thậm chí tinh thần đều khả năng xuất hiện vấn đề. Tiểu tử, đem ngươi thủy cùng lương khô cấp lão tử lấy lại đây. Một đạo tiếng quát, đột nhiên ở Trương Huyền bọn họ cái này đội ngũ phía trước vang lên, liền thấy một người hữu hùng an bảo tráng hán, đi nhanh chiều Tổ Hiền đi đến. Tên này tráng hán, đúng là phía trước vẫn luôn khi dễ Tổ Hiền người. Nhìn thấy tráng hán đi tới, Trương Huyền hư không đè ép xuống tay trưởng, ý bảo những cái đó địa ngục hành giả không cần đi quản. Tổ Hiền nhìn đối phương đi đến chính mình trước mặt, một câu không nói. Tiếp tục ôm ấm nước chậm rãi uống thủy, tùy tay lại cầm lấy một khối lương khô, phóng tới trong miệng nhấm nuốt. Hữu hùng tráng hán thấy Tổ Hiền căn bản không thèm nhìn chính mình, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, há mồm mắng, nhãi danh, lão tử lời nói ngươi không nghe thấy sao. Tổ Hiền chậm rãi ngẩng đầu, nhìn trước mắt tráng hán, nhẹ nhàng ra tiếng, ngươi muốn này đó thủy cùng lương khô. Thiếu cùng lão tử vô nghĩa, mau lấy lại đây. Tráng hán nhìn về phía Tổ Hiền trong tay ấm nước trong ánh mắt. Toàn là mơ ước. Nga, Tổ Hiền nhẹ nhàng lên tiếng, theo sau, liền thấy hắn đem trong tay ấm nước chậm rãi tới rồi lại đây, ấm nước khẩu chiều hạ, kia hồ chung nước trong xôn xao chiều trên bờ cát chảy tới, một hồ thủy, cơ hồ ở vài giây nội liền lưu cái sạch sẽ. Đồng thời, Tổ Hiền lại đem trong tay còn có hầu bao lương khô, tất cả đều ném tới trên mặt đất, phun ra một ngụm nước bọt đến mặt trên, dùng hạt cát chôn trụ. Làm xong này hết thảy. Tổ Hiền hướng tráng hán nhe răng cười, ngượng ngùng, thủy cùng lương khô đều không có. Ngồi ở một bên Trương Huyền, nhìn đến như vậy một màn, trong mắt hiện lên một mạt ý cười, nhiều như vậy thiên chèn ép, rốt cuộc thấy hiệu quả, không ra hắn sở liệu. Tổ Hiền tại đây một khắc bạo phát, hắn bùng nổ, không phải làm chính mình càng thêm yếu đuối, mà là đem nguyên bản yếu đuối, hoàn toàn vứt bỏ. Hiện tại Tổ Hiền, đang xem tên này hữu hùng tráng hán trong ánh mắt, không còn có phía trước sợ hãi. Mà là tràn ngập một loại không sợ. Hữu hùng tráng hán trơ mắt nhìn Tổ Hiền ấm nước thủy toàn bộ lưu quang, như vậy một màn, làm hắn đôi mắt đều đỏ, một cổ tức giận tràn ngập trong lòng, này cổ tức giận, không riêng bao hàm hắn đối kia một hồ thủy đáng tiếc, càng bởi vì, trước mắt tên này con kiến, cũng dám như vậy khiêu khích chính mình. Lão tử lộng chết ngươi, hữu hùng tráng hán hét lớn một tiếng, tiến lên một bước, một chân liền chiều Tổ Hiền trên mặt đá tới. Ngồi ở chỗ này Tổ Hiền. Trong ánh mắt hiện lên một tia hàn mang, liền thấy hắn đột nhiên từ giày giữa rút ra một phen chủy thủ, thẳng tắp chiều hữu hùng tráng hán đâm tới. Nếu là một người bình thường, bị Tổ Hiền như vậy đánh lén,
khẳng định tránh cũng không thể tránh. Nhưng này Hữu Hùng tráng hán, trước sau là người biết võ, không phải Tổ Hiển nói đánh lén là có thể đánh lén thành công, Tổ Hiển chủy thủ ở đâm ra đồng thời đã bị Hữu Hùng tráng hán đá bay. Tổ Hiển sắc mặt cả kinh, vội vàng xoay người muốn đi nhặt chủy thủ, kết quả bị Hữu Hùng tráng hán một chân đá vào xương sườn thượng, trực tiếp đá bay đi ra ngoài, tưởng nhặt chủy thủ, hoàn toàn không có khả năng. Thanh chủy thủ này, là hắn ở biển cát cường đạo trên xe trộm, hắn làm bộ hôn mê, trộm chủy thủ sau, vẫn luôn giấu ở giày. Trương Huyền bên cạnh địa ngục hành giả hướng Trương Huyền giải thích nói. Trương Huyền gật gật đầu, mở miệng ra tiếng, hảo, đều đi lên, chuẩn bị làm việc, không thể trơ mắt nhìn chúng ta trước đài bị người đánh chết đi. Này đó địa ngục hành giả cũng đều cười, sôi nổi đứng dậy. Một bên, Hữu Hùng tráng hán đá ngã lăn Tổ Hiển sau, lại một chân chiều Tổ Hiển trên mặt dẫm đi, Tổ Hiển đột nhiên từ trên mặt đất bắt đem hạt cát, chiều Hữu Hùng tráng hán trên mặt dùng sức dương lên, cố nén trên người đau nhức, chiều Hữu Hùng tráng hán đánh tới. Ta giết ngươi, Tổ Hiển trong miệng hét lớn, trên mặt dần hiện ra điên cuồng thần sắc. Lan, đứng ở cách đó không xa lại một người Hữu Hùng tráng hán, thấy phía chính mình người cùng người đánh lên, vội vàng xông lên, một chân đem Tổ Hiển đá phi. Đồng thời, bị Tổ Hiển dùng hạt cát dương trụ đôi mắt Hữu Hùng tráng hán cũng phục hồi tinh thần lại, tức giận chính mình thế nhưng ăn như vậy một người ám khuy, trên mặt mang theo tức giận, thảo, tiểu tử, hôm nay nếu không lộng chết ngươi, lão tử liền cùng ngươi họ. Hai gã Hữu Hùng tráng hán, bất chấp tất cả, chiều Tổ Hiển đi đến, ở hai người bọn họ trên mặt, hiển lộ thực rõ ràng sát ý. Tổ Hiển lại một lần bị người gạt ngã, hắn vốn là suy yếu thân thể, lại lần nữa gặp bị thương nặng. Lần này liền tính tưởng bò dậy liều mạng, thân thể hắn đều không cho phép, hắn chỉ cảm thấy chính mình đầu thực ngốc, liền tự hỏi năng lực đều không có. Hai gã Hữu Hùng tráng hán đi đến Tổ Hiển trước người, thống nhất duỗi tay niết quyền, chiều Tổ Hiển trên mặt đánh đi. Hai vị, hai đánh một, chỉ sợ không thích hợp đi. Trương Huyền bắt lấy hai gã Hữu Hùng tráng hán thủ đoạn, cười nói. Chương 878 các ngươi hẳn là 10 cái đánh một cái. Hai gã Hữu Hùng tráng hán phát hiện chính mình đang muốn đánh tiếp tay bị người bắt lấy, quay đầu nhìn lại, phát hiện là Trương Huyền, lập tức miệng vỡ mắng. Tiểu tử, người mẹ nó muốn xuất đầu. Như thế nào, chúng ta Hữu Hùng như thế nào làm việc, còn cần ngươi tới giáo. Bên này phát sinh đánh nhau, một chút liền hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý. Hữu Hùng bên kia, đường trường liền đi ra mấy người, bước đi hướng Trương Huyền bọn họ nơi này. Làm sao vậy, làm sao vậy? Muốn đánh nhau rồi, Tào Ngụy Đông đưa lay động đã đi tới, hướng Trương Huyền nói, Trương Tổng, người đây là từ đâu ra tính nết, cùng ta thủ hạ người không qua được, có chuyện gì cho ta nói thật tốt. Ha ha, Trương Huyền cười một tiếng, Tào Tổng, ta nghĩ loại này việc nhỏ, cũng không cần thiết chuyên môn lại phiền toái ngươi, này thủ hạ người nháo điểm mâu thuẫn mà thôi. Mâu thuẫn liền mâu thuẫn bái, Tào Ngụy vẻ mặt không để bụng, ta đều là làm an bảo, lại là nam nhân, có phiền toái. Vậy dùng nắm tay giải quyết, trừ phi ngươi Trương Tổng thừa nhận các ngươi người đều là một đám rác rưởi, không dám dùng nắm tay. Trương Huyền trên mặt treo mỉm cười, nhún vai, đối với đánh nhau loại sự tình này, ta đảo không thế nào mâu thuẫn, chỉ là Tào Tổng, các ngươi bên này, hai cái đánh một cái, chỉ sợ không hợp quy củ đi. Quy củ, Tào Ngụy trên mặt lộ ra một mặt cười nhạo, ta đây đảo phải cho Trương Tổng nói, cái gì là quy củ, ở ta Tào Ngụy nơi này, nắm tay chính là quy củ. Các ngươi hằng thành nếu là nguyện ý, cũng có thể hai cái đánh chúng ta một cái, thậm chí chúng ta đại gia rộng mở đánh, hôm nay chính là ta Tào Ngụy chết ở chỗ này, đều không có câu oán hận, đây là ta Tào Ngụy quy củ, không biết Trương Tổng ngươi, nghe hiểu sao? Trương Huyền nghe được lời này, lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nga nga, minh bạch, Tào Tổng như vậy vừa nói, ta liền minh bạch, Tào Tổng ngươi chờ một lát a, này quy củ, ta phải giảng cho ta thủ hạ người nghe một chút. Trương Huyền nói xong, đi đến Tổ Hiển trước người, nhìn chằm chằm Tổ Hiển hai mắt. Tổ Hiển đồng dạng, cũng nhìn chằm chằm Trương Huyền. Ở Tổ Hiển trong ánh mắt, Trương Huyền thấy được kia cổ hừng hực thiêu đốt lửa giận. Trương Huyền mở miệng, Tổ Hiển, ta hỏi ngươi, hiện tại ngươi, tưởng như thế nào làm? Ta muốn lộng chết bọn họ, Tổ Hiển gắt gao niết quyền, nghiến răng nghiến lợi nói. Trương Huyền mày nhăn lại, nói rõ ràng, là lộng chết vừa mới cùng ngươi sinh ra tranh đấu người. Vẫn là lộng chết bọn họ. Lộng chết bọn họ, vũ nhục quá ta người, khi dễ ta quá người, toàn muốn chết. Tổ Hiển niết quyền phá lệ dùng sức, hắn móng tay, đã khảm nhập thịt chung,
có thể thấy được hắn trong lòng hận ý có bao nhiêu đáng sợ. Như vậy mấy ngày thời gian, Tổ Hiền bị người các loại khi dễ, các loại vũ nhục, như vậy tức giận, toàn bộ ở trong lòng hắn tích góp, hơn nữa hắn mấy năm trước trải qua, tại đây một khắc toàn bộ bùng nổ, như vậy phụ năng lượng, phá lệ đáng sợ. Trương Huyền vỗ vỗ Tổ Hiền bả vai, có chuyện, ta yêu cầu cho ngươi cường điệu một chút, ngươi là một cái người trưởng thành, cũng là một người nam nhân, ngươi phải vì chính ngươi nói qua nói phụ trách, cho nên ngươi ở làm ra bất luận cái gì quyết định trước, đều phải hảo hảo suy xét, một khi quyết định, liền không thể đổi ý, ta hiện tại cuối cùng hỏi lại ngươi một lần, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào làm. Ta không thúc giục ngươi, nghĩ kỹ rồi trả lời ta. Trương Huyền vừa dứt lời, Tổ Hiền liền mở miệng ra tiếng, ta nghĩ kỹ rồi, ta muốn lộng chết bọn họ. Hành, đây là quyết định của ngươi. Trương Huyền búng tay một cái, theo sau không hề cùng Tổ Hiền nhiều lời, xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía Tào Ngụy, Tào Tổng, ta mới vừa cùng ta người ta nói qua, Tào Tổng ngươi lập đến quy củ, ta cảm thấy phi thường hợp lý, nam nhân nên dùng nắm tay giải quyết, chẳng sợ một phương chết ở chỗ này, cũng cam tâm tình nguyện, chẳng qua, ta còn là cảm thấy, Tào Tổng các ngươi bên này hai cái đánh một cái không hợp lý. Nga, kia Trương Tổng ngươi cảm thấy đâu? Tào Ngụy phất phất tay, ở đây sở hữu hữu Hùng An bảo người, tất cả đều chiều bên này đã đi tới, mỗi người đều xoa tay hầm hè, trên mặt mang theo cười lạnh, một ít người, không ngừng có ánh mắt đánh giá Hằng Thành những cái đó nữ tính, khóe miệng gợi lên nghiền ngẫm tươi cười, không biết suy nghĩ cái gì. Bên này xôn xao, đã sớm khiến cho An Đông Dương chú ý, bản thân An Đông Dương cho rằng đại gia tới nói vài câu liền xong rồi, nhưng không nghĩ tới sự tình càng nháo càng lớn. Hiện tại nhìn hai nhà công ty bảo an đều phải đánh nhau rồi, An Đông Dương làm lần này ủy thác người, tự nhiên không thể nhìn chuyện như vậy phát sinh, vội vàng lại đây hòa giải. Tào Tổng, Trương Tổng, chúng ta hiện tại cũng đều là cột vào một cây thằng thượng châu chấu, này sa mạc cũng không biết có thể hay không đi ra ngoài, đại gia hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài. An tiên sinh, hiện tại chuyện này, cùng ngươi không quan hệ, ta liền hy vọng ngươi không cần nhúng tay. Tào Ngụy liếc mắt An Đông Dương. Nếu này Trương Tổng không phục ta quy củ, ta liền muốn hỏi một chút, Trương luôn muốn cái gì quy củ, hắn muốn, ta Tào Ngụy liền cho hắn. Ha ha, Trương Huyền khẽ cười một tiếng, không sao cả nhún vai, Tào Tổng, các ngươi hai đánh một, đương nhiên không thích hợp. Vậy ngươi nói, ngươi cảm thấy như thế nào thích hợp? Một người hữu hùng đại hán bước đi tiến lên đây, vẻ mặt tức giận trừng mắt Trương Huyền, ngươi mẹ nó hôm nay nếu không cấp lão tử nói cái vừa lòng ra tới. Lão tử liền đem ngươi nha bẻ xuống dưới. Trương Huyền gật gật đầu, duỗi người, kỳ thật ta cảm thấy sao, dựa theo quý công ty cách làm, hẳn là 10 cái đánh một cái mới đúng. Ở đây mọi người, nguyên bản cho rằng Trương Huyền sẽ nói cái gì phải công bằng nói, nhưng ai cũng chưa nghĩ đến, Trương Huyền thế nhưng nói ra làm cho bọn họ 10 cái đánh một cái nói như vậy, cái này làm cho Tào Ngụy đám người, đều hơi hơi sửng sốt, chợt phản ứng lại đây, Tào Ngụy mắng to một tiếng, mẹ nó, họ Trương. Người chơi lão tử. Đứng ở nơi đó Trương Huyền, một ánh mắt biến đổi, trong mắt hiện lên một tia hàn mang, ta nhưng không đùa ngươi. Đương Trương Huyền trong miệng ngươi tự rơi xuống nháy mắt, hắn cả người từ tại chỗ biến mất, lại lần nữa xuất hiện khi, hắn đã tới rồi Tào Ngụy phụ cận, đồng thời một quyền chiều Tào Ngụy trên mặt đánh đi. Tào Ngụy sao có thể thấy rõ Trương Huyền động tác, đương hắn phát hiện không ổn khi, là trên mặt truyền đến đau nhức nói cho hắn. Chỉ là một quyền. Tào Ngụy liền bị Trương Huyền đánh bay ngược đi ra ngoài mấy thước, 4-5 viên răng hàm toàn bộ từ trong miệng phun tới, toàn bộ khoang miệng đều tràn ngập một mảnh đỏ tươi. Đây là Trương Huyền gia nhập cái này ủy thác trong đội ngũ tới nay, lần đầu tiên động thủ, hắn cách làm, hắn thân thủ, làm còn lại mấy bình phục bảo công ty, bao gồm An Đông Dương trên mặt, toàn lộ ra khiếp sợ thần sắc. An Đông Dương là xem qua Trương Huyền trợ giúp Giang Tĩnh Bình xét cấp bậc video, nhưng video chung. Trương Huyền cũng không cường đến loại tình trạng này, làm hắn liền Trương Huyền thân ảnh đều thấy không rõ. Trương Huyền đánh bay Tào Ngụy sau, cũng không có thu tay lại, mà là nhằm phía mặt khác một người hữu Hùng An bảo thành viên. 7 giây sau, bao gồm Tào Ngụy ở bên trong, 10 tên hữu Hùng An bảo người toàn bộ ngã trên mặt đất, đều là trên mặt ăn trọng quyền, hàm răng đều bị đánh ra. Tổng cộng đánh nghiêng 10 người sau, Trương Huyền mới đình chỉ động tác, vỗ vỗ tay, Tào Tổng, nhìn dáng vẻ. Ta đánh giá cao ngươi, 10 cái đánh một cái, các ngươi cũng không được a. Chương 879 ngươi lựa chọn. Trương Huyền như vậy khinh phiêu phiêu liền giải quyết 10 người bộ dáng, làm còn lại những người đó, mở to hai mắt nhìn. Bao gồm còn nằm trên mặt đất Tào Ngụy, cũng đều một bộ khiếp sợ bộ dáng,
hắn không có nghĩ tới, cái này mang theo một đám lão nhược bệnh tàn tới tham gia ủy thác nhiệm vụ người, lại là như vậy cường. Như vậy một cái làm chính mình liền động tác đều thấy không rõ người, đừng nói 10 cái, liền tính phía chính mình xông lên đi 100, cũng đánh không lại a. Ngắn ngủi ngây người qua đi, đứng ở một bên Nguyên Phong An Bảo, cùng với Dụ Hưng An Bảo người, lẫn nhau liếc nhau, cơ hồ đồng thời chiều Trương Huyền nơi này đi tới, trên mặt mang theo kỳ hảo tươi cười. Những người này, ở phía trước, hoặc nhiều hoặc ít cũng đều khinh nhục quá Hằng Thành, hiện tại nhìn thấy Trương Huyền biểu hiện ra như vậy thực lực, lập tức liền phải lại đây nói tốt, còn chưa kịp chờ bọn họ nói ra nói cái gì, liền nghe Trương Huyền thanh âm lại một lần vang lên. Đi, giải quyết. Trương Huyền lời này vừa ra, đứng ở Trương Huyền phía sau 30 danh địa ngục hành giả, toàn như mũi tên rời dây cung, đột nhiên vụt ra, mỗi người, đều nhìn chằm chằm một mục tiêu, bọn họ theo dõi người, đều là phía trước đối Hằng Thành từng có khinh nhục người, kia hữu Hùng An Bảo người, càng là một cái đều sẽ không bỏ qua. Địa ngục hành giả, là cỡ nào thực lực, ra tới một cái, không nói chính diện toàn chọn này đó An Bảo, từ mặt bên đánh tan bọn họ, kia cũng không phải cái gì việc khó, hiện tại 30 người tề thượng, căn bản là không phải này đó công ty bảo an có thể ngăn cản. Nguyên bản hùng hổ công ty bảo an thành viên, giờ phút này đều là chạy vắt giò lên cổ, căn bản không phải Hằng Thành mọi người hợp lại chi địch. Tổ Hiển đứng ở nơi đó, ngốc ngốc nhìn phía trước, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì sao Trương Tổng hội vẫn luôn cùng chính mình cường điệu, Hằng Thành là mạnh nhất. Này đó nhìn như hung ác công ty bảo an, ở Hằng Thành những người này trước mặt, liền cùng tiểu hài tử giống nhau, chẳng sợ Hằng Thành những cái đó nhìn qua mới mãn 20 tuổi thiếu nữ, đều biểu hiện ra hoàn toàn không phù hợp các nàng bề ngoài thực lực, những cái đó thân cao 1m8 mấy tráng hán, bị các nàng nhẹ nhàng liền phóng triển trên mặt đất. Toàn bộ chiến đấu, rằng có không đến một phút thời gian, một phút sau, trừ bỏ An Đông Dương, cố giáo thụ, cùng với số ít một ít không có khinh nhục quá Hằng Thành mọi người công ty bảo an thành viên bên ngoài, còn lại người, tất cả đều nằm ở trên mặt đất, bao gồm An Đông Dương bên kia Trần Chủ Quản. Còn có ở Tổ Hiển báo danh khi làm khó hắn kia một nam một nữ hai gã công nhân, cũng đều nằm trên mặt cát, bò không đứng dậy, kêu rên một mảnh. Đen nhánh bầu trời đêm, hoang vắng đại mạc, nghe thấy này đầy trời kêu rên, phảng phất đi tới sa mạc luyện ngục giống nhau. Này đó nằm trên mặt đất người, cơ hồ đều bị địa ngục hành giả bẻ gãy xương đùi, loại sự tình này đối với địa ngục hành giả tới nói, hoàn toàn không có một chút áp lực. Còn thừa những cái đó còn có thể đứng người. Tất cả đều bị trước mắt một màn sợ tới mức hai chân phát run, ai có thể nghĩ đến, này một đường bị khinh bỉ, một câu đều không cổ họng Hằng Thành An Bảo, thế nhưng có như vậy cường thực lực, những người này, cũng không phải gì đó lão nhược bệnh tàn. Kia ban đầu vũ nhục Tổ Hiển hữu Hùng An Bảo thành viên, giờ phút này hàm răng đều ở run lên. Trương Huyền chậm rãi đi đến một bên, khom lưng nhặt lên một phen chủy thủ, là vừa mới Tổ Hiển bị người từ trong tay đá phi kia đem. Nhặt lên chủy thủ sau Trương Huyền. Chậm rãi đi đến Tổ Hiển trước người, duỗi tay đem chủy thủ đưa cho Tổ Hiển, đến đây đi, hiện tại làm ngươi vừa mới chính mình quyết định sự, ngươi không phải muốn bọn họ mệnh sao? Kế tiếp nên làm như thế nào, không cần ta dạy cho ngươi đi. Tổ Hiển nhìn Trương Huyền truyền đạt chủy thủ, chậm chạp không có đi tiếp, trong mắt phẫn nộ dần dần biến mất, dần dần hiện lên thượng một mặt sợ hãi, hắn thong thả lắc đầu, Trương. Trương Tổng, bọn họ đã được đến giáo huấn, ta. Ta mới vừa thực minh xác nói cho ngươi, ngươi là một cái người trưởng thành, làm ra quyết định trước, muốn suy xét rõ ràng, ta mới vừa hỏi ngươi thời điểm, ngươi hoàn toàn có thể nói cho ta nói, chỉ cần giáo huấn bọn họ một đốn là đủ rồi, nhưng muốn bọn họ mệnh, là chính ngươi tuyển, không phải sao. Trương Huyền lại lần nữa đem tay về phía trước đẩy một chút, tới, tiếp được. Ta, Trương Huyền đem ngón tay buông ra, trong tay chủy thủ tự nhiên chảy xuống. Tổ Hiển ở chạm vào chủy thủ nhược điểm nháy mắt, vội vàng buông tay, trên bờ cát vang lên phốc một tiếng, chủy thủ dừng ở mặt trên. Ta làm không được, Tổ Hiển đột nhiên mở miệng, Trương Tổng, ta làm không được, ta vừa mới kia chỉ là khí lời nói, bọn họ đều là người, sống sờ sờ người a. Giết người chính là phạm pháp. Phạm pháp, ngươi không cảm thấy, bọn họ vừa mới chính là tưởng lộng chết ngươi sao? Còn có, đây là chính ngươi lựa chọn, ngươi đang nói ra những lời này đó thời điểm. Có hay không nghĩ tới là phạm pháp? Trương Huyền mắt lạnh trừng mắt Tổ Hiển, ta cho ngươi cơ hội, ngươi không giết bọn họ, ta liền giết ngươi. Trương Huyền nói xong, quay người liền đi, hắn đi đến An Đông Dương bên cạnh, duỗi tay ôm An Đông Dương bả vai, mạnh mẽ làm An Đông Dương đi theo hắn về phía trước đi đến. An tiên sinh, nói kế tiếp sinh ý đi, ngươi giống như muốn đi đoạt lấy đỉnh,
Trương Tổng, các ngươi này. An Đông Dương quay đầu lại, kết quả vừa mới đem đầu xoay qua đi một nửa, đã bị Trương Huyền mạnh mẽ vặn trở về. Chúng ta vẫn là trước nói sinh ý hảo, đi thôi, vừa đi vừa nói chuyện. Ta, An Đông Dương há miệng thở dốc, không có ra tiếng, ở Trương Huyền dẫn đường hạ, yên lặng về phía trước phương đi đến. Trương Huyền hướng phía sau phất phất tay, một chúng địa ngục hành giả, cũng đều đi theo Trương Huyền phía sau, yên lặng hướng phía trước phương đi đến, Lưu Tổ Hiển một người đứng ở mặt sau. Lưu một người nhìn hắn, Trương Huyền mệnh lệnh một tiếng, đội ngũ mặt sau cùng một người địa ngục hành giả, ngừng bước chân, còn lại người, tiếp tục đi tới. Những cái đó không có đã chịu uy hiếp người, giờ phút này chỉ cảm thấy một khối cự thạch đè ở ngực, thở dốc đều có chút khó khăn, nhìn những cái đó nằm trên mặt đất đồng liêu, bọn họ trong lòng không đành lòng, nhưng càng nhiều lại là sợ hãi, ai cũng không dám ra tiếng, thấy Trương Huyền mang theo An Đông Dương đã đi xa, bọn họ cũng một câu không ra, theo đi lên. Liền ở Trương Huyền đi ra ngoài gần cây số sau, đột nhiên một trận gào khóc thanh, từ phía sau truyền đến, rõ ràng khoảng cách gần ngàn mét khoảng cách, cũng nghe đến rành mạch, kia tiếng khóc tê tâm liệt phế, đến từ chính Tổ Hiển. Thế nào, Trương Huyền cũng không quay đầu lại hỏi một tiếng. Hắn không dám động thủ, ở khi dễ hắn tàn nhẫn nhất mấy người kia trên đùi thọc một đao, hiện tại đã hỏng mất. Một người địa ngục hành giả cấp Trương Huyền làm ra hồi đáp. Ai, Trương Huyền lắc lắc đầu. Thở dài, cũng coi như là làm khó hắn, các ngươi nhanh hơn tốc độ, sớm một chút đem hắn mang đi ra ngoài đi, đừng làm cho hắn tiếp tục đãi tại đây, ta xong xuôi sự, đi Ngân Châu tìm các ngươi. Minh Bạch, Trương Huyền phía sau những cái đó địa ngục hành giả đồng thời dừng lại bước chân. Vẫn luôn khuôn mặt u sầu đầy mặt An Đông Dương, nghe được Trương Huyền phía sau người truyền đến hội báo sau, trên mặt đột nhiên lộ ra tươi cười, Trương Tổng, ngươi không có giết bọn hắn. An tiên sinh. Ngươi cảm thấy ta như là cái loại này tội ác tày trời hạng người sao? Trương Huyền trêu ghẹo một tiếng. An Đông Dương đột nhiên đầy mặt chính xác nhìn Trương Huyền, gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, giống lại không giống. Chương 880 ra mạc. Giống lại không giống. Đối mặt An Đông Dương này ba phải cái nào cũng được trả lời, Trương Huyền cười cười, không nói gì. An Đông Dương ở biết được những cái đó An Bảo thành viên không có sinh mệnh nguy hiểm sau, có vẻ rộng rãi không ít. Rốt cuộc chủ động cùng Trương Huyền lưu khởi đi đoạt lấy đỉnh sự. Trương Huyền thực lực, hắn lần này xem như chân chính lĩnh hội tới rồi, quang liền cái loại này làm người liền xem đều thấy không rõ thân pháp, so với chính mình gặp được những cái đó cường đạo hiếu thắng quá nhiều, chỉ cần Trương Huyền chịu giúp chính mình, đoạt đỉnh tuyệt đối không có gì quá lớn vấn đề. Trương Tổng, người làm người người về trước, này đoạt đỉnh. An Đông Dương nhìn những cái đó đứng ở tại chỗ bất động địa ngục hành giả, trên mặt lộ ra một tia khó xử. Như thế nào, An tiên sinh không tin ta? Trương Huyền hơi hơi mỉm cười. Không không không, sao có thể không tin Trương Tổng? An Đông Dương liên tục xua tay, chỉ là Trương Tổng, ta cảm thấy người này nhiều lực lượng đại sao? Lại không phải đại quy mô dùng binh khí đánh nhau, làm gì muốn như vậy nhiều người? Trương Huyền trợn trắng mắt, những người đó cầm đỉnh, khẳng định sẽ nghĩ cách ra tay. An tiên sinh ngươi hẳn là có chính mình tin tức con đường đi, chờ rời đi sa mạc. Người đi hỏi thăm bọn họ đem đỉnh vận đến nào, đến lúc đó ta lại an bài. Hảo, Trương Tổng, vậy làm ơn ngươi. An Đông Dương dùng sức gật gật đầu. Sa mạc quá trình, đối với An Đông Dương đám người tới nói, là một loại hưởng thụ, cũng là một loại tra tấn. Hưởng thụ chính là, mỗi rời đi cái này đáng chết sa mạc một bước, bọn họ liền sẽ cảm thấy ly quang minh càng gần một ít, này cho bọn hắn cảm giác, giống như chính là chưa từng tấn vực sâu giữa bò ra tới. Rốt cuộc nhìn thấy ánh dạng đông giống nhau. Tra tấn chính là, không có lương khô, không có thủy, làm cho bọn họ hành động phá lệ gian nan, nếu không phải dựa vào một loại tín niệm chống đỡ, bọn họ chỉ sợ căn bản đi không ra, cũng may lần này tiến mạc người, nhiều là một ít người biết võ, thân thể tố chất viễn siêu người thường, ở cho nhau nâng hạ, cũng liền đi ra. Đến nỗi cố giáo thụ, còn lại là dựa vào An Đông Dương tiêu phí vốn to từ một ít còn có thủy cùng lương khô người kia cho hắn mua tới sinh mệnh suối nguồn. Đương nhìn đến sa mạc bên cạnh trong nháy mắt kia, mỗi người, đều từ đáy lòng đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng liền tại đây một khắc, bọn họ tinh thần hoàn toàn suy sụp xuống dưới, liền giống như một cái sốt ruột thượng WC người nhìn thấy bồn cầu giống nhau, cảm thấy lại nhiều một giây, chỉ sợ đều kiên trì không được. Ở hai ngày sau giữa trưa một chút chỉnh, mọi người rời đi sa mạc. Sa mạc sau, An Đông Dương an bài khách sạn, hảo hảo thả lỏng một phen. Một ít cố kỵ chính mình đồng bạn An Bảo thành viên, còn lại là hơi làm điều chỉnh sau,
liền tìm đoàn xe, mang lên vật tư, một lần nữa tiến mạc. Sốt cuộc, ở kia đại mạc giữa, còn có rất nhiều bị địa ngục hành giả đánh gãy chân người, bọn họ bằng vào chính mình, là vô luận như thế nào đều đi không ra này sa mạc. Ô Lỗ Thị Long Tuyền khách sạn, có thể nói tại đây tòa thủ phủ thành thị trung xếp hạng tối cao mấy nhà khách sạn chi nhất. Khách sạn cao cấp phòng xếp chung, Trương Huyền nằm ở to rộng bồn tắm chung, mấy ngày nay sa mạc hành trình, làm trên người hắn cũng dính đầy cát bụi, tắm nước nóng, cảm giác cả người thoải mái. Lấy ra di động, Trương Huyền bắt thông một cái dãy số. Chú ý một chút, An Đông Dương hẳn là sẽ cùng hắn thế lực phía sau liên hệ, điều tra ra nói cho ta. Công đạo xong chuyện này, Trương Huyền nhìn chằm chằm di động, nghĩ nghĩ, cấp Lâm Thanh Hạm gọi điện thoại qua đi. Điện thoại mới vừa vang vài tiếng, Lâm Thanh Hạm bên kia liền đem điện thoại tiếp khởi. Uy, lão công, điện thoại chung, vang lên Lâm Thanh Hạm ngọt ngào thanh âm. Nghe thanh âm này vang lên, Trương Huyền liền cảm giác một cổ hạnh phúc thẳng dũng trong lòng, lão bà, ăn cơm sao? Ân, ăn, người đâu, vội xong rồi. Còn không có, khả năng còn muốn đãi hai ngày. Trương Huyền trả lời. Trương Huyền nghe được, Lâm Thanh Hạm kia đầu phi thường xảo. Lão công, ta, hồi, lại nói. Lâm Thanh Hạm bên kia xảo đến nàng nói ra nói, Trương Huyền đều không thể nghe hoàn toàn. Lão bà, người trước vội đi, không quấy rầy ngươi, chiếu cố hảo tự mình. Ân, ngươi cũng là, muốn, ý thân thể a. Ở một trận ồn ào trong tiếng, Lâm Thanh Hạm cắt đứt điện thoại. Trương Huyền thở dài, hắn biết, chính mình ở nhà thời điểm, Lâm Thanh Hạm chuyên môn áp xuống một ít công tác, làm nàng có vẻ không bận rộn như vậy, chính mình vừa đi, nữ nhân liền bắt đầu xử lý các hạng sự tình tới. Trương Huyền trước kia cũng quản lý quá không ít công ty, biết công ty quản lý hàng ngày có rất nhiều việc vặt yêu cầu từng cái đi xử lý. Rửa mặt xong sau, Trương Huyền thay một thân sạch sẽ thoải mái thanh tân quần áo. Đem đặt ở trên giường hầu bao mở ra, tinh tế đánh giá chính mình từ trong sa mạc mang ra tới đoạn kiếm cùng hai kiện gia thú. Này tam dạng đồ vật, Trương Huyền càng xem, càng cảm thấy không đơn giản. Đang lúc Trương Huyền chuẩn bị lại tinh tế nghiên cứu một chút này tam dạng đồ vật khi, cửa đột nhiên vang lên một trận tiếng đập cửa. Trương Tổng, người ở bên trong sao? Ngoài cửa, vang lên An Đông Dương thanh âm. Trương Huyền đem tam dạng đồ vật thu hảo, mở ra cửa phòng. Liền thấy An Đông Dương cũng thay một thân hưu nhàn phục đứng ở trước cửa. An tiên sinh, nhanh như vậy liền nghỉ ngơi tốt. Còn không có nghỉ ngơi. An Đông Dương trên mặt lộ ra một mặt mỏi mệt, nhưng càng nhiều lại là hưng phấn. Trương Tổng, ta đã tra được, kia đám người, liền chuẩn bị đem đỉnh ở Ô Lỗ Thị bán. Bọn họ đã ra tới hai ngày, ngày mai liền sẽ là bọn họ bán đỉnh nhật tử, chọn dùng bán đấu giá hình thức. Nga, Trương Huyền khóe miệng vẽ ra một mặt ý vị thâm trường tươi cười. Trương Tổng, về đấu giá hội địa điểm hiện tại đã rõ ràng, muốn hay không đi xem một chút. An Đông Dương trên mặt lộ ra chờ mong, về tiền thuê, người tùy tiện mở miệng. Trương Huyền nghĩ nghĩ nói, đi trước nhìn xem địa điểm đi. Hảo, Trương Tổng, ta đây đi dưới lầu chờ ngươi. An Đông Dương nói một tiếng sau, xoay người rời đi. Trương Huyền đóng lại cửa phòng, này cửa phòng vừa mới quan, Trương Huyền đặt ở phòng tắm chung di động liền vang lên. Trương Huyền đi đến phòng tắm, cầm lấy di động. Đại nhân, đã điều tra xong, cũng không có bất luận cái gì một cái ngầm thế lực cùng An Đông Dương liên hệ. An Đông Dương chỉ là ủy thác hắn một cái ở Ô Lỗ Thị bằng hữu, người kia đế chúng ta tra xét, thực sạch sẽ. Duỗi tay sờ sờ khóe miệng, hắn chuyên môn làm người nhìn thẳng An Đông Dương, nhìn xem cái nào ngầm thế lực sẽ cùng An Đông Dương liên hệ, cuối cùng lại nghênh đón như vậy một cái kết quả, cái này An Đông Dương, làm việc thật đúng là cẩn thận a. Trương Huyền đưa điện thoại di động cất vào đâu nội, hắn không thấy được, ở hắn di động trò chuyện mục lục thượng có một cái màu đỏ tươi đánh dấu, biểu hiện một cái chưa tiếp điện báo người, là đang ở Ngân Châu đi học Tử Huyền. Chờ Trương Huyền đi vào khách sạn đại sảnh thời điểm, phát hiện An Đông Dương đã ở đại sảnh chờ, ở An Đông Dương bên cạnh, còn đi theo một người tuổi trẻ nữ nhân này nhìn qua cũng liền 25 đến 26 tuổi bộ dáng, cùng Trương Huyền không sai biệt lắm đại. Trương Huyền liếc mắt một cái nhìn lại, liền phát hiện, nữ nhân này tuy rằng xuyên tùy ý, nhưng toàn thân, tất cả đều là cao cấp nhãn hiệu, một thân trang phục xuống dưới, ít nhất quá 5 vạn khối. Nữ nhân lớn lên thật xinh đẹp, tóc dài khoác ở sau đầu, một đôi đại đại đôi mắt phảng phất có thể nói giống nhau. Ở Trương Huyền đánh giá nữ nhân này đồng thời, nữ nhân này cũng ở đánh giá Trương Huyền. Chương 881 chỉ bằng ngươi. Tới,
Thanh Dương, cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Trương Huyền Trương Tổng, không cần xem Trương Tổng hòa ngươi tuổi giống nhau đại, kia thực lực, chính là ít có cường a. An Đông Dương ra tiếng, Trương Tổng, đây là ta muội muội, An Thanh Dương. Ha ha, An Tổng, người này một nhà tên, đều rất có ý thơ a. Trương Huyền khẽ cười một tiếng, hướng An Thanh Dương duỗi tay, người hảo, Thanh Dương tiểu thư. An Thanh Dương nhìn Trương Huyền duỗi tới tay, cũng không có để ý tới, mà là đôi tay ôm ngực, dùng vẻ mặt hồ nghi hướng Trương Huyền hỏi, ta ca nói ngươi rất mạnh, ngươi là thiên bảng đệ mấy a? Nghe An Thanh Dương nói, Trương Huyền một sửng sốt, thiên bảng. Cái gì thiên bảng? A, An Thanh Dương khinh thường cười, mấy ngày liền bảng cũng không biết, cũng dám xưng là cao thủ. An Thanh Dương nói xong, quay đầu hướng An Đông Dương nói, ca, ngươi không phải là bị người kết phường lừa đi. Người này nói giúp ngươi đoạt đỉnh, hỏi ngươi muốn bao nhiêu tiền a? Thanh Dương, không được vô lễ. An Đông Dương mày nhăn lại, của mắng. Ca, ngươi người này, ta nên nói như thế nào đâu? Kiếm tiền thời điểm, là có kinh thương đầu óc, đáng tiếc ở nào đó phương diện quá ngay thẳng, người nói cái này Trương Huyền, ta xem cũng chính là so người bình thường cường một chút đi. An Thanh Dương lắc lắc đầu, người thật muốn cướp đỉnh, ta đảo nhận thức không ít thiên bảng hảo thủ. Thanh Dương tiểu thư, người nói cái kia thiên bảng, rốt cuộc là cái gì? Trương Huyền nghi hoặc, này khi nào, lại có cái thiên bảng ra tới? Ha ha, An Thanh Dương cười lạnh một tiếng, người nếu không biết thiên bảng, đó chính là không xứng biết, ta còn cùng ngươi nói chuyện này để làm gì? Được rồi, An Đông Dương lại lần nữa quát lớn một tiếng, Trương luôn là bằng hữu của ta, ta đối Trương luôn là hoàn toàn tín nhiệm, ngươi cũng không cần mang theo thành kiến xem người, Trương Tổng chỉ là không theo đuổi những cái đó không có thực chất ý nghĩa bảng xếp hạng thôi. Thiết, An Thanh Dương mắt trợn trắng, hành đi, ta đây liền chờ nhìn xem, ngươi trong miệng cái này Trương Tổng, rốt cuộc là cái gì thực lực? An Thanh Dương nói xong, lo chính mình chiều một bên đi đến, tìm cái sofa ngồi xuống. Trương Tổng, ta này muội muội từ nhỏ bị trong nhà chiều hư, ngươi đừng để ý, tới, chúng ta bên này liêu. An Đông Dương làm cái thỉnh thủ thế, mang theo Trương Huyền chiều một bên đi đến. Hai người ngồi ở một bộ thương vụ trên sofa, An Đông Dương muốn hai chén nước trà, bắt đầu cùng Trương Huyền nói chuyện với nhau lên. Trương Tổng, về lần này sự, đây là ta muội cung cấp tư liệu. Nàng liền ở Ô Lỗ thị này một mảnh xử lý sinh ý, đối này một mảnh tương đối quen thuộc. An Đông Dương phất phất tay, một bên đi tới một người, đem một cái giấy dai phong túi văn kiện phóng tới Trương Huyền trước mặt, theo sau tránh ra. Trương Huyền mở ra túi văn kiện nhìn thoáng qua. Ngô, còn làm đến rất đại, các giới nhân vật nổi tiếng đều tới a. Trương Huyền nhìn văn kiện thượng một ít sẽ tham gia đấu giá hội nhân viên, này đỉnh lai lịch, cũng không nhỏ a, thế nhưng là khắc rỗi đỉnh. Trương Tổng biết khắc rỗi đỉnh, An Đông Dương nghe Trương Huyền ngữ khí, rất là ngoài ý muốn. Đương nhiên biết, này đỉnh là cùng Tư Mẫu Mậu đỉnh đồng kỳ sản vật, chẳng qua Tư Mẫu Mậu đỉnh mũi nhọn quá thịnh, làm người dần dần đem này khắc rỗi đỉnh quên đi. An Đông Dương duỗi cái ngón tay cái ra tới, nhìn dáng vẻ, Trương Tổng cũng là phương diện này người thạo nghề. Nếu Trương Tổng biết này đỉnh lai lịch, này giá cả, nói vậy Trương Tổng ngươi cũng nên có thể suy đoán một vài đi. Trương Huyền lắc lắc đầu, đoán không ra tới, loại này vật báu vô giá, cũng không phải là ta loại người này có thể tùy tiện định nghĩa. Nghe Trương Huyền nói, An Đông Dương cũng không có làm phản bác, bởi vì hắn biết, Trương Huyền nói không sai, này khắc rỗi đỉnh, thật là vật báu vô giá. Ở hè oi bức thời cổ, đỉnh bị coi là lập quốc trọng khí, là vương triều cùng quyền lực tượng trưng. Cho tới bây giờ, hè oi bức vẫn cứ có một loại đỉnh sùng bái ý thức, nhắc tới đỉnh, liền cho người ta một loại hiển hách, tôn quý, long trọng cảm giác. Tư Mẫu Mậu đỉnh, được xưng cổ kim đệ nhất đỉnh, sau sửa tên vi Hậu Mẫu Mậu Phương đỉnh, cùng gần trăm năm năm kia khai quật với Nam tỉnh Dương Thị, là Thương Vương Võ Đinh hai cái nhi tử tổ canh hoặc tổ giáp vì hiến tế mẫu thân mậu mà làm đồ dùng cúng tế, là thời Thương Chu đồ đồng tác phẩm tiêu biểu, nguyên xưng Tư Mẫu Mậu đỉnh, Tư Mẫu Mậu Hào Phóng đỉnh. Này đỉnh, là thế giới cho tới nay khai quật lớn nhất nặng nhất đồ đồng, được hưởng đồng thau chi vương, trấn quốc chi bảo mỹ dự. Vì quốc gia một bậc văn vật, cùng 61 năm trước bắt đầu làm trấn quán chi bảo cất chứa với hẻ oi bức quốc gia viện bảo tàng. Mà khắc rỗi đỉnh, là cùng Tư Mẫu Mậu đỉnh đồng kỳ văn vật, này giá trị, căn bản là không thể dùng tiền tài tới cân nhắc, lần này bán đấu giá Tư Mẫu Mậu đỉnh, khiến cho thế giới khắp nơi độ cao coi trọng, đặc biệt là những cái đó văn vật người yêu thích, hai ngày này thời gian, đều phải gần như điên cuồng.
Như vậy một tòa đỉnh bán đấu giá, tự nhiên không đơn giản, hai ngày này, nơi khác đi thông Ô Lỗ Thị vé máy bay giá cả, đều phiên vài phiên, Ô Lỗ Thị địa phương phía chính phủ, càng là vì lần này đấu giá hội, cung cấp sung túc an bảo nhân thủ. Nói vậy Thiệu Uyên cũng biết này đỉnh quý trọng, cùng với lén lút đem này ra tay, còn không bằng đem sự tình nháo đại điểm, tuy rằng phiền toái sẽ nhiều, nhưng nguy hiểm cũng sẽ hạ thấp rất nhiều. Mà này tòa khắc rũi đỉnh bán đấu giá địa điểm, cũng không ở Ô Lỗ Thị bất luận cái gì một nhà đấu giá chung, mà là ở Ô Lỗ Thị viện bảo tàng. Viện bảo tàng bản thân liền cụ bị rất mạnh an toàn tính, bên trong vẫn luôn đều tồn tại không ít văn vật, làm này tòa khắc rũi đỉnh tạm thời bảo quản địa điểm, viện bảo tàng có thể nói là nhất thích hợp. Ô Lỗ Thị viện bảo tàng vốn là một chỗ điểm du lịch, đến bây giờ đã cấm người tùy ý ra vào. Mấy tin tức này, đều là Trương Huyền từ An Đông Dương cấp tư liệu thượng nhìn đến. Trương Tổng, cụ thể tình huống, đều viết tại đây tư liệu mặt trên, trong đó khó khăn, ta tưởng ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn, con người của ta có cái thói quen, làm buôn bán trước, sẽ đem giá cả trước tiên nói tốt, cho nên về lần này ủy thác kim, Trương Tổng ngươi khai thì tốt rồi. An Đông Dương nói. Trương Huyền gật gật đầu, trầm tư một phen, đối với ủy thác kim nhiều ít, hắn không để bụng, hắn hiện tại nhất tưởng làm rõ ràng, chính là An Đông Dương thái độ. Cái này đỉnh, rốt cuộc cất giấu cái gì bí mật, đáng giá An Đông Dương đi đoạt lấy. Muốn rõ ràng, này đỉnh hiện tại chú ý độ cực cao, căn cứ Trương Huyền hiện tại điều tra đến tin tức, An gia cũng coi như không tồi, thân gia cũng là mấy chục cái trăm triệu, thật muốn đoạt cái này đỉnh, An gia kia khẳng định phải bị người theo dõi. Bọn họ không đến mức vì như vậy một cái đồ vật, đi hủy hoại chính mình, cái này đỉnh, rốt cuộc cất giấu cái gì bí mật, không tiếc làm một cái ngầm thế lực, hy sinh An gia lớn như vậy một viên quân cờ. An tiên sinh, cái này đỉnh giá trị, chúng ta đều rõ ràng, ta muốn cái này số. Trương Huyền vươn một ngón tay, 1 tỷ. 1 tỷ, họ Trương, người giựt tiền sao? Ngồi ở cách đó không xa An Thanh Dương vừa nghe lời này, liền cùng tạc mau mèo con giống nhau, trực tiếp nhảy dựng lên. Giống lớn nói, nàng trong miệng này 1 tỷ con số, tức khắc hấp dẫn không ít ánh mắt chiều bên này xem ra. Thanh Dương, An Đông Dương quát lớn một tiếng, hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì, ngồi xuống. An Thanh Dương tuy rằng không thích Trương Huyền, nhưng giờ phút này cũng ý thức được chính mình làm không đúng, vội vàng nhắm lại miệng, chỉ là vẫn luôn dùng đôi mắt trừng mắt Trương Huyền, trong ánh mắt tràn ngập cảnh cáo hương vị. An Đông Dương trầm ngâm một phen, Trương Tổng, người đối lần này hành động. Có bao nhiêu đại nắm chắc? 100%, Trương Huyền không cần suy nghĩ liền trả lời. 100%, ít nói mạnh miệng, An Thanh Dương cười nhạo một tiếng, người biết, lần này cái kia Thiệu Uyên thỉnh nhiều ít danh thiên bảng cao thủ sao? Chỉ bằng ngươi. Chương 882 mấy ngày liền bảng đều không biết. Thanh Dương, nơi này không chuyện của ngươi, ngồi xong. An Đông Dương trên mặt lộ ra vẻ mặt phẫn nộ, theo sau hướng Trương Huyền cười nói, Trương Tổng, gia muội không hiểu chuyện. Ngươi ngàn vạn đừng để ý, nếu ngươi thực sự có 100% nắm chắc, này 1 tỷ tiền thuê, cho là ta An Đông Dương chiếm tiện nghi. Trương Huyền lắc lắc đầu, cười nói, ha ha, An tiên sinh ngươi muốn hóa, ta đòi tiền, không có ai chiếm tiện nghi vừa nói. Hảo, nếu như vậy, ta đây liền cùng Trương Tổng ngươi nói định rồi, nếu hôm nay phương tiện nói, gia muội vừa vặn có lần này đấu giá hội tư cách, chúng ta không bằng cùng đi viện bảo tàng nhìn xem, chúng ta hè oi bức có câu cách ngôn. Biết người biết ta, phóng đến bách chiến bách thắng. An Đông Dương làm một cái thỉnh thủ thế. Có thể, Trương Huyền gật đầu. An Đông Dương hướng An Thanh Dương phất phất tay, Thanh Dương, đi lái xe, mang ta cùng Trương Tổng đi tranh viện bảo tàng. Ca, An Thanh Dương sắc mặt nôn nóng kêu một tiếng. Mau đi, An Đông Dương quát lớn một tiếng, trong lời nói có loại không dung cự tuyệt hương vị. An Thanh Dương thấy chính mình ca ca này phiên bộ dáng, chỉ phải oán hận một dậm chân. Đầy mặt không tình nguyện chiều khách sạn ngoài cửa lớn đi đến, vừa đi, An Thanh Dương một bên móc ra điện thoại, bắt cái dãy số đi ra ngoài, ta hiện tại đi viện bảo tàng, người hiện tại cũng lại đây đi, ta ca hẳn là bị người lừa. Ước 2 phút sau, một chiếc Maybach ngừng ở khách sạn trước cửa. An Đông Dương cùng Trương Huyền hai người, mở cửa xe, ngồi trên ghế sau. Ngồi ổn, An Thanh Dương ngữ khí khó chịu nói một tiếng, thanh âm này vừa ra, nàng liền đột nhiên giẫm hạ chân ga. Một cổ mãnh liệt đẩy bối cảm đánh úp lại, An Đông Dương còn không có ngồi ổn, xe liền chạy trốn đi ra ngoài. Thanh Dương, khai chậm một chút, An Đông Dương giao đãi một tiếng. Lái xe An Thanh Dương, giống như không có nghe được An Đông Dương nói giống nhau, một đường dẫm đã chết chân ga, phương hướng đánh bay nhanh,
thỉnh thoảng còn sẽ làm ra một ít nguy hiểm vượt qua động tác. Ở lái xe trong quá trình, An Thanh Dương cố ý nhìn mắt kính chiếu hậu, muốn nhìn một chút ngồi ở ghế sau Trương Huyền Di ông tướng, kết quả nàng phát hiện, vô luận chính mình làm ra cỡ nào nguy hiểm hành vi, cái này Trương Huyền, đều một bộ trấn định tự nhiên bộ dáng, ngược lại là chính mình ca ca, bị dọa đến không nhẹ. An Thanh Dương đầy mặt không cam lòng thả chậm tốc độ, ám đạo Trương Huyền vận khí tốt. Ô Lỗ thị viện bảo tàng, ở tiếp thu khắc rũi đỉnh sau, liền bắt đầu giới nghiêm, viện bảo tàng 500 mễ trong phạm vi, đều thuộc về giới nghiêm khu vực, giống nhau chiếc xe căn bản khai không đi vào, bất quá An Thanh Dương điều khiển này chiếc Maybach không ở cái này trong phạm vi, đưa ra một chương giấy thông hành sau, thực nhẹ nhàng đi tới viện bảo tàng chính đại trước cửa. Nguyên bản lúc này hẳn là đình tràn đầy bãi đỗ xe, giờ phút này là một mảnh trống trải, chỉ có một chiếc hỏa hồng sắc Lamborghini ngừng ở dừng xe vị thượng, phá lệ chói mắt. Tại đây chiếc lửa đỏ Lamborghini xe trên đầu, ngồi dựa vào một người thanh niên, một đầu tóc đen, thân cao 1m85, diện mạo xoái khí, bằng vào hắn này diện mạo, cùng với phía sau này chiếc siêu xe, thuộc về chiêu vẫy tay một cái, liền có vô số ong bướm chen chúc tới cái loại này. Đương nhìn đến này chiếc Maybach mở ra sau, thanh niên trên mặt lộ ra một nụ cười, chiều bên này đi tới. An Thanh Dương đem xe ngừng ở này chiếc Lamborghini bên cạnh, mở cửa xe. Thanh Dương, ngươi tới rồi. Ngươi còn tới rất sớm sao? An Thanh Dương dùng sức đóng cửa xe, chỉ vào cùng nàng cùng nhau từ trên xe xuống dưới hai người nói, đây là ta ca, An Đông Dương, ca, đây là Liễu Minh. Đông Dương ca, thường xuyên nghe Thanh Dương nhắc tới ngươi. Liễu Minh chủ động hướng An Đông Dương duỗi tay. Ta cũng không ngừng một lần nghe nói qua tên của ngươi. An Đông Dương đồng dạng duỗi tay, Thanh Dương nha đầu này nói, ngươi là nàng hảo anh em. Ha ha, Liễu Minh cười lớn một tiếng, Thanh Dương tính cách tùy tiện, chúng ta chơi đến tới, đi thôi Đông Dương ca, mang ngươi đi viện bảo tàng bên trong nhìn xem, các ngươi sự Thanh Dương đã cho ta nói qua, hai ngày này thời gian, viện bảo tàng nội an bảo lực độ tăng lớn rất nhiều, ta đối bên trong cũng coi như quen thuộc. Vậy làm phiền, An Đông Dương hướng Liễu Minh gật gật đầu, cho ngươi giới thiệu một chút. Vị này chính là Trương Huyền Trương Tổng, lần này sự, chủ yếu chính là dựa Trương Tổng. Hắn, Liễu Minh đánh giá Trương Huyền liếc mắt một cái, theo sau cười nói, Đông Dương ca, chúng ta vẫn là đi vào trước rồi nói sau. Về Trương Huyền sự, vừa mới An Thanh Dương ở trong điện thoại đã cùng Liễu nói rõ, lấy Liễu Minh cùng An Thanh Dương chi gian quan hệ, tự nhiên không có khả năng đối Trương Huyền có cái gì hảo cảm. An Đông Dương nhìn đến Liễu Minh đối Trương Huyền thái độ sau, hướng Trương Huyền ngượng ngùng cười cười. An Thanh Dương là hắn muội muội, hắn còn có thể nói hai câu, nhưng này Liễu Minh, hắn thật sự không có gì tư cách nói. Trương Huyền vẫy vẫy tay, tỏ vẻ chính mình căn bản là không thèm để ý. Ở Liễu Minh dẫn dắt hạ, một hàng bốn người, đi vào viện bảo tàng. Ô Lỗ thị viện bảo tàng, nơi nơi chân quý tràn ngập Tây vực thảo nguyên phong tình văn vật, trên vách tường cũng khắc họa thảo nguyên phong tình. Lầu một trong đại sảnh. Nguyên bản rực rỡ muôn màu chân quý phẩm lần này cố ý đều bị bỏ chạy, cấp ngày mai đấu giá hội đằng ra địa phương. Trương Huyền nhìn chung quanh toàn bộ viện bảo tàng, nói là ba bước một gương, cũng không quá. Camera càng là trải rộng viện bảo tàng nội bất luận cái gì một cái góc chết, một ít địa phương, thậm chí là ba bốn camera cùng nhau giám thị, các loại tia hồng ngoại báo nguy khí cũng toàn bộ kiểm tra xong, toàn số với hoàn hảo trạng thái. Có thể nói. Đường này đó theo dõi toàn bộ mở ra thời điểm, chẳng sợ có chỉ mũi phi tiến vào, cũng có thể đủ bị người phát hiện. Trương Huyền dạo bước ở viện bảo tàng chung, thu thập một ít hắn sở yêu cầu biết đến tình báo. An Thanh Dương cùng Liễu Minh đứng ở một bên, nhìn Trương Huyền thân ảnh, An Thanh Dương trong mắt tràn ngập chán ghét, Liễu Minh, ngươi cảm thấy người này thế nào? Có thể tiến thiên bảng sao? Thiên bảng, hắn, Liễu Minh trên mặt lộ ra coi khinh bộ dáng, Thanh Dương. Thiên bảng tổng cộng đứng hàng 188 người, này 188 người, là từ hè oi bức mười mấy trăm triệu nhân khẩu chung lấy ra tới, không phải cái gì A Miu A Cẩu đều có thể tiến. Ta quan sát qua, cái này Trương Huyền, không hề phòng bị ý thức, ta ở nhìn thấy hắn thời điểm, rõ ràng biểu hiện ra một cái tiến công chuẩn bị tư thế, hắn lại một chút phòng bị đều không có, loại người này, nếu ta nguyện ý, có thể ở 10 giây nội vặn gãy cổ hắn, người nói hắn có tư cách vào thiên bảng sao? Nghe Liễu Minh nói, An Thanh Dương trên mặt toàn là tức giận, ta liền biết, này họ Trương vừa thấy liền không phải cái gì hảo điều, hắn mấy ngày liền bảng là cái gì cũng không biết, còn nói cái gì cao thủ, ta ca đối phương diện này không hiểu biết, tùy tùy tiện tiện đã bị người lừa,
hắn chính là cùng ta ca ra giá 1 tỷ a, thật muốn không rõ ta ca vì cái gì sẽ đáp ứng loại người này. Thanh Dương, ngươi không cần phải gấp gáp, người này, ngày mai liền sẽ lòi. Liễu Minh khóe miệng giơ lên một mặt tự tin tươi cười, ta đã thông chí chút bằng hữu, bọn họ đêm nay sẽ đuổi tới, chúng ta ngày mai sẽ tránh ở chỗ tối ra tay, đến lúc đó, ngươi ca muốn đỉnh chúng ta có thể lấy lại đây, tiểu tử này, cũng sẽ lộ tẩy. Chương 883 cái gọi là thiên bảng. Nương từ viện bảo tàng rời đi khi, đã là buổi chiều. An Thanh Dương phụ trách lái xe, đưa Trương Huyền cùng An Đông Dương hồi khách sạn, Liễu Minh còn lại là cùng An Thanh Dương nói chút cái gì sau, liền chào hỏi rời đi, từ đầu tới đuôi, cũng chưa phản ứng Trương Huyền một chút. Lên xe sau, An Đông Dương đưa cho Trương Huyền một tấm cát, Trương Tổng, đây là ngày mai đấu giá hội thư mời, đến lúc đó bằng vào cái này có thể tiến vào hội trường đấu giá, ngày mai ta liền vô pháp mang ngươi vào được. Ta hiểu, Trương Huyền gật gật đầu, chính mình ngày mai một khi động thủ đoạt đỉnh, ai cùng chính mình nhiễm quan hệ, ai liền xui xẻo. Trở lại khách sạn sau, Trương Huyền muốn một phần bữa tối làm người phục vụ đưa đến phòng, hắn nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, lẳng lặng tự hỏi lên, kia kiện gia thú huyết y, là đặt ở đỉnh nội, khắc rỗi đỉnh cùng kia kiện gia thú huyết y, lại có quan hệ gì? Lúc ấy, Trương Huyền cũng không có nhận ra đó là khắc rỗi đỉnh. Nếu không tuyệt không sẽ dễ dàng đem này tòa đồng đỉnh làm lơ. Phải biết rằng, khắc rỗi đỉnh cùng tư mẫu mậu đỉnh là cùng lúc sản vật. Mà tư mẫu mậu đỉnh xuất hiện thời gian, ở hè oi bức thần thoại sử thượng, chiếm cứ rất quan trọng thời gian điểm, là thương triều thời kỳ cuối. Thương triều thời kỳ cuối, vạn vật hằng tinh, một tuệ ngôi sao, cầm thư phong thần. Ở cái kia thời đại, tràn ngập quá nhiều thần thoại sắc thái, dĩ vãng Trương Huyền, đối này đó còn không coi trọng. Nhưng hiện tại, hắn không thể không đem này đó để ở trong lòng. Đến từ thương thời kỳ cuối đồng thau đỉnh, đỉnh nội huyết y, ngàn năm bất biến. Từ biết khí kia một khắc bắt đầu, liền có không ngừng sương mù che đậy ở Trương Huyền trước mắt, hắn đẩy ra một tầng, phát hiện tại đây mây tầng sương mù mặt sau, còn có nhiều hơn đồ vật chờ chính mình đi khai quật cùng thăm dò. Đương nhiên, này cũng không có làm Trương Huyền sinh ra một loại cảm giác vô lực, ngược lại này đó thần bí đồ vật. Càng ngày càng gợi lên Trương Huyền lòng hiếu kỳ. Một trận chói tai tiếng chuông, đánh vỡ Trương Huyền suy nghĩ. Trương Huyền thuận tay cầm lấy di động, ấn xuống tiếp nghe kiện, đặt ở bên tai. Uy, lão đại, gần nhất Ô Lỗ thị sự làm đến rất đại a, thương thời kỳ cuối đồng thau đỉnh, từ nào đào ra? Bạch Trì thanh âm ở điện thoại chung vang lên. Như thế nào, người chừng nào thì đối loại này văn vật cảm thấy hứng thú? Lão đại, ta tại đây mau ngốc điên rồi a. Mỗi ngày chính là vĩnh viễn luyện khí, người có thể tưởng tượng đã có nhiều nhàm chán sao. Trương Huyền cách điện thoại, đều có thể cảm nhận được Bạch Trì trong lòng kia của oán niệm. Không tu luyện ngươi muốn làm sao, ra tới đánh đánh giết giết, không cái hóa hình thời kỳ cuối, ngươi không biết xấu hổ ra tay sao. Trương Huyền tức giận nói. Ai, Bạch Trì thật mạnh thở dài một hơi, lão đại, lời nói là nói như vậy, khá vậy quá nhàm chán, này không. Cùng ngươi hiểu biết một chút hai ngày này lớn nhất tin tức. Được rồi, ngươi nắm chặt tu luyện đi, chỉ sợ để lại cho ngươi tu luyện thời gian không nhiều lắm. Trương Huyền mở miệng nói. Thật vậy chăng, Bạch Trì lập tức hưng phấn lên, lão đại, có phải hay không lại phải có việc làm? Thật tốt quá, ngươi lần này nhất định phải làm ta sung phong a. Ngươi đến lúc đó đừng chết là được, Trương Huyền cảnh cáo một tiếng, đúng rồi, hỏi ngươi sự kiện. Làm sao vậy lão đại? Ngươi có biết hay không thiên bảng? Trương Huyền hỏi. Ở Trương Huyền hỏi ra vấn đề này sau, Bạch Trì ở trong điện thoại trầm mặc hồi lâu, mới dùng một loại cổ quái ngữ khí trả lời, lão đại, ngươi như thế nào biết thiên bảng? Trương Huyền lông mày một trọn, nhìn dáng vẻ ngươi đã biết. Ân, Bạch Trì lên tiếng, biết thiên bảng người rất ít, ta cũng là ở một lần ngẫu nhiên cơ hội giữa, mới biết được. Nga, Trương Huyền tò mò một tiếng, hắn nghe Bạch Trì nói. Giống như cái này thiên bảng thực thần bí giống nhau, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, hôm nay bảng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ách, nói như thế nào đâu? Bạch Trì ở điện thoại kia đầu tổ chức một chút ngôn ngữ, đại khái 1.5 năm trước đi, ta ra thứ nhiệm vụ, là về một kiện châu báu, tiếp xúc một đám quốc nội có tiền người trẻ tuổi, lão đại ngươi cũng biết, này người trẻ tuổi sao, liền hướng tới các loại giang hồ a, võ thuật gì đó, bọn họ liền tiêu tiền tìm chút sư phụ. Lúc ấy người dưới mặt đất thế giới lập được quy củ, nói nhị đẳng trở lên ngầm thế lực người, không thể cùng người thường quá nhiều tiếp xúc phương diện này sự, cho nên này đó phú nhị đại nhóm tìm sư phụ. Đều là một ít tam đẳng ngầm thế lực.
Bạch Trì nói đến này, hoãn một chút, tiếp tục nói, này đó tam đẳng ngầm thế lực người, ngày thường tiếp không đến cái gì đại nhiệm vụ, đột nhiên gặp được như vậy một đám có tiền chủ, liền tự phát liên hợp lại, thành lập một cái gọi là thiên bảng, nói trắng ra là, chính là cấp này đó phú nhị đại nhóm lập đến bảng đơn, sau đó từng người từ chính mình thế lực bên trong chọn mấy cái tuổi trẻ hảo thủ, trở thành một cái cọc tiêu, làm này đó phú nhị đại nhóm minh xác một chút thiên bảng đệ nhất có bao nhiêu cường. Sau đó, hôm nay bảng liền ra tới. Trương Huyền nghe thế, duỗi tay một phách chán, khó trách chính mình không nghe nói qua cái gì thiên bảng, cảm tình là những cái đó tam đẳng ngầm thế lực lấy ra tới lừa dối người ngoạn ý a. Lão đại, hôm nay bảng ban đầu đâu, vẫn là những cái đó phú nhị đại bắt đầu tranh đến, bất quá ngươi cũng biết, tập võ việc này, người bình thường kiên trì không xuống dưới, 1000 cái phú nhị đại bên trong, có một cái có thể kiên trì luyện thượng 15 thiên liền ghê gớm, đến sau lại, này đó phú nhị đại nhóm chính mình cũng không luyện, liền dùng nhiều tiền, các nơi lưới cái gì thiên bảng cao thủ, những cái đó tam đẳng ngầm thế lực tự nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội này, liền đem thủ hạ người tràn ra đi. Bài cái gì thiên bảng 188 cường giả, vốn dĩ hôm nay bảng là một cái lừa dối người ngoạn ý, nhưng dần dần liền phát triển trở thành người thường quần thể bên trong một cái thực lực bảng xếp hạng, những cái đó tam đẳng ngầm thế lực vừa thấy, đơn giản liền đem hôm nay bảng ném văng ra làm những người đó chính mình đi chơi. Lão đại, ngươi không phải là gặp được cái gì thiên bảng cao thủ đi. Bạch Trì hỏi cuối cùng một câu thời điểm, thực rõ ràng cười lên tiếng, từ Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm kết hôn lúc sau, liền tính tình đại biến, không giống trước kia như vậy, hành sự cũng bắt đầu điệu thấp lên, Bạch Trì hoàn toàn tin tưởng, Trương Huyền khả năng sẽ bị những cái đó thiên bảng cao thủ khi dễ, rốt cuộc Trương Huyền hiện tại liền đang ở Tân Tỉnh, mà Tân Tỉnh lại làm ra lớn như vậy một cái đấu giá hội, không biết nhiều ít thiên bảng cao thủ đều sẽ chạy tới đâu. Được rồi, người mau đi tu luyện đi, chờ ta nhìn thấy ngươi, phát hiện ngươi còn chưa tới hóa hình hậu kỳ, có ngươi dễ chịu. Trương Huyền tức giận cắt đứt điện thoại, làm chính mình nghi hoặc ban ngày thiên bảng, thế nhưng là như vậy một cái đồ vật, Trương Huyền đều tưởng cho chính mình hai bàn tay. Cắt đứt điện thoại sau, Trương Huyền theo bản năng nhìn mắt màn hình di động, chú ý tới Tử Huyền cái kia điện báo chưa tiếp, đem điện thoại đánh sau khi đi qua, Tử Huyền cũng chậm chạp không có tiếp nghe, Trương Huyền cũng không để ở trong lòng. Ăn người phục vụ đưa đến trong phòng cơm chiều sau, Trương Huyền nhìn thời gian, đem đầu một mông, bò đến trên giường ngủ lên. Ban đêm lặng lẽ buông xuống. Đêm khuya 4 điểm, đêm khuya tĩnh lặng, đây cũng là một người nhất mỏi mệt thời điểm. Ăn tính khách sạn trong phòng, Trương Huyền đột nhiên từ trên giường bò lên, nhìn mắt ngoài cửa sổ, mở ra cửa sổ, thân hình nhanh nhạy nhảy đi ra ngoài. Chương 884 không dám xuất hiện. Hôm sau sáng sớm. Ô Lỗ thị viện bảo tàng chung quanh tuyến đường chính thượng, toàn bộ lâm vào một trận ủng đổ, rất nhiều ngày thường thấy thượng một lần đều khó siêu xe, hôm nay liền cùng không cần tiền giống nhau đổ ở trên đường, xếp thành một con rồng dài. Viện bảo tàng chung quanh tuyến đường chính thượng, phía chính phủ an bài mấy trăm người đối mỗi một chiếc xe tiến hành bài tra, phàm là có bán đấu giá tư cách, mới có thể tiếp tục đồng hành, không có bán đấu giá tư cách, toàn bộ thay đổi tuyến đường chạy. Như vậy nghiêm tra. Từ buổi sáng 7 giờ rưỡi liền bắt đầu, vẫn luôn liên tục đến giữa trưa 11 giờ mới kết thúc, cũng liền Tân Tỉnh bên này có 2 cái giờ sai giờ, nếu không người đổ đi vào, kia đều đến cơm trưa điểm. An Đông Dương cùng An Thanh Dương hai người dắt tay nhau tiến vào viện bảo tàng, nguyên bản chống trải đại sảnh, giờ phút này đã chen đầy, mấy trăm chương ghế dựa bãi ở trong đại sảnh, mỗi người đều tìm kiếm chính mình chỗ ngồi hào nhập tòa. Đại sảnh chung quanh, cơ hồ 1 mét liền có một người an bảo. Trong đại sảnh phát sinh bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều trốn bất quá bọn họ đôi mắt, có chuyên môn nhân viên tạp vụ đối mỗi một người khách khứa tiến hành dẫn đường, có thể nói, ngươi vào này viện bảo tàng đại sảnh sau, liền vô pháp tùy ý đi lại, chẳng sợ ngươi nói chính mình tưởng thượng WC, đều có chuyên môn người bồi ngươi đi, trừ phi ngươi rời đi nơi này, nếu không toàn bộ hành trình đều phải đã chịu giám thị. Ca, ngươi cảm thấy ngươi tìm cái kia họ Trương có khả năng từ nơi này đoạt đỉnh sao? An Thanh Dương nhìn chung quanh một vòng, liền này viện bảo tàng an bảo tình huống, dù sao lấy nàng tới nói, đoạt đỉnh việc này, liền tưởng cũng không dám tưởng. Ta nếu tìm Trương Tổng, nên tin tưởng hắn, đi thôi, đi ngồi xong. An Đông Dương cùng An Thanh Dương hai người ngồi xuống, không lớn trong chốc lát, ngày hôm qua xuất hiện Liễu Minh cũng ngồi lại đây, liền ở An Thanh Dương bên cạnh, hướng An Thanh Dương nhỏ giọng nói, Thanh Dương, ta đã an bài hảo, lần này ta tổng cộng mời 14 danh thiên bảng cao thủ. Trong đó một người còn xếp hạng thiên bảng thứ 21 danh, tuyệt đối cường giả. 21. An Thanh Dương vừa nghe tên này thứ,
thân thể không khỏi chấn động, miệng cũng há hốc, thiên bảng kia đại biểu, chính là toàn hè oi bức cao thủ đứng đầu, thiên bảng thứ 21 danh, kia đến là cái gì thực lực a? À? Nhìn đến An Thanh Dương phản ứng, Liễu Minh vừa lòng cười, thấp giọng nói, cho nên nói, Thanh Dương, lần này ngươi cứ yên tâm đi, đỉnh ta giúp ngươi đoạt, cái kia họ Trương, ta cũng giúp ngươi vạch trần hắn. Ân, An Thanh Dương dùng sức gật gật đầu. An Đông Dương đám người, tới xem như tương đối trễ, khi bọn hắn sau khi ngồi xuống không lâu, trong đại sảnh cơ hồ cũng đã ngồi đầy, ở đã đến khách khứa chung, An Đông Dương nhìn đến rất nhiều quen thuộc gương mặt, đều là một ít thương giới đại nhân vật, không riêng gì bổn quốc, nước ngoài cũng có rất nhiều. Rốt cuộc, Tư Mẫu Mậu Đỉnh thanh danh quá thịnh, này cùng Tư Mẫu Mậu Đỉnh đồng kỳ khắc duỗi đỉnh, tuy rằng không có như vậy cường đại biểu ý nghĩa, nhưng này ở bản thân thượng chân quý trình độ, cũng không so Tư Mẫu Mậu Đỉnh kém quá nhiều. Chỉ là, An Đông Dương đôi mắt nhìn một vòng, lại không có nhìn đến chính mình muốn tìm người kia. Kỳ quái, như thế nào không thấy Trương Tổng? An Đông Dương theo bản năng nhỏ giọng lẩm bẩm. Ca, ngươi thật đúng là trông cậy vào người kia có thể tới a. An Thanh Dương vẻ mặt khinh thường, một cái mấy ngày liền bảng cũng không biết người, hắn dựa vào cái gì dưới tình huống như vậy đem đỉnh cướp đi, ta xem, ngươi liền không cần báo hy vọng đi. Liễu Minh cũng ra tiếng nói, Đông Dương ca, ngươi cũng chớ có trách ta lắm miệng, cái kia họ Trương, kỳ thật không ngươi tưởng như vậy lợi hại, ngươi khả năng tâm tư tất cả tại sinh ý thượng, đối này nhất thể buộc lại giải không phải rất sâu, ta tối hôm qua cố ý trở về hỏi một ít thiên bảng thượng có xếp hạng bằng hữu. Hoàn toàn liền không nghe nói qua có kêu Trương Huyền này nhất hào nhân vật. An Đông Dương há miệng thở dốc, đang chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm, liền nghe trải rộng ở viện bảo tàng nội âm hưởng chung, vang lên một đạo thanh âm. Hoan nghênh các giới bằng hữu đến Ô Lỗ Thị. Ở viện bảo tàng đại sảnh phía trước nhất, lập một cái đài cao hạ, chạm có một người, cầm trong tay microphone, dõng dạc hùng hồn. Viện bảo tàng lầu 2, một gian phòng nghỉ bị đơn độc ngăn cách. Thiệu Huyên nằm ở một trương to rộng sofa bọc da thượng, cầm một quả cốc có chân dài, ly trung đảo tốt nhất rượu ngon, hắn thỉnh thoảng lay động chén rượu, khóe miệng ngậm một nụ cười. Lão đại, chúng ta tra được bên ngoài tới rất nhiều người, bọn họ xưng chính mình vì cái gì thiên bảng cao thủ. Một người biển cắt cường đạo đi vào Thiệu Huyên trước mặt, nhỏ giọng nói. Thiên bảng cao thủ, Thiệu Huyên trên mặt tràn ngập nồng đậm khinh thường, một ít tam lưu thế lực làm ra tới gạt người đồ vật mà thôi. Thật đúng là bị thật sự, a à, thiên bảng, thật đúng là dám kêu. Lão đại, chúng ta muốn hay không đi ra ngoài đưa bọn họ giải quyết. Tên này biển cắt cường đạo trên mặt lộ ra tàn nhẫn chi sắc. Giải quyết, vì cái gì muốn giải quyết? Thiệu Uyên trên mặt toàn là nghi hoặc, chúng ta hiện tại đã đem đỉnh ủy thác đi ra ngoài, bọn họ liền tính là đối đỉnh có ý tưởng, kia cũng không phải đụng đến ta đồ vật, mà là ai mua, bọn họ động ai, chúng ta cần thiết đi ôm chuyện này sao? Lão đại anh minh, tên này biển cắt cường đạo khen tặng một tiếng. Được rồi, các ngươi đều đi ra ngoài đi, chờ hôm nay sau khi kết thúc, chúng ta ngày lành liền tới rồi, về sau không bao giờ dùng đãi ở kia đáng chết trong sa mạc. Thiệu Uyên vung tay lên, theo sau Mỹ Mỹ dựa vào sofa chỗ tựa lưng thượng, nhắm hai mắt, nghe phòng nghỉ ngoại chuyện tới thanh âm, bán đấu giá đã bắt đầu, mà này tòa đỉnh khởi trục giới, chính là 100 triệu. Không ngừng kêu giới tiếng vang lên, phá lệ kịch liệt. Thiệu Uyên loạng choạng trong tay cốc có chân dài, trên mặt toàn là hưởng thụ. Trên thế giới này, chưa bao giờ khuyết thiếu kẻ có tiền, mà là khuyết thiếu sức tưởng tượng. Tại đây tòa đỉnh nháo đến ồn ào huyên náo là lúc, rất nhiều người đều ở suy đoán, này đỉnh cuối cùng bán đấu giá giá cả, có thể đạt tới nhiều ít. Có người nói 500 triệu, có người nói 1 tỷ, có người 1500 triệu. Nhưng cuối cùng, này đó suy đoán giá cả, cùng cuối cùng thành giao giới, kém quá xa. Năm đó, một bộ tranh sơn dầu, liền đánh ra 300 triệu Maji nguyên giá trên trời, càng không cần đề, này thương siêu thời kỳ cuối, cùng Tư Mẫu Mậu Đỉnh đồng thời sản xuất khắc duỗi đỉnh. 4.2 tỷ. Cái này con số, triệt triệt để chấn động tới rồi sở hữu trình diện người. Phòng nghỉ chung, Thiệu Uyên cười miệng đã hoàn toàn khép không được, từ hắn theo bản năng bóp nát trong tay cốc có chân dài động tác, có thể thấy được, hắn nội tâm, có bao nhiêu kích động. 4.2 tỷ. 4.2 tỷ A. Này 4.2 tỷ, cũng không phải là cái gì tài sản cố định, cũng không có ngân hàng nợ bên ngoài, hoàn hoàn toàn toàn tiền mặt, tùy thời lấy ra, tùy thời đều có thể hoa, đây là tiêu xài cả đời, cũng xài không hết cự khoản. Ngồi ở bán đấu giá tịch thượng An Đông Dương, trơ mắt nhìn bán đấu giá Sư Lạc Trùy, này một tòa khắc duỗi đỉnh, xem như hoàn thành giao dịch.
Ca, ta nói không sai đi, kia họ Trương căn bản là không dám động thủ, chỉ bằng hắn, sao có thể dưới tình huống như vậy cướp đi đỉnh, hắn liền tới cũng không dám tới. An Thanh Dương ra tiếng nói. An Đông Dương ngơ ngác ngồi ở chỗ kia, nhìn ra giá 4.2 tỷ người mua lên đài. Chương 885 thiên bảng hành động. Ca, đi rồi. An Thanh Dương kéo một phen còn lăng ở trên chỗ ngồi An Đông Dương, thấp giọng nói, Liễu Minh đã hỏi thăm rõ ràng, bên ngoài có 17 chiếc xe vận tải, đệ tam chiếc là vận đỉnh, người Liễu Minh đều an bài hảo, chờ hạ sẽ trực tiếp động thủ. Các ngươi, An Đông Dương trừng lớn đôi mắt, nhìn trước mặt An Thanh Dương cùng Liễu Minh. Đông Dương ca, đi nhanh đi, Thanh Dương vẫn luôn liền không cho rằng cái kia họ Trương có thể làm thành chuyện này, bất quá lần này ta tìm tới 14 danh thiên bảng cao thủ. Tuyệt đối không thành vấn đề. Liễu Minh thúc giục một tiếng, cụ thể đường bộ ta này đã hỏi thăm hảo, chúng ta trước tiên mai phục qua đi là được. Ca, đi mau, An Thanh Dương dùng sức lôi kéo An Đông Dương cánh tay, túm An Đông Dương chiều đấu giá hội ngoại đi đến. Ra viện bảo tàng sau, Liễu Minh lái xe, mang theo An Đông Dương hai anh em một đường chạy nhanh, đi vào ô lỗ thị vận chuyển hàng hóa trung chuyển bộ. Ô lỗ thị vận chuyển hàng hóa trung chuyển bộ, đó là có tiếng đại. Phải biết rằng, toàn bộ Tân Tỉnh, chiếm cứ hẻ oi bước 7 phần chi nhất thổ địa, nơi này sản xuất rất nhiều địa phương đặc sắc, như ngọc thạch, mật dưa, hương lê từ, tất cả đều là từ giữa chuyển bộ phát hướng cả nước các nơi, mỗi ngày dòng xe cộ lượng thượng vạn, các loại trọng tạp liên tiếp không ngừng, các đại hàng hóa thùng đựng hàng làm người xem đến hoa cả mắt, lần đầu tiên tới này người, thực dễ dàng sẽ ở vô số thùng đựng hàng sắp hàng ra con đường chung đầu óc choáng váng. Liễu rõ ràng nhiên là nơi này khách quen. Lái xe rẽ trái rẽ phải, ở An Đông Dương đều có chút phân không rõ Nam Bắc thời điểm, ở một cái đại hình kho để hàng hóa chuyên chở trước đem xe dừng lại. Liễu Minh ấn tam hạ loa, một trường hai đoạn. Tích, tích, tích. Trước mặt kho để hàng hóa chuyên chở đại môn bị người mở ra, mở cửa người tả hữu nhìn hai mắt, theo sau hướng Liễu Minh phất phất tay, Liễu Minh lái xe xử đi vào. Vào kho để hàng hóa chuyên chở sau, bên trong một mảnh đen nhánh, Liễu Minh lại không lái xe đèn. Cái gì đều thấy không rõ, chỉ có mở ra kho để hàng hóa chuyên chở đại môn có thể thấu tiến một chút ánh sáng, mà đương đại môn đóng lại, kia một chút ánh sáng toàn bộ biến mất lúc sau, toàn bộ kho để hàng hóa chuyên chở lâm vào một mảnh hắc ám giữa, phá lệ yên tĩnh, làm An Đông Dương theo bản năng ngừng thở. Điều khiển vị thượng Liễu Minh cởi bỏ đai an toàn, mở cửa xe, ho khan một tiếng, hảo, đều người một nhà. Đương Liễu Minh giọng nói rơi xuống khi, kho để hàng hóa chuyên chở nội. Đường 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 mấy cái đèn cơ hồ đồng thời sáng lên, một chút liền quét dọn toàn bộ khoang chứa hàng nội hắc ám, An Đông Dương theo bản năng che hạ đôi mắt, chờ hắn thích ứng trước mắt ánh sáng sau, lúc này mới thấy rõ, kho để hàng hóa chuyên chở trung tâm, bày một cái sa bàn, kia sa bàn, đúng là ô lỗ thị toàn bộ địa mạo, mỗi một cái kiến trúc, mỗi một cái đường phố, đều bia rành mạch. Ở sa bàn trước, đứng tổng cộng 14 cá nhân, có nam có nữ. Tới, Đông Dương ca. Cho ngươi giới thiệu một chút, này đó đều là lần này ta mời đến bằng hữu, vị này, chính là thiên bảng đứng hàng thứ 21 cao thủ, Triệu Mãnh, người cũng như tên, đột nhiên thực A. Liễu Minh đi đến một người 26-7 tuổi tả hữu thanh niên bên cạnh, lớn tiếng hướng trong xe An Đông Dương giới thiệu nói. An Đông Dương mở cửa xe xuống xe, hắn quan sát đến, trừ bỏ kia toàn bộ ô lỗ thị sa bàn ở ngoài, kho hàng nội, còn có mấy chiếc đang ở cải trang ô tô, cùng với câu khóa chở công cụ. Một chương chừng 2 mét cao, 5 mét khoan thật lớn bảng đen thượng, họa đầy đủ loại đường cong. Các ngươi đây là, An Đông Dương đánh giá này hết thảy. Ca, làm ngươi nhìn xem, cái gì kêu chuyên nghiệp. An Thanh Dương cũng từ trên xe xuống dưới, phất tay nói, Liễu Minh bọn họ nhằm vào lần này khắc rũi đỉnh cướp đoạt, từ tối hôm qua liền bắt đầu chế định kế hoạch, nghiên cứu kia chiếc vận đỉnh xe tiến lên lộ tuyến, bắt trước ra tổng cộng 16 loại phương pháp. Mỗi một loại đều tính toán lúc ấy khả năng phát sinh biến cố, cùng với chúng ta kế tiếp lui lại lộ tuyến, này đó tính toán giữa, tính cả ngày thường sẽ không chú ý tới tiểu đạo, đều tính toán, thậm chí bao gồm xuống nước giếng thông đạo hay không có thể lợi dụng. Từ trong đó tuyển ra tốt nhất một cái. An Thanh Dương nói xong, đi đến An Đông Dương bên người, lôi kéo An Đông Dương cánh tay, chiều những cái đó cải trang chiếc xe đi đến, nhìn xem, này mấy chiếc là vì lần này hành động chuyên môn chuẩn bị tốt xe. Có thể tùy thời thay đổi hào bài, trên thân xe có một tầng ngụy trang sắc, khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ sau, có thể lập tức đổi mới thân xe nhan sắc, hoàn toàn biến mất, đến nỗi đỉnh, cũng sẽ có chuyên môn người vận ra Tân Tỉnh. An Thanh Dương nói chuyện thời điểm, trên mặt toàn là đắc ý chi sắc.
Đông Dương ca, kế hoạch chúng ta đã định chế không sai biệt lắm, chờ hạ liền có thể hành động, chúng ta chọn lựa lộ tuyến cùng kế hoạch phương pháp, tuyệt đối vạn vô nhất thất. Liễu Minh, chuẩn bị đi rồi. Triệu Mãnh tướng hai điều câu khóa triển đến trên người. Đồng thời, kia mấy chiếc đang ở cải trang ô tô, cũng trang thượng vẻ ngoài linh kiện, phát ra một trận motor tiếng gầm rú. Liễu Minh gật gật đầu, hướng An Đông Dương nói, Đông Dương ca, ngươi cùng Thanh Dương, cùng ta ngồi một chiếc xe liền hảo, lần này sự, ngươi chỉ cần ở bên cạnh nhìn là được. Đi lạp, ca, đến trước tiên đi mai phục hảo. An Thanh Dương hứng thú vội vàng lôi kéo còn có chút phát ngốc An Đông Dương, thượng một chiếc cải trang xe. Tổng cộng 4 chiếc cải trang xe, ở một trận motor tiếng gầm rú chung, rời đi kho để hàng hóa chuyên chở, xuyên qua tại đây trung chuyển bộ dày đặc thùng đựng hàng chi gian. Này mấy chiếc cải trang xe chạy cũng không phải rất xa, chỉ là từ giữa chuyển bộ này một đầu, chạy tới mặt khác một đầu, bất quá cũng liền quen thuộc nơi này người, biết như thế nào chạy mới nhất dùng ít sức, nếu không quen thuộc này người, muốn đi ngang qua toàn bộ trung chuyển bộ, kia đến vòng một cái vòng lớn tử. Cuối cùng, Liễu Minh đem xe ngừng ở một cái thùng đựng hàng mặt bên, chờ đợi. Liễu Minh ra tiếng nói, Đông Dương ca, chúng ta được đến tin tức, lần này đỉnh đánh ra đi sau, sẽ từ bên này trở đi. Nơi này thùng đựng hàng rất nhiều, phi thường thích hợp hành động, thả cơ hồ không có gì theo dõi, đem đỉnh vận ra chiếc xe chúng ta đã chuẩn bị tốt, đến lúc đó bọn họ đoạt xong đỉnh sau, chúng ta chỉ cần chờ đỉnh rời đi Ô Lỗ thị, liền có thể hoàn toàn giao cho ngươi trong tay. Nghe Liễu Minh nói, An Đông Dương âm thầm gật gật đầu. Thế nào, ca, Liễu Minh tìm tới người, sao ngươi tìm cái kia đáng tin cậy nhiều đi, ngươi nhìn xem ngươi tìm cái kia, liền mặt cũng không dám lộ. Phỏng chừng ngày hôm qua làm bộ làm tịch xong, đã chạy đi. An Thanh Dương vỗ vỗ An Đông Dương bả vai, ca, trở về liền đem kia họ Trương tìm ra, làm hắn cấp cái cách nói. Bên trong xe bộ đàm chung, đột nhiên vang lên một đạo thanh âm. Chú ý, nhận được tin tức, con thỏ đã tiến tràng, thợ săn chú ý hạ bẫy dập, hóa thương vào chỗ, chuẩn bị kéo hóa. Thợ săn đúng chỗ, bẫy dập đã bày ra. Hóa thương đúng chỗ, tùy thời có thể kéo hóa. Kính viễn vọng, cung cấp một chút con thỏ vị trí hiện tại. Con thỏ đã đến trước cửa. Bộ đàm nội thanh âm một cái vang lên. Đông Dương ca, đây là trong nghề nói một ít lời nói, con thỏ chính là lần này đỉnh, hành động lập tức liền phải bắt đầu rồi. Liễu Minh hít sâu một hơi, ngồi ở trong xe, nhìn chằm chằm phía trước, đôi tay không ngừng qua lại xoa thượng một chút, chứng minh hắn cũng thực khẩn trương. Chương 886 không đường nhưng trốn. Chú ý! Con thỏ đã vào cửa, có thể thợ săn có thể hạ võng. Từ từ, trước đừng xúc động, người quá nhiều. Thợ săn, dừng tay, phóng thỏ vào hang. Thợ săn thu được, con thỏ đã tiến hoa. Kính viễn vọng, nhìn xem con thỏ cụ thể vị trí. Đông khu đệ Tam Dương, tám chỉ lăng nhìn. Thợ săn, đi đông khu đệ Tam Dương, kính viễn vọng tùy thời hội báo tình huống. Ở An Đông Dương ba người nơi bên trong xe. Bộ đàm nội không ngừng vang lên thanh âm. Ca, nhìn đến không có, cái này kêu chuyên nghiệp, mỗi một cái phân đoạn, đều có chuyên nghiệp người tới phụ trách. An Thanh ánh mặt trời là nghe bộ đàm nội truyền đến thanh âm, đều làm nàng kích động không thôi, đây là ngày thường ở điện ảnh chung mới có thể nhìn đến một màn A, giờ phút này thế nhưng liền như vậy phát sinh ở chính mình bên người. Thợ săn, con thỏ đã lạc điểm, có thể hạ võng. Minh bạch, thợ săn chuẩn bị hạ võng. Hóa thương chuẩn bị kéo hóa. Hóa thương đã vào chỗ. Hành động. Một đạo leng keng hữu lực thanh âm từ bộ đàm trung vang lên, ngay sau đó, bộ đàm trung lâm vào một trận trầm mặc. An Đông Dương ba người ngồi trên xe, giờ phút này đều không tự giác nín thở ngưng thần, tuy rằng chuyện này bọn họ hoàn toàn không có tham dự, nhưng cái loại này khẩn trương không khí, bọn họ giống nhau có thể cảm giác được, giờ này khắc này, mỗi một giây đồng hồ, đối bọn họ tới nói, đều phá lệ thong thả. Bọn họ nội tâm phi thường muốn biết hiện tại bên kia là tình huống như thế nào, nhưng lại không dám hé răng, chỉ là hơn một phút thời gian, đối với An Đông Dương ba người tới nói, như là qua mấy cái giờ lâu như vậy. Đột nhiên, bộ đàm vang lên một trận tạp âm, làm ba người theo bản năng thân thể chấn động, dựng lên lỗ tai. Thợ săn, mau bỏ đi lui, hóa thương xe bị người tra xét, mau. Thợ săn, có nghe hay không? Thợ săn bị vây quanh, hành động thất bại, triệt. Chúng ta bị mai phục, có mai phục, mau chi viện chúng ta. Bộ đàm nội, vang lên nôn nóng thanh âm. Hướng đệ tứ khu chạy, nơi đó có địa đạo, chúng ta ở kia tiếp ứng các ngươi. Liễu Minh,
các ngươi cũng bị theo dõi, đi. Kia bộ đàm chung, lại lần nữa vang lên kính viễn vọng thanh âm. Ngồi ở điều khiển vị thượng Liễu Minh vừa nghe lời này, sợ tới mức chân đều có chút nhũn ra, bọn họ lần này chính là đoạt đồ vật A, đoạt vẫn là một kiện giá trị 4.2 tỷ trục phẩm, nếu bị bắt được, này ở tù mọt gông là trốn không thoát. Liễu Minh vội vàng phát động chiếc xe, một chân chân ga chạy trốn đi ra ngoài, bởi vì khẩn trương duyên cớ, làm hắn này một chân du thiếu chút nữa đụng vào phía trước thùng đựng hàng thượng. May mắn này chiếc cải trang xe tính năng không tồi, mới hiểm chi lại hiểm né qua, mà khi Liễu Minh mới vừa tuyển một cái lộ chuẩn bị chạy trốn thời điểm, liền nhìn đến một chiếc xe vận tải lớn đột nhiên hoành ngừng ở phía trước, đem lộ hoàn toàn lấp kín. Liễu Minh thấy thế, vội vàng chuyển xe. Mặt sau cũng có xe, mau đình, đụng phải. Ngồi ở hàng phía sau An Thanh Dương phát ra một tiếng thét chói tai. Liễu Minh vừa nghe, theo bản năng giẫm chết phanh lại, phát ra chi chói tai thanh. Xe dừng lại. Liễu Minh, đừng lái xe, đường bị phá hỏng, xuống xe chạy, mau. Bộ đàm nội, kính viễn vọng hét lớn. Thảo, Liễu Minh bạo một câu thô khẩu, một phen đẩy ra cửa xe, nhanh chân liền chạy. An Thanh Dương cùng An Đông Dương hai người cũng không do dự, đi theo Liễu Minh phía sau, chiều những cái đó chiếc xe vào không được tiểu đạo trung toàn đi. Đừng chạy, đứng lại. Ba người phía sau, hơn 10 người an bảo bộ dáng người. Truy ở bọn họ phía sau, những người này, hiển nhiên chính là khắc rũi đỉnh người mua mời đến người. Liễu Minh ba người nào dám dừng lại, bước chân đảo đến bay nhanh, chiều ước định địa điểm đi đến. Phía trước có người hỏi qua một vấn đề, liệp báo chạy vội tốc độ viễn siêu dã lộc, nhưng vì cái gì còn muốn phục kích, không thể trực tiếp đuổi giết. Được đến trả lời là, dã lộc đang chạy trốn khi, sẽ dùng hết toàn lực, bởi vì chúng nó biết, chính mình chạy không thoát sẽ phải chết. Mà liệp báo cũng không sẽ như vậy, đuổi không kịp dã lộc, chúng nó bất quá là lại đói một đốn thôi, cho nên cũng không sẽ dùng toàn lực. Lúc này, An Đông Dương ba người, giống như là kia chạy trốn dã lộc, bộc phát ra cả người tiềm lực, liều mạng chạy vội, mà những cái đó đuổi theo hắn nhóm An Bảo, tắc không có như vậy đủ nhiệt tình, này có thể làm An Đông Dương ba người chạy đến ước định tụ tập địa điểm. Đang lúc An Đông Dương ba người cảm giác phổi bộ sắp nổ mạnh, muốn xuyễn khẩu khí khi, liền nghe phía sau truyền đến giống to thanh. Mau, chạy, chạy a! Liễu Minh đột nhiên vừa quay đầu lại, liền thấy bọn họ này một đám hai người, chính bay nhanh chiều bên này chạy tới, ở bọn họ phía sau, còn đuổi theo hơn 20 người. Nhìn thấy như vậy một màn, Liễu Minh ba người cố nén thân thể không khỏe, tiếp tục chạy tới, bọn họ nguyên bản là chế định hảo chạy trốn lộ tuyến, nhưng chạy vội, liền hoảng không chọn lộ, bên này có người truy, bên kia có người đổ. Liễu Minh ba người, hơn nữa kia 14 danh thiên bảng cao thủ, dần dần tụ tập đến một khối, lại không có rời đi khu vực này, ngược lại bị người càng ép càng chết. Không được, không được, ta chạy bất động. An Thanh Dương mồm to thở hổn hển, bước chân cũng càng ngày càng chậm, ta tình nguyện bị chảo, cũng không nghĩ như vậy chạy xuống đi. Chạy a Thanh Dương, nếu bị chảo, đời này liền hủy. Liễu Minh vẻ mặt nôn nóng lôi kéo An Thanh Dương. Không cần chạy. Chạy ở đằng trước Triệu Mãnh đột nhiên dừng lại bước chân, phía trước là tử lộ, chúng ta bị đuổi tới ngõ cụt. Cái gì? Triệu đột nhiên lời nói, làm mọi người đồng thời cả kinh, bọn họ đi phía trước vừa thấy, quả nhiên, phía trước một cái chỗ ngoặt, bị hai cái thùng đựng hàng tạp trụ, này thùng đựng hàng đều cao 4-5 mét, mặt ngoài bóng loáng, căn bản không có khả năng bò đi lên. Này làm sao bây giờ a? Chúng ta không thể bị chảo a? Tiếp hơn 40 trăm triệu đồ vật. Nếu bị chảo, chúng ta nhất định phải chết. Một người danh nguyên bản khí phách hăng hái thiên bảng cao thủ, lúc này mặt lộ vẻ nôn nóng. Liễu Minh trên mặt lúc trước kia phúc tự tin, cũng là không còn sót lại chút gì. Thông đạo một khắc đầu, dày đặc tiếng bước chân vang lên. Đi, bên này không ai, bên kia lục soát một chút. Các ngươi mấy cái, lục soát bên kia. Dám đoạt đỉnh. Từng đạo tiếng quát từ mọi người nhìn không thấy địa phương vang lên. Như vậy thanh âm, làm cho bọn họ cảm giác được tuyệt vọng, loại chuyện này bị chảo là cái dạng gì hậu quả, bọn họ phi thường rõ ràng. Không bằng chúng ta đánh ra đi, một người thiên bảng cao thủ siết chặt nắm tay. Đánh ra đi, ngươi không xem bọn hắn bao nhiêu người, ở bọn họ bên trong, cũng có đứng hàng thiên bảng người, chúng ta thể lực sớm muộn gì sẽ dùng hết, mà bọn họ người sẽ càng ngày càng nhiều. Không tồi, liền tính chúng ta có thể đánh ra đi thì thế nào? Hiện tại không có xe, chúng ta có thể chạy đi đâu? Bên ngoài đều là theo dõi. Này, trầm mặc không khí buông xuống,
mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều không nói lời nào, lẳng lặng mà nghe những cái đó dày đặc tiếng bước chân càng ngày càng gần. Liền ở một cái màu đen dày ra tiêm ở một cái thùng đựng hàng bên cạnh thò đầu ra khi, An Thanh Dương đột nhiên cảm giác phía sau một cổ lực lượng truyền đến, có một con bàn tay to đem chính mình chiều phía sau túm đi. A, à, An Thanh Dương hét lên một tiếng. Thanh Dương, ngươi, ngươi nào, ngươi là, một chúng thiên bảng cao thủ liền lời nói đều không kịp nói xong, đã bị người che miệng lại.